Chương 2143, đăng cả lên tài liệu nội bộ. Công việc còn chưa bắt đầu, đồng chí Điền Lâm đã nói công tác kiểm tra của chúng ta đi lệch khỏi quỹ đạo, đây là đề nghị gì? Các đồng chí, không có kiểm tra không có quyền lên tiếng, không có chứng cứ không thể nói xuông. Chúng ta đều là đảng viên, nói gì cũng phải cầu thị mới đúng, không thể ăn nói lung tung. Diệp Phàm thản nhiên hừ một tiếng. Hắn nhìn vẻ mặt có chút khó coi của Điền Lâm thấy y đang định phản kích lại, tuy nhiên, Diệp Phàm cũng khoát tay nói lớn. Đồng chí Điền Lâm, ngồi xuống đi, nếu các anh đã đến đây vậy thì tham gia hội nghị đi. Cuộc họp hôm nay vẫn là tôi chủ trì, chủ yếu là nói chuyện về kỷ luật, để các đồng chí chú ý trong mỗi lời nói mỗi cử động. Một con chó kiểm tra cũng không giải quyết được, cậu còn chủ trì công tác gì? Lúc này không ngờ cửa bị đẩy ra, một giọng nói hơi quen vang lên. Vừa thấy bóng người này, lập tức tiếng ghế trong phòng vang lên. Tất cả các đồng chí đều đứng lên, mọi người đều hơi khom người, cung kính nói. Chào ủy viên Trương. Người tới không ngờ là ủy viên Quốc hội kiêm trợ lý Thủ tướng Trương Hướng Đông. 2 năm trôi qua, lão già này không ngờ không thay đổi chút nào, lúc này vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Ủy viên Trương, chào ông. Diệp Phàm bước lên phía trước, giơ tay ra muốn bắt tay. Tuy nhiên, cũng bị Điền Lâm giành trước bởi vì lão già này đang đứng chưa ngồi xuống. Cùng Điền Lâm bắt tay xong, Trương Hướng Đông cũng bắt tay Diệp Phàm một chút. Ủy viên Trương, ngài bận trăm công nghìn việc cũng dành thời gian đến đây. Vừa đúng lúc các đồng chí của tổ kiểm tra Giang Đô đều có mặt khá đủ, mời ngài cho chỉ thị. Diệp Phàm nói, thái độ không kiêu ngạo cũng không xu nịnh. Đương nhiên, ủy viên Trương là người lớn tuổi, Diệp Phàm gọi là ngài cũng là bình thường. Hôm nay tạm không nói đến chuyện chỉ thị, đây là tài liệu tham khảo nội bộ, cậu tự nhìn đi. Ủy viên Trương ném một tờ tạp chí xuống trước mặt Diệp Phàm. Diệp Phàm nhìn qua, phát hiện tiêu đề rất lớn, chủ nhiệm tự mình làm việc, không dám sát nổi một con chó. Phía dưới tất nhiên chính là chủ nhiệm phòng kiểm tra của văn phòng trung ương Diệp Phàm tự mình mặc áo giáp ra trận. Nói về chuyện hai cửa hàng về chó ở đường Đông Trực khu Ngũ Mã. Do đó nghi ngờ với công việc của phòng kiểm tra, cho rằng chỉ làm hình thức rồi mặc kệ, bài viết giống như một cây đao, làm Diệp Phàm thiếu chút nữa bị thương tích đầy mình. Việc này chúng tôi đang điều tra. Tôi tiếp nhận công việc này mới có vài ngày, dù sao cũng phải có thời gian nhất định có phải không? Vẻ mặt Diệp Phàm có chút phẫn nộ nói. Trong lòng cũng nghĩ ra việc gì đó, có thể để Trương Hướng Đông đọc tài liệu tham khảo nội bộ cấp bậc chắc chắn khá cao. Bởi vì, Trương Hướng Đông hưởng đãi ngộ cấp quốc gia. Tài liệu tham khảo nội bộ này là cho các lãnh đạo cấp cao. Trương Hướng Đông có thể thấy thì các lãnh đạo đó tất nhiên cũng có thể thấy. Ai làm vậy? Người này năng lượng khá đáng sợ, mưu đồ của người này lại càng đáng sợ. Ra vẻ người ngay thẳng, phân tích toàn bộ các khiếm khuyết của công tác kiểm tra. Thật ra, mịt mờ nhằm vào cá nhân Diệp Phàm, hễ là người có thể đọc tài liệu tham khảo nội bộ thì ai là chén đèn cạn dầu. Vài ngày, cậu làm chủ nhiệm mới được vài ngày sao? Giám sát không được một con chó, thì nếu nói ra ngoài, dân chúng không phải cười rụng răng sao? Trương Hướng Đông vẻ mặt nghiêm túc chỉ vào tài liệu tham khảo. Sau đó thành thật nói. Các đồng chí thấy chưa, chúng ta đều là công bộc của nhân dân. Nhất định phải coi trọng lợi ích của nhân dân. Chuyện một con chó cũng có thể có vấn đề. Việc này chứng tỏ, một số đồng chí của chúng ta có vấn đề về tư tưởng. Còn chưa coi trọng lợi ích của nhân dân. Làm việc không hết lòng thật sự không thể được. Cho nên, đồng chí Diệp Phàm, tôi cho cậu một ngày. Sáng hôm sau nhanh chóng giải quyết việc này. Bằng không, tổ kiểm tra Giang Đô, tôi đề xuất Điền Lâm làm lãnh đạo. Trương Hướng Đông tôi đã nói rồi, làm cán bộ, phải có chí tiến thủ. Người không làm được việc Trương Hướng Đông tôi sẽ làm cho phải chuyển vị trí. Nhất định phải chuyển vị trí, chúng ta phải có trách nhiệm với nhân dân, có trách nhiệm với đảng. Trương Hướng Đông nói đường đường chính chính, khẳng khái hiên ngang, thiếu chút nữa biến thành diễn thuyết. Diệp Phàm hiểu, lão già này đích thân ra tay, muốn đến đây làm nhục hắn. Đúng lúc này, điện thoại Diệp Phàm vang lên, hắn cầm điện thoại ừ à một hồi rồi nói. Ủy viên Trương, tôi phải xin lỗi ngài, các đồng chí tôi có việc phải đi trước. Cuộc họp thường kỳ này các đồng chí cứ nghe chỉ thị của Ủy viên Trương. Đang họp cậu còn muốn đi đâu, đồng chí Diệp Phàm, vừa mới nói đến vấn đề trách nhiệm, chẳng lẽ cậu thật sự muốn nói rõ ra?
Thái độ của cậu như vậy còn làm sao kiểm tra được Giang Đô? Tôi rất nghi ngờ việc cậu có đảm nhiệm được chức tổ trưởng tổ kiểm tra Giang Đô không? Ủy viên Trương tức giận. Ủy viên Trương, tôi đã xin lỗi ngài rồi. Chuyện con chó ngài muốn tôi giải quyết trong một ngày, việc này có thể sao? Về việc nói thẳng hay có nhậm chức tổ trưởng tổ kiểm tra Giang Đô hay không, đó là chuyện của lãnh đạo. Diệp Phàm tức giận, rốt cuộc không kìm nổi, bộc phát. Ám chỉ Trương Hướng Đông đang coi mình là trời. Đây là địa bàn của văn phòng trung ương, Diệp Phàm tôi như thế nào, muốn phê bình thì là chuyện của chủ nhiệm văn phòng trung ương Điền Giang, liên quan gì đến ông? Bốp! Chiếc bàn bị Trương Hướng Đông đập một cái, miệng hừ nói. Đồng chí Diệp Phàm, cậu có ý gì? Cậu giải thích cho tôi rõ ràng xem nào. Nếu không, hôm nay tôi phải tìm đồng chí Điền Giang nói một chút về chức chủ nhiệm của cậu. Một con chó cũng không giải quyết được, hơn nữa đều đăng cả lên đây, cậu có mặt mũi nào để nói thế? Lãnh đạo phê bình cậu cậu còn không phục, còn tranh luận, như thế có được không? Ai cũng như cậu thì đất nước chúng ta làm sao mà quản lý được? Kỳ cục, rất kỳ cục. Nói không đúng. Lúc này một giọng khàn khàn vang lên, tiếng xô ghế lại một lần nữa vang lên, mọi người lại vội vàng đứng dậy nói. Chào chủ nhiệm Điền. Ha ha, có rảnh tôi cũng muốn cùng đồng chí Trương Hướng Đông thảo luận một chút về chức chủ nhiệm phòng kiểm tra và tổ trưởng tổ kiểm tra Giang Đô của đồng chí Diệp Phàm. Tuy nhiên, Điền Giang cười hai tiếng, vẻ mặt nghiêm túc nói. Tuy nhiên, hiện tại không có thời gian để thảo luận về vấn đề này. Đồng chí Diệp Phàm cậu lập tức chuẩn bị một chút theo tôi đến bên kia đi. Bên kia, các đồng chí ở đây vừa nghe tám phần các đồng chí đều lộ vẻ hâm mộ. Bên kia đương nhiên chỉ chính là chỗ của Chủ tịch Đường. Vẻ mặt Trương Hướng Đông sửng sốt, tuy nhiên, khôi phục bình tĩnh trong nháy mắt. Chuyển người, chủ nhiệm Điền lại nói. Còn nữa, đồng chí vừa xin phép là tôi phê chuẩn. Mấy ngày nay hắn cũng chưa có thời gian, cho nên, tổ kiểm tra Giang Đô ngày mai sẽ đi xuống. Như vậy đi đồng chí Hướng Đông, tôi thấy để đồng chí Điền Lâm bên văn phòng chính phủ phụ trách, văn phòng trung ương bên này cố gắng hết sức để phối hợp công tác với đồng chí Điền Lâm để làm tốt công tác kiểm tra. Còn về chuyện kiểm tra không ra một con chó, tôi thấy, cứ để đồng chí Diệp Phàm phụ trách. Sau việc bận này tôi cho đồng chí Diệp Phàm nửa tháng để giải quyết vấn đề này. Nói đến đây, chủ nhiệm Điền nhìn Diệp Phàm một cái nói. Đồng chí Diệp Phàm, cậu có tin là trong vòng nửa tháng giải quyết được vấn đề này không? Tin ạ, không cần nửa tháng, 10 ngày là đủ rồi. Diệp Phàm đáp rõ ràng. Diệp Phàm hiểu, đây là Điền Giang đã cho hắn chỗ dựa, đây là một chuyện đáng quý. Trương Hướng Đông ông nói một ngày, chủ nhiệm Điền lập tức đổi thành 15 ngày. Hơn nữa sau khi hết bận mới tính đến. Nếu việc này không giải quyết được thì khi nào bắt đầu còn phải hỏi chủ nhiệm Điền một câu. Còn chuyện đảm nhiệm chức vụ chủ nhiệm Điền nói khi nào rảnh sẽ cùng Trương Hướng Đông thảo luận nghiên cứu, đó là hạ một bậc thang của Trương Hướng Đông. Đồng chí Hướng Đông, ông tiếp tục chỉ thị, tôi phải đi trước, bên kia đang vội không thể không đi. Chủ nhiệm Điền gật gật đầu xoay người đi, tất nhiên Diệp Phàm cũng đi theo. Trương Hướng Đông nào còn mặt mũi ở đây chỉ thị, tất nhiên vẻ mặt khó coi bỏ đi. Tuy nhiên, đối với chủ nhiệm văn phòng trung ương Điền Giang, Trương Hướng Đông cũng chỉ có thể buồn bực, thậm chí nuốt giận vào trong lòng. Bởi vì, không nói vị trí đại tổng quản của Điền Giang rất nhạy cảm mà Điền Giang cũng là ủy viên Bộ Chính trị, thật sự là cấp phó quốc gia, cao hơn nhiều so với người hưởng thụ đãi ngộ cấp phó như Trương Hướng Đông nhiều lắm. Một con chó rốt cuộc sao lại thế, việc này có người đăng lên tài liệu tham khảo nội bộ. Đồng chí Diệp Phàm, cậu điều tra trọng tâm một chút. Nhanh chóng giải quyết việc này. Điền Giang vừa đi vừa nói. Tình hình cơ bản đã rõ ràng, việc này có liên quan đến gút mắc đề bạt của hai thứ trưởng. Cho nên, bọn họ trộn lẫn trong đó, làm cho việc này phức tạp. Chủ nhiệm như tôi tuy nói là chủ nhiệm, ha ha, kiểm tra điều là những người có quy cách cấp bậc cao hơn chúng ta, thật sự còn có chút khó xử. Diệp Phàm cười cười nói. Thì ra là thế, những người ngày, việc chính mặc kệ. Chuyện ngoài cửa thì luôn đá chân. Muốn được đề bạt là nguyện vọng của tất cả các đồng chí, tuy nhiên, phải hợp lý có phải không? Tranh giành thì cuối cùng chỉ cả hai cùng bị thương. Muốn làm thì cậu cũng rất bị động, tuy nhiên, nếu cậu đã hiểu rõ, thì cứ theo nguyên tắc giải quyết là được. Chủ nhiệm Điền nói, tôi hiểu rồi, vốn là muốn xử lý, nhưng nhất thời chưa nghĩ ra cách nào. Tuy nhiên,
Tôi đã có quyết định bước đầu. Diệp Phàm nói. Ừ. Chủ nhiệm Điền gật gật đầu, sau khi hai người đi vào văn phòng vẻ mặt chủ nhiệm Điền trở nên nghiêm túc nói. Đồng chí Diệp Phàm, lần này gọi cậu đến đây là có nguyên nhân. Ngày kia có Tổng thống nước Châu Phi mà chúng ta vừa xây dựng muốn đến đây. Tuy nói chỉ là một nước nhỏ nhưng đất nước chúng ta luôn thực hiện chính sách chúng sống hòa bình. Mỗi nguyên thủ đến thăm đều đối đãi với cùng một quy cách. Chủ tịch Đường sẽ tới tận sân bay tự mình nghênh đón, chuyện lần này có chút đặc biệt, chủ yếu là vì xây dựng tình cảm với đất nước mới xây dựng. Chương 2144, chủ nhiệm Điền điểm tướng. Chủ nhiệm nói xong còn nói thêm một chút. Còn nữa, quốc gia này có chút đặc biệt, bọn họ có một thứ có thể dùng trong thiết bị quân sự hiện đại. Mà hoạt động ngoại giao, khi đi ra ngoài, hoàn cảnh sẽ phức tạp hơn rất nhiều. Vốn việc này do Thiên Thông và Lang Phá Thiên phụ trách. Chẳng qua, Thiên Thông vừa mới có việc gấp đi rồi, không có cao thủ cho việc bảo vệ nên chúng tôi rất lo lắng. Vì thế, lần này gọi cậu đến đây, cậu chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn của chủ tịch trong phạm vi khoảng 500 mét. Lang Phá Thiên phụ trách an toàn khu vực sân bay và hai bên đường. Hy vọng hai người có thể cùng phối hợp, làm tốt công tác đảm bảo an toàn. An toàn là trên hết, cậu hiểu chưa? Tôi hiểu rồi, tôi sẽ phối hợp với đồng chí Lang Phá Thiên thực hiện tốt công tác an ninh. Diệp Phàm vẻ mặt nghiêm túc nói. Tốt, cậu có thể có thái độ như vậy tôi rất vui. Có một việc nữa, trong công tác bảo đảm an ninh cậu không có kinh nghiệm bằng Lang Phá Thiên. Tuy nhiên, năng lực cá nhân của cậu trong tấn công và phòng bị lại mạnh hơn anh ta. Nghe các đồng chí ở tổ đặc nhiệm A nói năng lực trinh sát của cậu rất tốt. Lần trước trận chiến ở Saha nghe nói cậu còn có thể cảm giác được côn trùng trong buổi tối ở bên ngoài. Việc này chứng tỏ cảm giác của cậu so với các đội viên khác mạnh hơn không ít. Tôi nghĩ trong vòng 500 mét, dựa vào cảm giác của cậu có thể loại bỏ hết những tai họa ngầm. Chủ nhiệm Điền nói, giọng hơi có vẻ khích lệ. Đôi mắt ưng của Diệp Phàm có thể nhìn thấy, tuy nhiên, chỉ nói. Sư phụ của tôi có một phương pháp. Từ nhỏ tôi đã tu luyện phương pháp này để rèn luyện nhãn lực, khứu giác và thính lực. Cho nên, hiện tại mới có thể có năng lực đặc biệt như thế. Bản lĩnh càng cao, năng lực này của tôi càng mạnh hơn một chút. Buổi tối trong phạm vi 500 mét, ban ngày tôi nghĩ sẽ xa hơn một chút. Khoảng 2 km, hơn nữa còn có kính viễn vọng và các thiết bị hiện đại khác, hẳn là có thể cảm giác được một chuyển động rất nhỏ một cách nhạy bén hơn. Vậy là tốt rồi, như vậy đi. Nếu cậu tự tin vào mình thì tăng phạm vi lên 800 mét. Trong phạm vi này do cậu toàn quyền phụ trách, Lang Phá Thiên phụ trách phạm vi bên ngoài. Đương nhiên, việc này cũng không phải nói là các cậu làm việc độc lập, càng cần sự phối hợp chặt chẽ của các cậu. Còn nữa, đúng rồi, nghe nói quan hệ của cậu và con trai của Vương Lão Vương Nhân Bàng không tồi. Lần trước trận chiến Mê Cung Nhân Bàng cũng lập công lớn. Nghe nói còn tiêu diệt được một đội viên của tổ đặc nhiệm A nước ngoài thân thủ cửu đẳng. Được huân chương đặc biệt của nhà nước, lần này đồng chí Thiên Thông không ở đây, cậu có thể triệu tập Nhân Bàng đến phối hợp với cậu không? Tổ chức tin tưởng vào sự giác ngộ chính trị của con trai Vương Lão. Việc này, tính tình Nhân Bàng hơi quái. Diệp Phàm do dự nói. Đúng là bởi vì tính tình anh ta hơi quái, tôi mới bảo cậu ra mặt. Nếu không, tôi gọi một cuộc điện thoại là đủ. Điền Giang cười nói. Vậy được, để tôi thử xem. Diệp Phàm gật gật đầu. Không phải thử mà là nhất định phải tới. An toàn của thủ trưởng cao hơn hết thảy. Điền Giang cố nén cười nghiêm túc nói. Không lâu, Lang Phá Thiên cũng đến. Hai người tổ chức một cuộc họp khẩn cấp ở phòng cảnh vệ bên kia bàn về vấn đề đảm bảo an toàn. Thành viên bao gồm người phụ trách ban bảo vệ của sân bay, cùng với Phó Cục trưởng Quản lý Giao thông Bắc Kinh. Hệ thống lại chi tiết các nhân tố ảnh hưởng đến an toàn của sân bay và giao thông lần này, cùng với quãng đường từ sân bay đến Trung Nam Hải. Cố vấn cảnh vệ cao cấp Cổ Thuận lần này được chọn châm chọc đặc biệt cẩn thận, Diệp Phàm rất vui khi nghe ông ta lên tiếng. Bởi vì, càng hà khắc thì sau khi hoàn thành phương án càng chu đáo trong việc bảo đảm an toàn đối với thủ trưởng. Diệp Phàm biết, tham mưu cổ cũng không phải nhằm vào hắn và Lang Phá Thiên. Đây là công việc của ông ta. Cho nên, tuy giọng điệu của tham mưu cổ sắc bén hơn bất kỳ lúc nào, thậm chí có khi còn xảy ra tranh cãi kịch liệt. Nhưng Diệp Phàm cũng không bực mình vì ông ta. Tuy nhiên, ở bữa cơm trưa sau khi họp xong, Diệp Phàm gọi điện thoại cho Nhân Bàng cũng không được.
không biết lại làm cái gì rồi. Diệp Phàm thầm nói một câu rồi gọi điện thoại cho Vương Lão, tuy nhiên, bọn họ cũng không biết Nhân Bàng đi đâu. Đôi khi vì vui chơi, Vương Nhân Bàng thường tắt máy chơi trò mất tích. Dù sao cũng thành thói quen, người nhà họ Vương cũng không quan tâm đến việc này. Hơn nữa Vương Nhân Bàng là cao thủ bát đẳng tầng thứ hai. Hơn nữa, năng lực mạnh, cả Trung Quốc có lẽ cũng không có bao nhiêu người có thể xúc phạm tới anh ta. Đối với việc anh ta mất tích, người nhà cũng không quan tâm. Buổi trưa Diệp Phàm không về nhà, ngồi nghỉ ở phòng cảnh vệ bên kia, vừa ngủ vừa đề phòng. Buổi chiều đến sân bay khảo sát thực địa, đồng thời bố trí cả đoạn đường đi. Bận bịu suốt tới 5 giờ. Buổi tối làm mấy chén, thế nào, mẹ kiếp, ngày hôm quá thật sự là mệt. Tan tầm Lang Phá Thiên cười nói. Mấy chén thì mấy chén, bên chỗ tôi công việc cũng không có gì khác. Ngày kia mới đến, mai tăng cường bổ sung những thiếu sót là được. Diệp Phàm cười nói. Hai vị thủ trưởng, hay là đến Quốc Tân Quán ngồi một chút. Lúc này Đường Thành cười hì hì nói. Đường Thành là con trai của anh trai Đường Hạo Đông. Người này cũng là một trong những đồ đệ của Thiết Chiêm Hùng. Thân thủ tứ đẳng cũng là do Diệp Phàm hỗ trợ đột phát. Khâm phục đối với Diệp Phàm cuồn cuộn như nước sông chảy mãi. Cho nên, đến giờ, Đường Thành đều tìm cơ hội tiếp xúc với Diệp Phàm. Có vẻ giống như cách lôi kéo quan hệ rất nghi ngờ. Đường Thành là thái tử chân chính. Chỉ cần quan hệ giữa cha và chủ tịch Đường thì ai ở Bắc Kinh không nể mặt anh ta. Đường Thành đương nhiên cũng là một người cao ngạo. Người khác muốn nói chuyện cùng anh ta hẳn là bị gọi là đeo bám. Muốn theo anh ta là con cháu nhà quý tộc, tiểu thư thiên kim. Tuy nhiên, với Diệp Phàm thì khác, đổi thành anh ta muốn bám Diệp Phàm. Tuy nhiên, Đường Thành vẫn khá khiêm tốn. Nhưng, khiêm tốn cũng không phải năng lực kém. Ở đó gò bó không thích. Diệp Phàm lắc lắc đầu nói. Đến Hoàng Thành vậy. Đường Thành làm lái xe, Lang Phá Thiên ngồi ở ghế phụ, Diệp Phàm ngồi phía sau. Đường Thành lái chiếc xe quân dụng, loại xe này cảnh sát cũng không dám chặn lại. Bởi vì, biển số xe làm người ta thật sự phải nể. Biển chính là biển của Cục Cảnh vệ Văn phòng Trung ương. Người cảnh sát nào hồ đồ muốn trêu chọc vào. Bởi vì, dẫn đường cho lãnh đạo quốc gia chính là các xe này. Người Bắc Kinh gọi là ngự mã, theo cách gọi ngày xưa. Nội vệ của Hoàng đế chính là cao thủ đại nội. Tuy nhiên, vận khí không tốt, vừa mới đến Hoàng Thành, Đường Thành khá ân cần dành xuống xe trước mở cửa cho Diệp Phàm. Lúc này điện thoại Diệp Phàm vang lên, vừa thấy dãy số là quản lý Lý gọi điện thoại đến. Chuyện gì vậy? Diệp Phàm hỏi. Cậu chủ, cậu nhanh chóng trở về, xảy ra chuyện lớn rồi. Lý Thành sốt ruột kêu lên, giọng rất lớn, xem ra thật sự nóng nảy. Ông từ từ nói, tôi lập tức về ngay. Diệp Phàm không nói hai lời chiêu vào trong xe nói với Đường Thành. Lái xe về Hồng Diệp bảo. Anh Diệp, xảy ra việc gì vậy? Thấy vẻ mặt lo lắng của Diệp Phàm, Lang Phá Thiên ngồi vào ghế phụ thì xe đã phụt khói lao đi. Diệp Phàm khoát tay nghe quản lý Lý nói trong điện thoại. Vừa rồi có vài người đến đó, chính là do Trương Chấn Lưu của tập đoàn Hoàng Hóa đưa đến. Người ngày hôm qua đá tảng đá kia Lương Ngũ Gia đã đến đây. Tuy nhiên đi cùng còn có một lão già có râu, vóc dáng thấp nhỏ. Bọn họ không ngờ phục hồi lại bảo bài của chúng ta. Lý Cường đã kiểm tra, phát hiện rất kỳ lạ, tấm biển không biết họ dùng cách gì để phục hồi lại, không có một kẽ hở nào. Ngay cả Lý Cường cũng không tìm ra một kẽ hở nào. Hơn nữa, độ cứng rất cao, không khác gì ban đầu. Lý Cường còn thử xem, lung lay mấy cái trên ghế. Tôi thật sự muốn biết xem cao thủ nào ra tay. Diệp Phàm hừ một tiếng. Những người đó đi rồi, đi ra ngoài sân lão già kia hừ nói Hồng Diệp bảo, chỉ là hư danh thôi. Lương Ngũ Gia liền tâng bốc lão già kia duỗi tay có thể hủy Hồng Diệp bảo của chúng ta. Lý Cường vừa nghe thấy không vui vẻ, giơ tay định cho lão già này một uy thế phủ đầu. Không ngờ, không đợi Lý Cường vừa giơ tay, lão già này một quyền đập đến, Lý Cường bay xa hơn 10 thước. Lý Cường tức giận, lau chút máu trên mũi phi đến. Tuy nhiên, thảm hại hơn, lão già này lại một quyền đến. Lý Cường lại bị bay đến 20 mét hơn, ngất đi. Lão già hừ nói, chỉ với bản lĩnh đó cũng muốn khoe khoang sao. Sau đó lão già đột nhiên bay lên trời, cao hơn 3 mét. Một cước đã đứng trên đầu cặp sư tử đồng của chúng ta. Không lâu ông ta xoay con sư tử một chút,
Sau đó, ông ta đột nhiên lạnh lùng hừ nói. Lục Nhất Lễ sang năm ông ta sẽ lại đến Hồng Diệp Bảo. Đến lúc đó Diệp Hồng Bảo trừ phi tự động đập vỡ, nếu không ông ta sẽ giúp chúng ta phá vỡ. Nói xong định đi, Viên Viên tức giận, đi lên kiểm tra thương thế của Lý Cường, nói là như vậy còn muốn chạy, không được. Côn Định bước lên lý luận một chút, không thể tưởng được lão già này hừ lạnh một cái, nói hạng người này lão khinh thường không ra tay. Bằng không, muốn đánh cho Viên Viên răng rơi đầy đất. Viên Viên tức giận, cùng Lý Tùng hai bên ra tay. Không thể tưởng tượng được, ba ba hai tiếng, Viên Viên cùng Lý Tùng đều bị một quyền của lão già này quật ngã trên mặt cỏ. Vết thương cũ của Lý Tùng tái phát, hôn mê ngay tại chỗ. Lý Thành vừa mới nói đến đây, Diệp Phàm quát. Viên Viên đâu? Viên Viên nhìn ngoài giống như không việc gì. Tuy nhiên, tay chưa thể nhúc nhích được. Nói là bị lão già kia ra tay, bảo cậu nhanh chóng về kiểm tra một chút. Lý Thành nói. Kéo còi cảnh báo. Diệp Phàm hừ nói, Đường Thành vừa nghe, lập tức mở còi cảnh báo. Chiếc ô tô lao thẳng đến Hồng Diệp Bảo đến tận nơi mới dừng cảnh báo. Ba người vội vã xuống xe. Lý Thành lo lắng đứng ở cửa lớn, vừa thấy Diệp Phàm đã nói. Lý Cường đã tỉnh, tuy nhiên, cậu ta nói xương sườn bị chặt gãy hai cái, không việc gì. Nhưng Viên Viên tay không thể đi, thật sự là vội. Nếu không cần nhanh chóng đưa vào việc, tuy nhiên, Viên Viên nói đợi cậu về nói sau. Nếu chậm tôi lo là thời gian điều trị tốt sẽ qua. Chương 2145, Diệp Phàm khiếp sợ. Bốn người vội vàng đi đến rượt tước mặt con sư tử bằng đồng, Diệp Phàm đột nhiên dừng bước chau mày. Sao thế? Lang Phá Thiên hỏi. Lão Lang, chúng ta gặp cao thủ rồi. Anh xem trên trán sư tử đồng, nhìn kỹ xem. Giọng Diệp Phàm không ngờ hơi run run. Lang Phá Thiên vừa nghe, lập tức tập trung ánh mắt, bước đến trước sư tử đồng. Lập tức cũng đứng ngây người, gã ngơ ngác nhìn con sư tử đồng nói. Sao có thể thế được? Mà Lý Thành và Đường Thành cũng kinh hãi trợn mắt há hốc mồm, miệng Đường Thành há hốc nước miếng chảy ra còn không biết. Đây là người làm sao? Lý Thành nói thầm. Anh Diệp, anh có làm được không? Lang Phá Thiên chỉ lên trán con sư tử đồng nói. Tôi tuyệt đối không được, nhiều nhất chỉ để lại một dấu chân mờ thôi. Làm không được, anh xem, người này bay lên một cước đã dẫm nát trán con sư tử đồng. Sư tử đồng tuy không cứng bằng sắt thép. Nhưng, muốn lưu lại một dấu chân sâu 15 phân như vậy, anh xem, mắt cá chân cũng khắc trên trán. Đó là trình tự gì, tôi không đoán ra. Nếu là tôi, có lẽ nhiều nhất cũng chỉ lưu lại 5 phân là nhiều. Người này bản lĩnh sâu không lường được. Vẻ mặt Diệp Phàm có chút khó coi nói. Ánh mắt vừa lướt qua lập tức sửng sốt chỉ vào bên má con sư tử đồng nói. Lợi hại, không ngờ còn để lại chữ viết. Lang Phá Thiên sửng sốt, vội vàng nhìn theo, miệng không khỏi nói. Trúc lão, hình như nghe nói qua về người này. Có lẽ là nhân vật thế hệ trước, chỉ có hỏi bọn họ mới hiểu được. Lần này thật đúng là phiền toái. Không thể tưởng tượng được nhà họ Hứa có thể mời đến cao thủ như thế. Có bàn chân có sức như thế này thì việc phục hồi ngọc bài có thể làm được rồi. Diệp Phàm hừ nói bước vào phòng. Đầu tiên là kiểm tra Lý Cường một chút, thấy xương sườn bị gãy hai cái cũng không đáng ngại. Mà Kiều Viên Viên có chút phiền phức. Diệp Phàm kiểm tra một giờ sau. Không ngờ chỉ thấy kinh mạch ở chân của cô có chút cản trở. Có lẽ bị lão già kia dùng phương pháp đặc thù, ví dụ như thiên âm lôi cương chỉ chẳng hạn. Muốn giải trừ cách này trừ phi bản lĩnh cao hơn người kia. Nếu không, Kiều Viên Viên rất có khả năng cả đời ngồi xe lăn. Trúc lão! Diệp Phàm gào lên hai chữ, giọng kia thấm vào tận xương cốt. Anh Diệp, trước tiên anh đừng đi tìm ông ta, anh chắc chắn đánh không lại ông ta, chúng ta từ từ sẽ đến. Dù sao nhất thời chân em không tốt thôi, không chết được. Chờ khi thực lực của anh đạt đến được ra tay cũng không muộn. Kiều Viên Viên vội vàng khuyên nhủ. Sao, bố dẫn người san bằng nhà họ Hứa? Lang Phá Thiên trừng hai mắt mắng. Đúng thế, chúng ta mang những người này, cầm súng. Thân thủ cao đến đâu cũng là da là thịt, nếu là người nhà họ Hứa mời đến vậy nhà họ Hứa cũng phải căm hận. Không cần, việc này từ từ sẽ đến. Người này không phải muốn ngày 1 tháng 6 sang năm muốn đến san bằng Hồng Diệp Bảo sao, Viên Viên chắc chắn không việc gì. Việc này tôi tự có cách. Diệp Phàm khoát tay áo nói. Cao mày suy nghĩ một chút đi vào nhà vệ sinh gọi một cuộc điện thoại hỏi.
Nhất Độ, bác Thanh Sơn có nhà không? Có, vừa về, trong khoảng thời gian này ở nhà nhiều hơn vì chuẩn bị. Bác cả nói, việc này có liên quan đến danh tiếng của đất nước, tuyệt đối không thể thua. Phí Nhất Độ nói, tôi muốn nói chuyện điện thoại với sư bá Thanh Sơn, có việc gấp tìm ông ấy. Diệp Phàm nói, tạm thời không được, ông ấy đang luyện công, có lẽ phải mấy giờ nữa mới xong. Ông ấy đã vào đó thì không ai được quấy rầy ông ấy. Phí Nhất Độ nói, được, vậy tôi chờ gọi lại. Diệp Phàm nói, 7 giờ tối Phí Thanh Sơn cuối cùng cũng luyện công xong. Ông ta nhăn mặt lẩm bẩm, hai, vẫn không thể đột phá, rốt cuộc nguyên nhân ở đâu? Nếu có thể đột phá đến lúc đó bắt nhà họ Đoạn là không có vấn đề gì. Sư bá sắp đột phá. Giọng Diệp Phàm vang lên. Cậu đến đây lúc nào? Phí Thanh Sơn hỏi. Đến đã 2 tiếng rồi vì sư bá đang luyện công cho nên đành phải ngồi đợi. Diệp Phàm nói. Ôi, tôi đang tìm cơ hội. Chẳng qua vẫn không thể đột phá đến thập đẳng. Đối với tôi mà nói thì tuổi tác cũng lớn rồi. 5 tháng không buông tha ai, giờ muốn đột phá càng khó. Đời này nguyện vọng lớn nhất của tôi chính là vượt qua 10 đại cao thủ của thế giới. Chẳng qua, ông trời không để tôi được toại nguyện, tôi đã thử hơn 100 lần cảm giác rằng mình vẫn kém một chút không thể đâm thủng tầng cửa sổ giấy kia. Phí Thanh Sơn thở dài, ra hiệu cho Diệp Phàm ngồi xuống. Sư bá, luyện công đột phá đến tận cùng cảm giác như thế nào? Diệp Phàm không khỏi tò mò hỏi. Cậu đã đột phá đến cửu đẳng, chẳng lẽ còn không biết? Phí Thanh Sơn nhìn Diệp Phàm, có chút kinh ngạc cho rằng hắn đang nói chuyện hoang đường. Thật sự không hiểu được, sư bá, cháu đột phá đều có chút ngẫu nhiên. Hơn nữa, mấy lần đột phá đều do nguyên nhân bên ngoài tạo thành. Ví dụ như ăn thái tuế mấy trăm năm, sau đó là tiết chăn, còn thêm. Diệp Phàm nói nhìn Phí Thanh Sơn liếc mắt một cái, nói tiếp. Phải thực sự có cảm giác đột phát. Cháu luôn cảm thấy mông lung, không cảm nhận được. Giống như chỉ cảm thấy một chút nhưng không thể nói ra. Việc này còn thấy hơi thần bí. Ha ha, đúng vậy, chính là cảm giác đó. Loại cảm giác này sao có thể nói ra được? Phí Thanh Sơn cười một trận rồi nói. Chỉ có thể nói đó là một cảm giác, chỉ hiểu được chứ không thể nói thành lời. Từ năm này qua năm khác, từ xưa đến nay. Nếu có thể nói rõ cảm giác đột phá thì đối với hậu bối thật sự là một kỳ ngộ. Bởi vì, cậu đột phá trên vai những người đi trước, đương nhiên người đi sau có kinh nghiệm sẽ dễ dàng hơn. Đáng tiếc chính là từ xưa đến nay, cảm giác này mọi người cũng chỉ có thể nói một cách mơ hồ. Căn bản là không nói rõ ràng được cảm giác thật sự. Cho nên, cậu hỏi tôi cũng không thể nói rõ ràng. Tuy nhiên, tôi có thể cảm nhận được, khi đột phá cơ thể hình như là nhẹ đi rất nhiều. Hơn nữa, đột nhiên sẽ cảm giác năng lượng trong cơ thể rất sung mãn. Hơn nữa, nội kình cũng nhanh hơn không ít, lúc đó cần phải giải phóng ra ngoài. Vâng, cháu cũng có cảm giác này. Đôi khi, cảm giác đột phá giống như cơ thể đột nhiên chấn động. Mọi thứ ngăn cản đều được mở ra hết. Diệp Phàm gật gật đầu nói, có thể bàn về võ thuật với Phí Thanh Sơn rất ít. Đại khái cảm giác cứ như vậy, tuy nhiên, cơ thể của mọi người khác nhau, thể chất bất đồng. Luyện võ công cũng khác, kỳ ngộ cũng khác nhau. Cho nên, cảm giác đột phá cũng không giống nhau. Cho nên, đôi khi muốn truyền kinh nghiệm cho đệ tử cũng không thể được. Chủ yếu là sợ những đệ tử này sai lầm. Đương nhiên, điểm giống nhau vẫn phải có. Ví dụ như vừa rồi chúng ta nói. Phí Thanh Sơn nói nhìn Diệp Phàm một cái, đột nhiên cười nói. Có thể từ nhà họ Vũ đi ra chứng tỏ cậu đã trưởng thành nhiều rồi. Sư bá cũng biết cháu từ đến nhà họ Vũ, lạ thật, ai nói với bác ạ? Diệp Phàm hỏi. Ha ha, không ai nói với tôi. Tuy nhiên, tôi biết tính tình của cậu, đã quyết định thì mặc dù là tự mình cũng sẽ đi làm. Điều này tôi phải khen ngợi của cậu, bởi vì dũng khí của cậu rất tốt. Thế nào, gặp bao nhiêu cao nhân của nhà họ Vũ rồi? Vũ Tiên Phong hẳn là không ở đi. Phí Thanh Sơn thản nhiên cười nói. Cho dù cả mấy người con trai của Vũ Tiên Phong cũng ở đó, một người nội kình không thể nào tốt. Con trai cả của ông ta Vũ Mã Phong bản lĩnh mạnh một chút, con trai thứ ba Vũ Ba Đế mới bảng đẳng. Các đệ tử cũng không tốt lắm, nhưng Vũ Ba Đế nghe nói mới là sinh viên 19 tuổi, không ngờ đánh bại Lý Cường lục đẳng, thật là một thiên tài hiếm có. Ha ha, thật ra, tư chất chỉ có thể xem là bậc trung.
mà trẻ tuổi như cậu có được thành tựu này có hai nguyên nhân. Một nguyên nhân chính là tính bướng bỉnh kiên cường của cậu, điểm này là ưu điểm lớn nhất của cậu. Nguyên nhân thứ hai là cậu rất may mắn. Tuy nhiên, sau này cậu vẫn phải chú ý luyện công nhiều hơn. Một ngày không thể hạ xuống, võ công một ngày không luyện sẽ khác. Cao thủ như chúng ta càng phải chú ý phương pháp luyện công và nội kình. Lần này cậu cũng rất là may mắn. Nếu gặp Vũ Tiên Phong có lẽ cậu đã không về được. Phí Thanh Sơn nói, nhìn Diệp Phàm cũng liếc mắt một cái nói. Cậu không trách sư bá là người vô tình không hỗ trợ cậu một phen chứ. Ha ha, không trách, sư bá vì chuẩn bị trận đấu với nhà họ Đoàn. Đây là việc lớn có lẽ sư bá luôn tìm cơ hội để đột phá đúng không ạ? Diệp Phàm nói cười thần bí. Tuy nhiên, sư bá đã đoán sai rồi, cháu thật ra đã gặp Vũ Tiên Phong rồi. Vũ Tiên Phong cũng ở đó, sao cậu có thể trở về, có lẽ bản lĩnh của người này cũng không khác tôi là mấy. Cho nên, việc này không có khả năng. Phí Thanh Sơn không thể tin được. Đúng thế, con lớn của ông ta bị cháu làm nhục xong ông ta xuất hiện. Là bay từ tòa tháp sau núi xuống. Ban đầu chúng tôi đang trong tình thế rất nguy hiểm, sau lại gặp Hồng Y liên kết với tôi đánh một hồi. Tuy nhiên, hai chúng tôi liên kết vẫn không đánh lại Vũ Tiên Phong. Ngay lúc chúng ta vô cùng nguy hiểm thì truyền đến ba tiếng trống. Tôi rõ ràng cảm nhận được Vũ Tiên Phong nhíu mày. Sau đó lại truyền đến ba tiếng, cuối cùng là sáu tiếng. Lúc này Hồng Y đưa ra mai huyết khăn, Vũ Tiên Phong xua tay bảo chúng tôi đi. Diệp Phàm nói, huyết mai khăn, cậu kể lại tỉ mỉ một chút. Phí Thanh Sơn giật mình hỏi, Diệp Phàm nói lại mọi chuyện một lần. Cậu thật ra may mắn, tuy nhiên lạ thật. Đệ tử của Hồng Cực Yến song song sao có thể đồng ý hỗ trợ cậu? Chẳng lẽ cậu quen cô ấy? Tôi nghe nói theo quy tắc, nếu đưa cho cậu huyết mai khăn thì vị đệ tử của Yến song song kia có ý với cậu. Cậu thật sự là có số đào hoa. Tuy nhiên, cô bé nhà họ Kiều phải làm sao bây giờ? Nếu gây với Hồng Y làm không tốt cô ta sẽ hạ độc thủ với cô bé nhà họ Kiều. Cậu phải chú ý, Hồng Cực là một người đáng sợ. Phí Thanh Sơn nhắc nhở Diệp Phàm. Chương 2146, tình hình đột phá. Cô ta dám. Diệp Phàm thốt ra mà không hề nghĩ ngợi. Cô ta có cái gì mà không dám, mặc dù là xã hội hiện đại, nhưng cô giết một người cũng không thể điều tra ra là cô. Ví dụ như cậu muốn giết một người, cảnh sát có thể điều tra ra cậu sao? Đây là thủ đoạn của cao thủ. Ví dụ như, từ xa cậu có thể ném phi đao giết người. Cảnh sát hình sự làm sao có thể điều tra ra, trừ phi là cao thủ tổ đặc nhiệm A ra mặt. Tuy nhiên, không liên quan đến an toàn của đất nước, tổ đặc nhiệm A không thể ra tay. Phí Thanh Sơn nói với Diệp Phàm thật ra quan tâm đến hắn. Sư bá, không phải cháu có ý này. Hồng Y đã cứu cháu vài lần. Cháu nghĩ, chuyện cháu và Viên Viên cô đã biết từ trước. Vài năm rồi cô cũng không ra tay. Diệp Phàm nói. Vậy thì hơi lạ. Phí Thanh Sơn gật gật đầu, nhìn Diệp Phàm có chút kỳ lạ. Diệp Phàm có chút chột dạ, mặt hơi đỏ lên. Sư bá, cháu nghi ngờ rằng Võ Tiên Phong vì tiếng trống kia không có cách nào mới buông tha cháu. Bằng không, lão già kia tuyệt đối không phải chén đèn cạn dầu. Lúc ấy nói muốn cháu làm nô bộc cả đời cho Vũ Nhu Nhu. Cậu đừng lảng tránh, chúng ta đang nói chuyện về Hồng Y. Cậu chắc chắn có việc gạt tôi phải không? Phí Thanh Sơn nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Việc này, ha ha, có vẻ. Diệp Phàm ngại ngùng, bởi vì trong giấc mơ hắn đã thấy Hồng Y, nếu nói ra không phải Phí Thanh Sơn cười rụng răng sao. Thôi vậy, không nói chuyện này nữa. Vừa rồi cậu đoán có lý, tám phần là do tiếng trống làm cho ông ta vội. Phí Thanh Sơn nói. Nhưng cũng hơi lạ, tiếng trống đó chỉ có cháu nghe thấy, Tề Thiên, Lý Cường đều không nghe thấy. Sư bá, chẳng lẽ có liên quan đến thông thuật tai rơi của nhà họ Phí? Diệp Phàm hỏi, có khả năng, tiếng trống của người này có lẽ dùng nội khí để tạo nên. Mà nội khí tạo ra thì tần suất không giống bình hát tường, không phải người thường có thể nghe được. Nhưng thân thủ cửu đẳng như chúng ta vì có nội kình siêu cường có lẽ có thể nghe được. Phí Thanh Sơn nói, lai lịch của tiếng trống kia sư bá có nghe nói qua không? Diệp Phàm hỏi, không rõ lắm, hình như không có cao nhân dùng tiếng trống để công kích. Tuy nhiên, Vũ Tiên Phong nhíu mày thì thấy bản lĩnh của người này tuyệt đối không yếu hơn Vũ Tiên Phong.
không thể tưởng tượng được Trung Quốc cũng ta có nhiều cao nhân thâm hậu như vậy. Có khi có thời gian phải tìm hiểu một chút. Phí Thanh Sơn lắc lắc đầu, Diệp Phàm có chút thất vọng. Trung Quốc lớn như vậy, có bao nhiêu cao thủ không ai có thể biết rõ được. Ngay cả Tổ Đặc Nhiệm A có lẽ cũng chỉ ghi chép được một góc thôi. Đêm nay cháu cũng gặp một cao nhân rồi, bản lĩnh của người này có lẽ sư bá hiểu rõ. Diệp Phàm nói. Hả, nói nghe một chút xem. Phí Thanh Sơn hứng thú nói. Vào lúc mấu chốt này ông thật ra muốn cùng cao thủ cùng cấp như mình luận bàn. Có lẽ đối với việc đột phá bản lĩnh của mình mới có lợi. Áp lực càng lớn khả năng đột phá ngược lại càng ao. Ôi, Viên Viên còn bị thương. Diệp Phàm nói qua về chuyện tranh chấp với nhà họ Hứa. Trúc Lão. Phí Thanh Sơn nhíu mày. Sư bá biết ông ta. Diệp Phàm hỏi. Đương nhiên biết, năm đó những người khác tôn tôi lên làm người đứng đầu lục tôn của Trung Quốc, biệt hiệu là tọa địa lão hổ Phí Thanh Sơn. Mà Trúc Lão tên là Lý Trúc, ông ta không phục. Cho nên, tìm đến tôi, chúng ta đấu suốt một ngày ở một thung lũng trong núi Thái Sơn. Tôi may mắn thắng ông ta một chiêu, từ đó về sau người này liên biến mất. Tuy nhiên, trước khi chạy đi ông ta có để lại một câu, 10 năm sau sẽ lại đến tìm tôi. Chẳng qua, sau đó tôi ra nước ngoài gặp việc nên đã lỡ 20 năm. Người này có lẽ không tìm thấy tôi, mà tôi cũng không thể tìm được ông ta. Hiện giờ nếu ông ta đã xuất hiện ở Hồng Diệp Bảo, có lẽ vì tôi đã viết bảo bài. Mà ông ta để lại dấu chân trên đầu sư tử đồng, còn làm bị thương Viên Viên, mục đích là ép tôi xuất hiện. Tuy nhiên, nghe nói năm đó tôi đánh bại ông ta một chiêu là vì vết thương cũ của ông ta tái phát. Nếu không có điểm đó, chẳng biết hưu chết về tay ai cũng khó nói. Người này thật sự lợi hại. Phí Thanh Sơn nói. Sư bá. Diệp Phàm ngại cùng nhìn Phí Thanh Sơn. Chúng ta đến đó xem kỹ rồi nói sau. Phí Thanh Sơn nói. Hai người không lâu đã đến Hồng Diệp Bảo. Kiểm tra dấu chân trên đầu sư tử xong, Phí Thanh Sơn nói. Ông ấy chưa đột phá đền thập đẳng, có lẽ bản lĩnh không khác gì tôi, cửu đẳng đỉnh bậc. Nếu là thập đẳng thì sẽ thế nào? Diệp Phàm tò mò hỏi. Một cước của bọn họ có thể biến con sư tử này thành sắt vụn. Phí Thanh Sơn nói. Sau khi kiểm tra Kiều Viên Viên xong, Phí Thanh Sơn kéo Diệp Phàm sang một bên trầm mặc hồi lâu nói. Có thể chữa nhưng nhất định phải đợi cho việc của nhà họ Đoạn kết thúc xong. Vậy tới lúc nào, trong khoảng thời gian này không phải Viên Viên thành người tàn phế mà buồn chết sao? Hơn nữa, cháu sợ thời gian dài sẽ xảy ra thay đổi, nếu làm cho Viên Viên không thể cử động, thì phải làm sao? Sư bá, bác ra tay khôi phục cô lại rồi nói sau. Về phần nhà họ Đoạn, không phải nghe nói bản lĩnh cũng ngang con sao? Hơn nữa, thời gian còn 2 tháng, hẳn là kịp. Thật sự không được con đi cầu vị tiền bối kia cho mấy viên thuốc bổ để sư bá khôi phục công lực. Diệp Phàm nói. Ôi, tôi thử xem. Phí Thanh Sơn cũng khó chối đành phải gật đầu. Cứ như vậy ước chừng 3 giờ sau mới khiến Kiều Viên Viên khôi phục lại như cũ. Mà Phí Thanh Sơn thiếu chút nữa thoát lực mà ngất đi. Ước chừng 2 tiếng sau mới khôi phục lại hơn nửa thể lực. Đi thôi Nhất Độ, tôi không sao. Có lẽ còn có 2 phần nội tức 1 tháng sau mới có thể khôi phục, vội cũng vô dụng. Phí Thanh Sơn nói. Sư bá, tôi đưa bác về nhà. Diệp Phàm nói, giọng đầy cảm động. Ha ha, không cần, Viên Viên khôi phục rồi, cậu cứ ở nhà với cô ấy. Hơn nữa, tôi có Nhất Độ ở đây, huống chi dù sao hiện giờ lại thời hiện đại, không phải thời cổ đại. Sư bá tôi vẫn có thể tự bảo vệ mình. Trong khoảng thời gian này cậu tranh thủ tăng cường huấn luyện, tỉ thí với nhà họ Đoạn tuyệt đối chúng ta không thể thua. Phí Thanh Sơn vỗ vỗ vai Diệp Phàm xoay người bước đi. Diệp Phàm đành phải đưa đến cửa chào rồi quay vào nhà. Lang Phá Thiên về rồi vì Lý Tùng và Lý Cường đều bị thương nên cần phải bảo vệ Hồng Diệp Bảo. Cho nên, Đường Thành liền giữ lại, dẫn theo vài người đến bảo vệ Hồng Diệp Bảo. Quả nhiên là Phí Thanh Sơn. Trúc Lão nhắc lại một câu, vẻ mặt có chút. Trúc Lão có chắc chắn không? Hứa Chính Phong hỏi. 50%. Trúc Lão hừ giọng nói, vẻ mặt biến hóa không ngừng, hình như đang suy xét để hạ quyết tâm làm gì đó. Không giờ đêm qua đi. Diệp Phàm thật sự có chút mệt mỏi, tắm giặt xong đang chuẩn bị ngủ thì chuông điện thoại reo vang. Vừa nhìn thấy dãy số lạ hình như là gọi từ điện thoại công cộng. Vốn định không nhận,
tuy nhiên dù sao vẫn chưa ngủ nên thưa máy. Giọng Phí Nhất Độ vang lên đầy lo lắng, vẻ như sắp khóc. Đại ca, bác cả đã xảy ra chuyện, anh nhanh chóng đến đây ngay. Đừng nóng vội, Nhất Độ, cậu đang ở đâu, xảy ra chuyện gì? Diệp Phàm giật mình hơi choáng, vội hỏi. Núi Tứ Phương. Phí Nhất Độ nói. Diệp Phàm không nói gì, xông ra ngoài luôn, lên xe trực tiếp lái đến hướng núi Tứ Phương. Tứ Phương là vùng ngoại thành, xe kéo còi cảnh báo, đi hết tốc lực. Tiếng còi cảnh báo vang lên chói tai trong đêm khuya. Tuy nhiên, xe vừa đến đường cao tốc Tứ Phương phát hiện có xe cảnh sát đang lóe đèn, chỉ có điều không kéo còi cảnh báo. Phía trước còn dựng chướng ngại vật, 7-8 cảnh sát giơ tay yêu cầu Diệp Phàm dừng xe. Phanh két một tiếng dừng xe, Diệp Phàm khá thô lỗ. Xảy ra chuyện gì, tôi có việc gấp, mau dọn những thứ này. Đồng chí, anh đi với tốc độ quá cao, xuống xe. Một người cảnh sát vẫn khá lịch sự, chào theo nghi lễ rồi nói. Khách khí với hắn làm gì, tiêu xe đảng, xuống ngay, bằng không tôi cho biết. Một người cảnh sát trẻ tuổi khá tức giận, trực tiếp nhìn Diệp Phàm hô mở cửa. Hai cảnh sát đang kéo cửa xe Diệp Phàm. Tôi là phó giám sát trưởng phòng giám sát Bộ Công an, đang chấp hành nhiệm vụ khẩn cấp, dọn ngay chướng ngại vật, nhanh lên. Vẻ mặt Diệp Phàm nghiêm túc nói. Đồng chí, mời đưa ra chứng nhận. Một người cảnh sát hơi hơi sửng sốt sau đó lại nói. Thủ trưởng, đừng tin hắn, tiêu xe đảng đều là những người giả mạo, hỏi giấy chứng nhận của hắn, chắc chắn cũng là giả mạo. Cái gì mà phó giám sát trưởng, kia là ai cục trưởng của chúng ta thấy ông ấy cũng phải gật đầu chào, anh xem hắn bao nhiêu tuổi. Người cảnh sát trẻ tuổi lại nói. Cút ngay cho bố, biển số xe này chính là minh chứng. Diệp Phàm vội đến độ không được rồi, Phí Nhất Độ lại gọi điện thoại thúc giục. Diệp Phàm trực tiếp xông ra. Ba mấy tiếp dọn hết các chướng ngại vật, dọn mấy đồ đang chặn trên đường cao tốc ra ngoài. Bên này thì loạn thành một đoàn, tuy nhiên, Diệp Phàm là xe cải trang, tốc độ chắc chắn là hạng nhất, lúc này đã đạt đến 200 km/h. Không cần đuổi theo, kiểm tra băng ghi hình là được. Một người cảnh sát khoát tay áo nói. Không lâu sau cuối cùng cũng gặp Phí Nhất Độ. Phát hiện Phí Thanh Sơn đang nằm trên cỏ, cau mày hình như rất đau đớn. Sao lại thế này, Nhất Độ? Diệp Phàm từ xa đã hỏi. Xe chúng tôi đang trên đường về nhà, vừa đến quốc lộ Tứ Phương thì có người ngăn lại. Một lão già thấp bé trực tiếp đến đập cửa xe. Nói. Ông bạn, nhiều năm không gặp. Bác cả vừa thấy, nói. Quả nhiên là ông, được, ông lưu lại số điện thoại, vài ngày nữa chúng ta gặp nhau. Tuy nhiên người này không chịu, hơn nữa hết sức châm chọc. Cái gì là Phí Thanh Sơn càng sống càng nhát gan, rõ ràng là cái gì? Dù sao nói rất khó nghe, sư bá cũng cực lực chịu đựng, tuy nhiên người này vẫn không cho đi. Không có cách nào, sư bá tức giận, nhận lời khiêu chiến của ông ta. Đánh nhau trong một thung lũng ở Tứ Phương, thể lực sư bá không thể chống đỡ được, vừa mới bắt đầu có thể ngang tay. Tuy nhiên, một lúc sau không được nữa, lão già này thật sự lợi hại, từng quyền giống như pháo đánh ra. Hơn nữa chồng chất lên nhau. Tôi vốn định gọi điện thoại cho anh, tuy nhiên người nọ rất thâm hiểm, tôi vừa rút điện thoại di động ra, ông ta đã đá một cước. Vừa rồi phải dùng điện thoại công cộng gọi cho anh, sư bá nói tạm thời không thể động, cũng không cho nói cho người trong nhà, cho nên, tôi chỉ biết gọi anh. Phí Nhất Độ nói, chương 2147, bữa tiệc của Vương Triều. Tôi kiểm tra một chút trước. Diệp Phàm nói. Bắt đầu dùng nội tức kiểm tra, phát hiện nội tức trong cơ thể Phí Thanh Sơn rất loạn, hơn nữa, nhiều chỗ kinh mạch không thông, có chút giống với kiểu Viên Viên. Tuy nhiên, Diệp Phàm thử tăng thêm nội tức, thi triển càn nguyên kim châm thuật, suốt hai mấy giờ sau Phí Thanh Sơn mới mở mắt. Ông ta thở dài nói, cậu đến rồi, rất xin lỗi sư bá, nếu không phải bác chữa thương cho kiểu Viên Viên hao tổn thế khí lực cũng không bị thế này. Không biết sư bá muốn dùng cách gì để khôi phục, sư bá cứ nói ra. Diệp Phàm nói, người này chính là Trúc Lão, vốn tên là Lý Trúc. Đều là vì lão tức giận, tôi vừa nói với cậu, lần này có lẽ là âm mưu của ông ta. Có lẽ dùng chuyện của Kiều Viên Viên để hao tổn hết thể lực của tôi, sau đó nửa đường ra tay. Tôi cảm giác bản lĩnh của ông ta không hơn tôi là mấy, tuy nhiên cứ như vậy có lẽ một năm nữa tôi khó có thể khôi phục.
ông ta có nói một câu, ngày quốc tế thiếu nhi 1/6 sang năm khiêu chiến với tôi. Tôi không đáp ứng có thể được không? Tôi đồng ý rồi. Tuy nhiên, với tình trạng này, không cần nói một năm, ngay cả tỉ thí với nhà họ Đoạn vào 6/6 cũng khó khăn. Chỉ còn lại 2 tháng, tôi không thể khôi phục đến thời kỳ mạnh nhất, có thể khôi phục 3 tầng khí lực coi như là không tồi rồi. Phí Thanh Sơn nói, nhìn Diệp Phàm một cái nói tiếp. Cậu cũng không cần phải tự trách, mặc dù là không chữa trị cho Viên Viên thì ông ta cũng sẽ nghĩ ra cách khác để lập mưu với tôi. Bị thương không việc gì, quan trọng là việc tỉ thí với nhà họ Đoạn. Hiện tại chỉ còn một mình cậu chống lại, cậu một mình đấu với 2 cao thủ cửu đẳng của nhà họ Đoạn, phần thắng gần như rất ít, ôi. Lý Trúc tuyên bố muốn làm nhục bác xem, hắn lập tức có thể đánh cho bác tàn phế nhưng không làm như vậy. Diệp Phàm lạnh lùng hừ nói. Đúng là như vậy, nói về Lý Trúc báo hận ngày xưa là việc ông ta coi trọng nhất. Đi thôi, hiện giờ tôi đã có thể đi đường. Tuy nhiên, không thể hoạt động mạnh, việc này tạm thời đừng cho ông cụ biết. Phí Thanh Sơn khoát tay áo, được Phí Nhất Độ đỡ đứng lên. Không ngờ đứng không vững, Diệp Phàm vội vàng giơ tay đỡ. Tôi thật sự già rồi. Phí Thanh Sơn lúc này đột nhiên nản lòng. Mẹ kiếp, tôi mang súng bắn chết bọn chúng. Phí Nhất Độ gầm lên. Hồ đồ, đây là việc mà Phí Thanh Sơn tôi làm sao? Luận bàn, thắng cũng tốt mà thua cũng vui. Tôi là đàn ông, quan tâm chính là quang minh chính đại. Và lại hiện giờ con dùng súng chắc chắn cũng không tìm thấy người. Phí Thanh Sơn nghiêm mặt quát Phí Nhất Độ. Ông ta không phải do nhà họ Hứa mời đến sao? Tin rằng Hứa Chính Phong hoặc Trương Chấn Lưu biết chi tiết về ông ta. Phí Nhất Độ nói. Biết chi tiết, với phong cách làm việc của người này có lẽ biết chi tiết xong thì đã hôn mê hết rồi. Không tin cháu hỏi xem. Phí Thanh Sơn hừ nói. Sư bá. Nếu con có thể đột phá đến trình tự thứ 3, bác nói xem con có thể một mình giải quyết 2 cửu đẳng của nhà họ Đoạn không ạ? Diệp Phàm hỏi. Hay là chúng ta đề xuất 2 năm nữa tiến hành tỉ thí? Phí Nhất Độ nói. Hồ đồ. Vẻ mặt Phí Thanh Sơn rất khó coi quát lên. Trong nhà người ta có người lớn tuổi qua đời, cũng thật sự có việc như vậy. Nhà chúng ta vô lý kéo dài ngày, thì sẽ bị người khác xem thường. Đây không phải là phong cách của nhà họ Phí chúng ta. Chiến. Diệp Phàm lạnh lùng nói qua kẽ răng. Vốn là chúng ta dễ dàng thắng, xảy ra việc này có lẽ bại nhiều hơn. Tuy nhiên, mặc kệ là thế nào, tôi đã nói rồi, ngay cả bại cũng phải ứng chiến. Chúng ta là một đất nước lớn có phong cách của nước lớn. Trong 2 tháng này, nếu bản lĩnh có thể khôi phục đến 2/9 thắng 1 cao thủ bát đẳng của nhà họ Đoạn thì không thành vấn đề gì. Chỉ có điều, nghe nói bọn họ có 2 cửu đẳng. Mà theo quy tắc của trận đầu lại không thể để người ngoài tham gia. Diệp Phàm vì là đệ tử của Phương Thành, tên của hắn chúng ta đã báo từ trước, họ cũng chấp nhận rồi. Chỉ là cứ như vậy chúng ta rất bị động. Diệp Phàm, sau khi cậu trở về tăng cường luyện công, tranh thủ trong 2 tháng có thể tăng lên 1 bậc. Bại rồi, chúng ta cũng phải có khí khái của nước lớn đúng không? Thua một cách kiên cường. Phí Thanh Sơn nói đến đây, ý chí chiến đấu lại cao lên. Diệp Phàm âm thầm khâm phục, đây là phong độ của bậc thầy. Đưa Phí Thanh Sơn về nhà sau, Diệp Phàm gọi điện thoại cho Lang Phá Thiên nói với anh ta chuyện của Phí Thanh Sơn. Lão Lang giật mình thiếu chút nữa rớt cả quai hàm. Nói ngay, tôi lập tức cử người đến nhà họ Hứa điều tra, nếu tên kia còn ở đó chúng tôi sẽ xử lý ông ta. Mẹ kiếp, một chút ân oán mà gây ra việc lớn như vậy. Phải chú ý ảnh hưởng, sư bá là người chính phái, coi khinh những mánh khóe. Tuy nhiên, chúng ta thật ra có thể dùng, hơn nữa Lý Trúc đã dùng thủ đoạn trước. Cho nên mặc dù chúng ta dùng súng cũng là phản kích ông ta một phen. Không cần đánh chết người làm cho tàn phế là được. Nói đến câu cuối cùng giọng Diệp Phàm rít lên. Lang Phá Thiên đáp lời rồi bắt tay vào việc ngay. Tuy nhiên, 1 giờ sau, lão Lang gọi điện thoại đến. Anh ta buồn bã nói. Lão già kia thật sự là ra tay rất nhanh, thật ra Phí đại sư đã nói đúng, nhà họ Hứa hiện giờ đang loạn lên rồi. Loạn như thế nào, chẳng lẽ lão già kia ra tay giống như sư bá nói? Chẳng lẽ đều bị ông ta giết hết? Nếu thật sự như vậy, chúng ta thật ra có thể nhân cơ hội này tiến hành truy nã đối với lão già này, đúng là lão già độc ác. Diệp Phàm hỏi, không đánh chết, cũng không hề bị thương,
chỉ có điều lạ chính là toàn bộ ba người của nhà họ Hứa giống như trúng gió, không khác gì người sống thực vật, nhưng lại đỡ hơn người sống thực vật một chút. Ba người đều không thể cử động, muốn nói chuyện thì miệng run rẩy nửa ngày không nói nên lời, muốn việc nhưng tay không thể động đậy. Người nhà họ Hứa đảng cuống hết cả lên, hiện giờ có lẽ đang đưa vào bệnh viện. Lang Phá Thiên nói, lão già này đúng là độc ác, có lẽ là dùng phương pháp đặc thù. Ví dụ như cản trở một số kinh mạch của não bộ để khống chế thần kinh làm cho người ta không thể nói. Muốn chữa cho những người này có lẽ chỉ có người có thân thủ cao như sư bá mới có thể làm được. Nếu có thể chữa, mới có thể hỏi chi tiết về lão già kia. Tuy nhiên, mặc dù là tôi cũng không làm được. Diệp Phàm không khỏi thở dài nói. Lão già này cũng rất chắc chắn, vô duyên vô cớ tìm người ta. Mặc dù là cậu lấy danh nghĩa nhà nước cũng không có lý do gì. Nhà họ Hứa cũng thật sự là xui xẻo, mời cao nhân nhưng thật ra không ngờ mời đến một con rắn độc hung ác. Cuối cùng, cả nhà xui xẻo. Lang Phá Thiên lại vui vẻ vì người khác gặp họa. Ngoài Hứa Chính Phong còn có ai xui xẻo? Diệp Phàm hỏi. Lương Ngũ Gia và Trương Chấn Lưu. Tuy nhiên, tôi cảm thấy lạ, nghe nói gặp lão già này không chỉ có ba người này, sao những người khác không việc gì? Lang Phá Thiên nghi ngờ nói. Có lẽ là người khác cũng gặp qua lão ta nhưng cũng không biết rõ về ông ta. Biết rõ đã thành người sống thực vật, lão già này có lẽ vẫn còn sống ở chỗ cũ. Nếu ông ta muốn chuyển chỗ khác, cũng không cần phải làm thế, tìm một chỗ khác sống là được. Chúng ta chưa biết nơi ông ta sống. Diệp Phàm nói. Ừ, hẳn là lão già này tiếc chỗ đang sống. Người ở lâu sinh ra tình cảm, cho nên, lão làm ba người sống thực vật. Nhà họ Hứa xui xẻo thật xứng đáng. Mẹ kiếp. Lang Phá Thiên mắng. Về đến nhà Diệp Phàm rất không thoải mái, Trúc lão gây cho hắn áp lực thật lớn. Hơn nữa, tỉ thí với nhà họ Đoạn liên quan đến danh dự đất nước. Hiện tại Phí Thanh Sơn không được rồi, trọng trách toàn bộ đặt trên đầu hắn. Há chạy đến khu rừng của mình giải phóng một trận rồi mới về nhà. Cả ngày hôm sau, Diệp Phàm và Lang Phá Thiên khảo sát địa hình chính xác để tiến hành phương án bảo vệ, sắp xếp nhân sự. Tổ kiểm tra Giang Đô dưới sự dẫn dắt của Phó trưởng Ban Thư ký Chính phủ Điền Lâm xuất phát đến Giang Đô. 3 giờ chiều tin tức thông báo đến, Vương Triều cuối cùng cũng trở lại Bộ Công an, đảm nhiệm Phó Cục trưởng Cục Hình sự. Nhận được bổ nhiệm xong lập tức gọi điện thoại cho Diệp Phàm cười nói. Anh Diệp Phàm, Hồ Hán Sơn tôi đã trở lại rồi. Ha ha, trở về đúng lúc, chúc mừng người anh em. Diệp Phàm cuối cùng cũng nghe được một tin vui. Vừa đúng lúc. Anh Diệp nói vậy là sao ạ? Vương Triều tỏ vẻ rất kinh nghiệm, đã nghe ra cái gì đó. Vừa lúc có chuyện tranh chấp một con chó giữa hai cửa hàng, cần cậu đi điều tra một chút. Diệp Phàm nói qua mọi việc. Không thành vấn đề, ngày mai tôi sẽ ra tay. Dù gì tôi cũng sẽ làm cho công an Ngũ Mã vội lên, nếu không tôi tự mình chỉ huy. Nếu Lý Cường đã điều tra qua, lần này anh Diệp đã tặng tôi một phần quà, vẫn là đi theo anh Diệp được sống khá giả. Tuy nhiên, buổi rồi ngồi cùng nhau một chút thì thế nào? Anh Diệp, anh cũng biết, tôi đã làm ở bộ một thời gian. Cho nên có một số ít cấp dưới cũ ở bộ và mấy bạn bè đều nói là buổi tối phải dành của tôi một chút thời gian. Anh đến được không? Vương Triều nói. Đương nhiên đến rồi, địa điểm ở đâu? Buổi tối tôi làm chủ. Diệp Phàm cười nói. Thế giới giải trí Kim Đô, tan ca xong dùng bữa tối luôn. Tôi từ Đông Cống trở về cũng phải thoải mái một chút có phải không? Làm chủ thì không thể để anh Diệp được, đều có người thanh toán rồi. Vương Triều cười gượng một tiếng. Tốt lắm. Diệp Phàm nói, hiểu rằng trong này có âm mưu gì đó. Thế giới giải trí Kim Đô là nơi giải trí xa hoa ở Bắc Kinh, cũng khá có danh tiếng. Buổi tối, trong phòng riêng có một bàn lớn. Ngồi đã đầy người, chỉ có một chiếc ghế ở giữa là chưa có ai ngồi. Tuy nhiên, ngồi ở bàn này mỗi người đều có tướng làm quan. Tuổi phần lớn đều trên dưới 40 tuổi, đương nhiên trong đó cũng có hai vị thanh niên trẻ tuổi. Vương Triều đang tán dẫu với một người trung niên đậm người, người này là nhân vật số 1 của Cục Hình sự Bộ Công an Tạ Đức Minh. Cục trưởng Vương, đều đến đủ rồi. Lúc này một người trẻ tuổi thuận miệng nhìn Vương Triều nói, người này là Trần Tuấn. Nghe nói có liên quan đến nhà họ Trần ở Bắc Kinh. Hiện tại là một trưởng phòng ở Cục Hình sự, chưa đến 30 tuổi có thể ngồi ở vị trí này coi như là tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Chương 2148,
người trẻ tuổi này chẳng lẽ là tôn thần? Quan hệ giữa cậu ta và vương triều không tồi, cho nên cũng khá tự nhiên. Bởi vì bọn họ cùng đến đây lúc 5 giờ, ban đầu định 5 rưỡi ăn cơm, tuy nhiên đợi đến tận 6 rưỡi mà chủ nhân vẫn chưa mời bắt đầu. Nghe Trần Tuấn nói, Tạ Đức Minh cũng lơ đãng liếc đồng hồ đeo tay. Động tác này đương nhiên vương triều nhìn thấy. Y không khỏi nhìn Trần Tuấn cười nói. Đến cậu cũng không chịu được rồi hả, tuy nhiên, còn phải đợi chút. Cục trưởng Tạ, cục trưởng Lâm, trưởng phòng Lý rất xin lỗi, để các vị chờ lâu. Phó cục trưởng Vương còn có khách quý có phải không? Lúc này một tiếng nói lạnh lùng vang lên. Người này cao gầy, tên là Thái Vân. Phó cục trưởng cục hình sự, về đảng thì xếp phía sau phó cục trưởng thường trực. Thật ra chính là nhân vật số 3 của cục hình sự. Vương Triều biết, trong lòng người này có chút không phục. Nghe nói năm trước người này và phó cục trưởng thường trực Trung Thủy Sinh Đề là phó cục trưởng, cán bộ cấp phó giám đốc sở. Hai người đều cạnh tranh chức phó cục trưởng thường trực cục hình sự. Kết quả, Trung Thủy Sinh lên, Thái Vân tất nhiên không thoải mái, trong cuộc họp đảng thường ầm ĩ với Trung Thủy Sinh một việc gì đó. Hiện giờ thấy mình và Trung Thủy Sinh quan hệ không tệ lắm, trong lòng anh ta coi y như cùng phe với Trung Thủy Sinh. Thật ra Vương Triều rất oan, quan hệ giữa gã và phó cục trưởng Trung chỉ là quan hệ bạn bè bình thường thôi. Vừa rồi Thái Vân nói những lời này chẳng phải là khách của Vương Triều mới là khách quý còn những người ngồi đây đều là rác rưởi sao? Bao gồm cả cục trưởng Tạ Đức Minh. Mấy người Tạ Đức Minh tuy chưa nói gì nhưng trong lòng đã có chút không thoải mái. Tất cả mọi người đều là người có chút tiếng tăm, bảo người ta chờ một người khác, tất nhiên là hơi tức giận. Đương nhiên, tất cả mọi người đều là người có thân phận, việc này cũng sẽ không lên tiếng. Nhưng sau này tạo cho Vương Triều chút phiền toái cũng vẫn phải có. Vương Triều dương nhiên không muốn vừa mới đi làm đã đắc tội với hơn nửa đồng nghiệp, nhưng mấy người Diệp Phàm còn chưa đến. Mà trong mắt Vương Triều thì Diệp Phàm là lớn nhất, những người khác chẳng là cái gì. Vì thế Vương Triều cũng chỉ cười nói. Khách quý, cũng không phải như vậy, tất cả mọi người đều là khách quý của Vương Triều tôi. Tuy nhiên, người khách chúng ta đang đợi có chút đặc biệt. Đến lúc khách đến mọi người cho rằng không đặc biệt thì Vương Triều tôi tự phạt mình một chai thì thế nào? Nghe Vương Triều nói như vậy mọi người cũng quên mất khó chịu, lúc này hơi cảm thấy hứng thú một người trẻ tuổi khác không kìm nổi hỏi. Phó Cục trưởng Vương, rốt cuộc là đặc biệt thế nào? Không phải Phó Cục trưởng Vương mời đến nhân vật nổi tiếng ở Bắc Kinh chưa? Ha ha, chúng ta có phúc, để cùng ngồi một chút cho vui. Cậu nghĩ linh tinh rồi. Vương Triều tức giận chừng mắt nhìn người này một cái. Ha ha ha. Lập tức mọi người cười ồ. Các vị, đã tới muộn vì có chút việc gấp làm lỡ. Lúc này cửa nhẹ nhàng bị đẩy ra, Diệp Phàm vẻ mặt đầy xin lỗi nói. Anh Diệp, anh đến rồi, mau vào đây. Vương Triều còn nhanh hơn cả con thỏ chạy trốn, bước nhanh đến trước mặt Diệp Phàm, giơ hai tay bắt tay Diệp Phàm. Mấy người Tạ Đức Minh Trung Thủy Sinh đều ngồi im. Bởi vì họ thấy Diệp Phàm rất trẻ. Hơn nữa, Vương Triều gọi là anh Diệp, cũng không có tên chức vụ gì. Chỉ có thể chứng tỏ quan hệ giữa Vương Triều và người này rất thân thiết, có lẽ là bạn bè từ nhỏ. Một người thanh niên, cấp bậc có thể cao đến đây, tất nhiên cũng chưa thể đến nông nỗi khiến mấy người Tạ Đức Minh đứng dậy chào đón. Đương nhiên, mấy nhân viên của Vương Triều thật ra không dám cao giá, tất cả đều bước lên chào. Diệp Phàm cũng chỉ mỉm cười khách khí bắt tay mọi người. Phó Cục trưởng Vương, anh Diệp đang công tác ở đâu vậy, giới thiệu cho mọi người một chút, sau này có chuyện gì mọi người có thể nói với nhau một câu có phải không? Lúc này người có quan hệ không tồi với Thái Vân, Phó Cục trưởng Đàm Yếu Minh cười ha hả nói. Ý ở đây ai cũng hiểu, mọi người muốn biết rõ anh Diệp này của Vương Triều. Đương nhiên, ẩn ý sau đó chính là đánh vào mặt Vương Triều. Cậu để chúng tôi đợi lâu như vậy mà hóa ra khách quý là đây sao? Xem ra, năng lượng của Vương Triều cậu cũng không được tốt lắm. Ha ha, đồng chí này là, nếu có Diệp Phàm có thể cho xin, có lẽ có lúc cần tôi còn cần nói với anh một câu. Diệp Phàm lạnh mặt cười nhạt nhìn Đàm Yếu Minh nói. Anh ấy là phó cục trưởng cục chống ma túy Đàm Yếu Minh. Lúc này không biết ai đã dành trả lời trước. Cục chống ma túy độc, xem ra. Có làm phiền cũng vô dụng. Tôi nghiện thuốc lá nặng, ngay cả thuốc phiện hại người cũng không sờ bao giờ. Vẻ mặt Diệp Phàm vẫn cười nhạt, mặt Đàm Yếu Minh lập tức có chút khó coi. Tốt lắm, ăn cơm đi.
lúc này Tạ Đức Minh ba phải nói. Anh Diệp, mời ngài ngồi. Vương Triều giơ tay mời Diệp Phàm. Hành động này làm cho Tạ Đức Minh và Trung Thủy Dinh cảm thấy căm tức. Vốn nghĩ Vương Triều giữ lại vị trí trung tâm có lẽ còn có khách có phân lượng cao hơn bọn mình, không ngờ lại tặng cho một người thanh niên như vậy, không hiểu được. Vương Triều, hôm nay cậu là ông chủ lớn nhất, cậu ngồi đó đi. Diệp Phàm không ngồi. Anh Diệp, mặc kệ ở đây, Vương Triều mãi mãi là em của anh. Không thể tưởng tượng được Vương Triều không ngờ nói trắng ra như vậy. Lập tức các vị đồng chí ở đây cảm thấy kinh hãi trong lòng. Vị này rốt cuộc có lai lịch gì, chẳng lẽ là thái tử đảng? Phó cục trưởng Vương, anh Diệp không biết đến từ nhà nào ở Bắc Kinh. Trần Tuấn tôi rất muốn làm quen một chút. Bạn tốt Trần Tuấn của Vương Triều không có ý châm chọc ai, chỉ là không kìm nổi tò mò hỏi một câu. Cậu ta còn tưởng là Diệp Phàm có người nhà làm lãnh đạo. Được rồi, cậu đừng nói nhiều nữa. Anh Diệp không phải là người Bắc Kinh, nhà ở Cổ Xuyên, cậu đừng nghĩ linh tinh. Tuy nhiên, Vương Triều tôi rất kính trọng anh Diệp. Vương Triều nói, để Diệp Phàm ngồi vào vị trí trung tâm, mình ngồi bên cạnh. Ha ha, đây chính là cục trưởng Tạ đúng không? Diệp Phàm nhìn cục trưởng Tạ Đức Minh cười nói. Bởi vì vấn đề bảo an, vì lý do đặc biệt nên nhân việc vẫn không đủ, cục cảnh vệ chuẩn bị đến cục hình sự để tìm mấy cao thủ đến phối hợp, phương án này Diệp Phàm còn đang suy xét. Đương nhiên, cao thủ của cục hình sự chỉ có thể làm chút việc nhỏ. Cho nên, Diệp Phàm đã tìm hiểu tư liệu về một số đồng chí có năng lượng ở Bộ Công an, cũng nhớ người mập mạp này tên là Tạ Đức Minh. Hơn nữa, Tạ Đức Minh sau này vẫn là lãnh đạo trực tiếp của Vương Triều, kết bạn với anh ta để giải đường một chút cho Vương Triều. Anh ấy là cục trưởng cục hình sự chúng tôi Tạ Đức Minh. Vương Triều tươi cười giới thiệu. Xin chào cục trưởng Tạ. Diệp Phàm giơ tay ra. Xin chào cậu Diệp. Vì Vương Triều không giới thiệu Diệp Phàm cho nên vừa nghe Vương Triều gọi hắn là anh Diệp, Tạ Đức Minh xưng là cậu Diệp. Hơn nữa, Tạ Đức Minh nghĩ anh Diệp có lẽ không phải là người trong thể chế. Có lẽ là kinh doanh hoặc đang làm gì đó nên Vương Triều ngại giới thiệu. Bởi vì mặc dù là tỷ phú nhưng trong mắt những người này không là cái gì. Tuy nhiên, cậu Diệp hình như biết tôi hình như chưa gặp cậu bao giờ. Tạ Đức Minh cười hỏi, tất nhiên lão già này có chút không phục, muốn cho Diệp Phàm một bài học nhỏ. Anh đương nhiên không biết tôi, tuy nhiên, tôi đã xem qua tư liệu của anh. Đang xem xét mai có nên bảo cục trưởng Tạ đưa người sang đây hỗ trợ một chút. Diệp Phàm biết người này không phục, đương nhiên cũng bày ra chút giá. Những lúc như thế này, anh càng yếu thế, người ta càng khinh thường. Anh lên giá có lẽ người ta còn có thể sợ anh. Chuyện ngày mai, chuyện gì cần cục chúng tôi hỗ trợ? Tạ Đức Minh hỏi giọng vẫn không thay đổi, nhấn mạnh chữ hỗ trợ. Quyết định như vậy đi, tối nay anh vệ chọn ra 50 cảnh sát hình sự, bất cứ lúc nào đợi lệnh. Hy vọng cục trưởng Tạ có thể sắp xếp việc này trước 12 giờ đêm. Diệp Phàm đột nhiên cố nén cười nghiêm mặt nói. Nghe cậu ta nói như vậy, mọi người ở đây như lọt vào sương mù, nhưng tất cả cũng không dám khinh thường Diệp Phàm nữa. Thấy giọng của người thanh niên này nghiêm túc như vậy, tục ngữ có câu, không có ba phần chắc không dám lên núi Lương Sơn. Người ta giống như đang ra mệnh lệnh cho cục trưởng Tạ. Việc này, Tạ Đức Minh nói ra hai chữ nhưng không nói tiếp, tuy trong lòng vẫn chưa hiểu gì, nhưng có một số việc, Tạ Đức Minh không hiểu cũng không thể hỏi lại. Tuy nhiên, sau đó Diệp Phàm thiếu chút nữa bị các chén rượu vây xung quanh. Xem ra uống một lúc thôi, ngày mai còn có chuyện phải giải quyết. Diệp Phàm liền dừng chén, số rượu đó tối về vẫn có thể từ từ hóa giải, đến lúc đó chắc chắn sẽ không đem miệng toàn mùi rượu đi làm. Rượu hôm nay tôi chỉ uống đến thế thôi, ngày mai còn có chuyện quan trọng phải làm, tôi đi trước một bước. Vương Triều, các cậu từ từ uống vui vẻ. Diệp Phàm đứng lên, đề nghị uống ly cuối cùng. Tạ Đức Minh cũng đứng lên sau Diệp Phàm, anh ta vẫn cứ nghĩ suốt về chuyện sắp xếp nhân sự. Diệp Phàm lấy từ trong cặp ra một tấm danh thiếp đưa cho anh ta, vẻ mặt nghiêm túc nói. Cục trưởng Tạ, cần phải tập hợp những thành viên tốt trước 12 giờ đêm, bảo họ bất cứ lúc nào chờ thông báo của cấp trên. Đến lúc đó sẽ có người đến sắp xếp cho các anh. Tạ Đức Minh đưa mắt đảo qua danh thiếp của, thấy viết phó chánh văn phòng Đường Hạo Đông Diệp Phàm. Lập tức tay Tạ Đức Minh hơi duỗi ra một chút. Theo thói quen nhẹ tay lật lại tấm danh thiếp, như vậy một số đồng chí muốn nhìn lén cũng không thể. Tiếp theo,
Tạ Đức Minh cẩn thận bỏ danh thiếp vào trong tập danh thiếp. Cục trưởng Tạ đột nhiên nghiêm một cái nói. Vâng thưa thủ trưởng, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó Tạ Đức Minh nhiệt tình đưa Diệp Phàm ra tận xe. Mấy đồng nghiệp của Vương Triều có chút khó hiểu, nhưng cục trưởng Tạ cũng tiến khách nên các đồng chí khác đương nhiên cũng không dám chậm trễ. Cuối cùng tất cả đều tiến chân Diệp Phàm. Chương 2149, nhân bàng đến cục. Tất nhiên sau đó mọi người trở về trở nên khách khí với Vương Triều. Bởi vì thái độ của Tạ Đức Minh rất lạ, không ngờ hành lễ cảnh sát và gọi người trẻ tuổi kia là thủ trưởng. Tất cả các mọi người ở đây có ngốc cũng có thể nghe ra mùi vị gì đó. Đó là tình trạng như thế nào, chỉ có nhìn thấy cấp trên mới như thế. Tạ Đức Minh là cán bộ cấp giám đốc sở, vị người kia chẳng phải là cấp thứ trưởng. Phó bộ hẳn là không có khả năng, chỉ có thể chứng minh vị trí của người trẻ tuổi này làm người ta kinh hãi. Cục trưởng Tạ, chúng ta làm mấy chén tiếp chứ? Lúc này Phó Cục trưởng Trung Thủy Sinh muốn lôi kéo làm quen. Lão Trung, chúng tôi cũng không nên uống, nhanh chóng trở về chuẩn bị một chút, lựa chọn những lính tinh nhuệ, không thể làm lỡ việc lớn. Tạ Đức Minh vừa nói xong, nhìn Vương Triều một cái, lại nói tiếp. Vương Triều, tuy nói hôm nay cậu mới trở về nhưng cậu là nòng cốt. Hành động lần này cậu hỗ trợ tôi dẫn đội, rượu này không nên uống, lập tức giải rượu về cục. Tạ Đức Minh thật đúng là, bởi vì cơ hội lần này khó có được anh ta không ngờ tự mình mặc giáp ra trận. Hơn nữa kéo theo cả Vương Triều, một hoạt động lớn như thế này, Tạ Đức Minh hiểu những người của anh ta đi nhiều nhất cũng chỉ chạy việc vặt bên ngoài. Tuy nhiên, dù là kẻ chạy cờ thì đồng chí Tạ Đức Minh cũng tình nguyện đi làm. Vừa không phải chịu trách nhiệm, hơn nữa, một khi hoạt động chấm dứt, công lao có lẽ cũng được chấm một chút. Ngày tháng năm này đồng chí Tạ Đức Minh hỗ trợ Cục Cảnh vệ Trung ương, biểu hiện rất. Tất nhiên Thái Vân cũng sẽ ghen tị, tuy nhiên Tạ Đức Minh không gọi anh ta cũng chỉ có thể buồn bực vùi đầu vào rượu thôi. Hơn nữa, trong lòng luôn luôn buồn bực, rốt cuộc là hoạt động gì, tại sao lão Tạ lại thận trọng như vậy, sao không phân công cho mình. Buổi sáng sớm ngày hôm sau, phòng cảnh vệ bước vào tình trạng cảnh giới toàn diện. Diệp Phàm mặc một bộ áo kiểu tôn trung sơn, đầu tóc bóng lộn, trang bị đầy đủ thiết bị trên người, ra sân bay kiểm tra toàn bộ. Thật ra, nguyên thủ quốc gia châu Phi buổi chiều mới đến. Tuy nhiên, sân bay đã ở trong tình trạng giới nghiêm. Cảnh vệ khu cũng cử người phối hợp hành động. Mà cục trưởng Tạ Đức Minh của Cục Hình sự Bộ Công an đã mặc một bộ cảnh phục màu trắng, đeo quân hàm lóng lánh. Đêm qua tuy nói là bận việc đến nửa đêm nhưng cục trưởng Tạ vẫn tràn đầy sinh lực. Đứng bên cạnh chính là Vương Triều, đứng phía sau hai người là tổng cộng 50 chiến sĩ của Cục Hình sự. Tất cả dừng xe tại một địa điểm bình thường bên ngoài sân bay Bắc Kinh. Tuy nhiên, đều là cho rất nhiều người hiếu kỳ. Tuy nhiên, Tạ Đức Minh hai mắt nhìn về phía trước, vẻ mặt nghiêm túc, đứng thẳng tắp. Vương Triều thì đứng không phải tiêu chuẩn. Sau khi tiếp nhận mệnh lệnh của Tạ Đức Minh, mang theo mấy chục người vẻ mặt nghiêm túc bước vào sân bay. Thật ra, những người này cũng không quan trọng. Quan trọng là Diệp Phàm nhân cơ hội này để Tạ Đức Minh coi trọng Vương Triều. Tạo mối quan hệ tốt giữa hai người họ, Tạ Đức Minh năm nay hơn 40 tuổi, còn có khả năng thăng tiến rất lớn. Thấy Diệp Phàm bước đến Tạ Đức Minh hô một tiếng. Chào thủ trưởng. Lập tức mấy chục đồng chí đồng thời chào theo nghi lễ cảnh sát rồi hô chào vang dội. Tuy nhiên, mấy viên cảnh sát hơi ngây người nhưng lập tức khôi phục bình tĩnh. Thực ra Diệp Phàm rất trẻ tỏi, tuổi trẻ làm người ta sợ. Được rồi, nghỉ. Diệp Phàm khoát tay. Vẻ mặt nghiêm túc nhìn lướt qua các đồng chí cảnh sát hình sự, sau đó mới nói. Các đồng chí có lẽ là lần đầu tham gia hoạt động như vậy, tuy nhiên trước khi hoạt động bắt đầu tôi phải nhắc lại một cậu, tất cả đều phải nghe lệnh chỉ huy. Sau khi ra lệnh phải lập tức chấp hành, không cho phép có bất kỳ thay đổi nào, hiểu chưa? Hiểu rồi. 50 cảnh sát hình sự gồm cả Tạ Đức Minh và Vương Triều đồng thanh đáp. Tốt, các cậu đều là tinh anh của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Hiện giờ các cậu tiến hành kiểm tra sân bay, dùng ánh mắt, kinh nghiệm của các cậu để tiến hành kiểm tra. Phải chú ý, cẩn thận là quan trọng. Diệp Phàm giải thích đơn giản xong xoay người đến đội ngũ khu cảnh vệ. Chào thủ trưởng. Thấy Diệp Phàm bước đến, một đại tá phó tư lệnh viên chào. Gần 60 người vẻ mặt uy vũ cũng cất tiếng chào. Diệp Phàm bước đến bảo mọi người nghỉ sau đó trực tiếp bước đến trước mặt Tư Mã Thanh.
giơ tay sờ sờ quân hàm thiếu tá trên vai Tư Mã Thanh đột nhiên hỏi. Chuẩn bị tốt chưa đồng chí thiếu tá? Luôn luôn sẵn sàng. Mã Thanh trong lòng thầm khiếp sợ thiếu chút nữa hiện ra ánh mắt. Tuy nhiên, lúc này không phải lúc sững sờ, vội vàng đứng nghiêm hô lớn. Đương nhiên, có thể nhìn thấy thủ trưởng vỗ vai Tư Mã Thanh tất cả các sĩ quan đều hâm mộ muốn chết. Diệp Phàm lại giao công việc một hồi rồi mới rời đi. Tư Mã, anh quen thủ trưởng. Sau khi Diệp Phàm đi rồi phó tư lệnh viên đến gần Tư Mã Thanh hỏi nhỏ. Có gặp qua vài lần. Tư Mã Thanh nói. Quái, cậu sao có thể gặp thủ trưởng nhỉ? Trịnh Nhất Thọ kinh ngạc không khỏi nghi ngờ hỏi, bởi vì quan hệ của hai người khá tốt, cho nên, nói chuyện cũng khá tùy tiện. Tư lệnh Trịnh, việc này, anh là người quản lý trực tiếp, việc này không phải tôi đã báo cáo anh rồi sao? Tư Mã Thanh nói. Báo cáo rồi, cậu báo cáo nhiều chuyện lắm, tôi làm sao nhớ hết? Trịnh Nhất Thọ tức giận hừ nói. Chính là việc kia, chuyện của tập đoàn Hoàng Hóa Hứa Tam Cường đó. Lần trước không phải Tư lệnh Tôn tự mình hạ mệnh lệnh chuyển Hứa Tam Cường đến phòng công an quận Ngũ Mã sao, sau đó Tư lệnh Tôn lại hạ lệnh dẫn người về. Tư Mã Thanh nói, việc này có liên quan gì đến thủ trưởng? Trịnh Nhất Thọ nói, Sở Khoa học Quân sự chính là do thủ trưởng phụ trách. Tư Mã Thanh nói, sao cậu không nói sớm? Trịnh Nhất Thọ giật mình nói, trong lòng lão Trịnh đã có chút suy nghĩ, lần này tranh quân hàm thăng tiến với Tưởng Huy bị thua. Trịnh Nhất Thọ hiểu cấp trên mình không có ai. Mà Tưởng Huy có quan hệ với tư lệnh viên Tôn Lực tốt hơn mình. Đây là một trong những nguyên nhân khác, nếu Tư Mã Thanh có quen Diệp Phàm, có thể thông qua y để có quan hệ không phải là tốt sao? Nếu người này có thể ngăn chặn được Tôn Lực chứng tỏ năng lượng rất lớn. Mà thực tế này không thể không làm cho Trịnh Nhất Thọ có ý tưởng. Giao nhiệm vụ xong Diệp Phàm ngồi vào trung tâm chỉ huy sân bay, điện thoại vang lên, giọng Tiếu Thập Lục. Anh Diệp, có chuyện gì nói nhanh, tôi không có thời gian. Diệp Phàm nói, Nhân Bàng bị người của Cục Công an bắt đi. Tiếu Thập Lục nói, giọng đầy lo ấu. Chuyện gì? Diệp Phàm nghĩ mình nghe nhầm hỏi lại. Nhân Bàng bị người của Cục Công an thành phố bắt đi. Tiếu Thập Lục lặp lại. Vì sao, sao lại bắt anh ta? Diệp Phàm cảm thấy hơi lạ, thầm nói người này có thể bị bắt thì cũng hơi lạ. Chính là Tạ Thủy Đông của nhà họ Tạ. Nhà họ Tạ có giao tình với nhà chúng ta, Tạ Thủy Đông từ nhỏ cũng chơi với tôi. Tiếu Thập Lục mới nói đến đây Diệp Phàm hừ nói. Thật ra là Thanh Mai Trúc Mã vừa lúc ghép thành đôi. Không phải như thế, tôi chỉ coi Tạ Thủy Đông là anh trai. Cũng không có ý kia, lúc ấy tôi cũng không muốn đi, nhưng chỉ là mẹ dục cho nên, muốn đến chỗ Tạ Thủy Đông để giải thích, tránh sau này có chuyện. Không ngờ vừa gặp xong thì Nhân Bàng đã ăn cơm ở Hoàng Thành. Anh Diệp, anh cũng biết tính tình anh ấy. Lập tức tức giận, võ công của anh ấy cao như vậy, một chút quyền cước xuống đã làm bị thương mấy người. Mà Tạ Thủy Đông bị thương khá nặng, em trai anh ta cũng bị thương. Sau đó ba tôi vẫn ép tôi, không có cách nào tôi chỉ nói tình hình của anh ấy một chút. Đương nhiên có vài chuyện tôi không nói. Tuy nhiên, lúc ấy ba tôi cam đoan không nhúng tay vào chuyện này. Chỉ có điều, có lẽ Tạ Thắng Cường đang hỏi ba tôi về tình hình của Nhân Bàng. Trước kia bọn họ hỏi ba tôi không trả lời, cho nên họ báo cảnh sát. Tạ Thắng Cường cùng Phó Cục trưởng Cục Công an thành phố Cố Hoài Hưng quan hệ rất tốt. Lúc đó tôi sốt ruột lập tức gọi điện thoại cho Nhân Bàng, bảo anh ấy trong thời gian này phải chú ý thật ra muốn làm lành với anh ấy. Không ngờ anh ấy vừa nghe thấy liền tức giận, chạy ngay đến Cục Công an thành phố, cuối cùng bị bắt ngay tại trận. Hiện giờ tôi cũng không gặp được người cũng không biết thế nào. Tôi biết, Nhân Bàng đang giận lấy, có lẽ việc này mọi người trong nhà anh ấy cũng không rõ ràng lắm. Tôi thật sự không có cách nào, đành phải nhờ anh. Tôi chỉ sợ Cố Hoài Hưng sẽ hạ độc thủ đối với anh ấy. Bởi vì nhà của Nhân Bàng đối với người ngoài chỉ là dân thường. Nếu biết về nhà của Nhân Bàng Cố Hoài Hưng còn có chút băn khoăn. Tuy nhiên, nhà họ Tạ cũng quá mạnh. Tiếu Thập Lục vội vàng nói. Tạ Thắng Cường là ai? Diệp Phàm hỏi. Anh cũng không biết anh ta. Tiếu Thập Lục ngây người hỏi có chút kinh ngạc. Tôi không biết chuyện thiên hạ, ngay nhà mình còn chưa rõ ràng hết. Diệp Phàm tức giận hừ nói, thầm nghĩ, quái, Nhân Bàng không nói đến chuyện Tiếu Thập Lục, hai người có tình cảm thân thiết cũng là lạ. Vốn tưởng người này không liên quan đến Tiếu Thập Lục,
bởi vì nói rất tự nhiên phóng khoáng. Không thể tưởng tượng được còn xảy ra chuyện này. Chẳng lẽ người này thật sự yêu Tiếu Thập Lục? Nếu không, sao lại còn đến tận cục công an thành phố? Đây không phải là tự bắt sao? Khó trách Vương lão cũng không biết anh ta đi đâu, hóa ra là vào cục. Anh ta là phó trưởng ban thư ký chính phủ, cán bộ hưởng thụ đãi ngộ cấp bộ trưởng. Tiếu Thập Lục nói, cấp bộ trưởng, cô bảo tôi sao biết được. Diệp Phàm không khỏi hừ nói, trong lòng phát lạnh, Bắc Kinh không phải chỗ dễ sống, không có thực lực không thể lăn lộn. Chuyện một con chó cũng là tranh giành giữa hai thứ trưởng. Không thể tưởng tượng được Vương Nhân Bàng còn gặp phải cán bộ cấp bộ trưởng. Ngay như hắn một chủ nhiệm nhỏ ở Bắc Kinh cũng không đáng gì. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 2150, không tìm anh thì tìm ai? Tôi thật sự không biết ngoài tìm anh thì tìm ai? Hai anh là anh em chí cốt, chẳng lẽ bảo tôi đến nhờ Vương lão? Cái này càng không thể, anh hẳn là sẽ không thấy chết mà không cứu. Tiếu Thập Lục nói, cô cũng biết tình hình của tôi, cô nói xem, cấp bộ trưởng một chủ nhiệm nhỏ như tôi có thể động đến sao? Có khác gì bọ ngựa đấu xe? Việc này cô hãy nghĩ cách khác đi, nếu không, cứ đến nhà họ Vương cầu xin người nhà họ Vương. Quan hệ giữa cô và Nhân Bàng không tồi đó thôi, lúc này dũng cảm một chút có lẽ Nhân Bàng sẽ cảm động. Diệp Phàm cố ý nói, nhà họ Vương tạm thời tôi không thể đến, anh Diệp anh nói, bảo một cô nàng như tôi đến nhà họ Vương, còn gì là thể diện. Tiếu Thập Lục vừa nói xong chuyển sang chuyện khác nảy sinh ý định độc ác. Việc này dù sao tôi cũng đã nói với anh, có cứu hay không là chuyện của anh. Tôi không tin anh có thể nhìn Nhân Bàng bị người ta đánh cho tàn phế. Những người đó, đã ra tay thì cái gì cũng độc. Đến lúc đó Nhân Bàng không chịu nổi, dẫn đến việc lớn như cướp ngục. Ngoài ra, Nhân Bàng tuy nói võ công giỏi nhưng cục công an có súng, da thịt có thể ngăn được đạn sao? Cô Tiếu lợi hại nhỉ, cô thật sự là tấn công tôi đấy. Việc này, cô mặc kệ thì tôi còn lo cái gì? Tôi có quan hệ gì với anh ta? Chỉ là anh em thôi. Quan hệ giữa cô và anh ta, cô nói với tôi một chút. Diệp Phàm thiếu chút nữa nghẹn thở. Anh còn nói thế nữa. Tiếu Thập Lục xấu hổ thiếu chút nữa quát lên. Không nói thế thì nói thế nào. Việc đã xảy ra rồi, hai người đều đang trốn tránh thực tế. Cứ trốn tránh như vậy cũng không phải là chuyện hay có phải không? Tôi thấy, hai người cứ trực tiếp đối mặt với sự thật xem sao. Cô xem, Nhân Bàng vì sao lại tức giận như thế? Việc này chứng tỏ cái gì? Chứng tỏ thật lòng anh ấy thích cô. Cô xem, người ta bị bắt cô cũng lo lắng. Tôi nghĩ, nhà họ Tạ muốn bàn hôn sự với cô. Nhà cô cũng có nội tình sâu đi. Cô nói ba cô không có năng lực, thì sao ông ấy có thể kết thân với người tai to mặt lớn như Tạ Thắng Cường? Tuy nói không phải ngày xưa, nhưng cô và tôi đều hiểu rõ, ngay cả trong xã hội hiện đại, những nhà lớn so với dân thường cũng được coi trọng hơn. Diệp Phàm nói. Hai. Tiếu Thập Lục thở dài không nói gì. Xem, có phải bị tôi đoán đúng rồi không? Nói đi, ba cô là ai? Nếu không, tôi cũng sẽ tra ra, giấu cũng không có ý nghĩa gì, đây là vấn đề mấu chốt. Chẳng lẽ cô thật sự muốn nhìn Nhân Bàng bị người ta đánh cho tàn phế? Diệp Phàm vừa đấm vừa xoa, không phải không có cách cứu Nhân Bàng mà muốn Tiếu Thập Lục tự mình đi cứu, bà xã cứu ông xã làm sâu sắc thêm tình cảm thôi. Tiếu Thiết Phong, anh có nghe nói qua không? Tiếu Thập Lục nhỏ giọng nói. Tiếu Thiết Phong, chẳng lẽ là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng? Tai to mặt lớn trong quân giới. Diệp Phàm thiếu chút nữa xấu hổ, thầm nói, Vương Nhân Bàng chó ngáp phải ruồi, đảo đi đảo lại, không ngờ dính vào tiểu thư nhà quan lớn. Mẹ kiếp, mình tưởng là mình may mắn, không ngờ so sánh ra thì mình vẫn kém may mắn. Ừ, tuy nhiên, tôi đã nhờ ba. Ba nói việc này từ anh ta gây ra ba không quản. Ngay cả em của em bị đánh ông ấy cũng không để đến cục công an lập hồ sơ. Ông ấy nói ông ấy tính không tồi, với tính tình của ông ấy, sau này sẽ cho người đánh cho Nhân Bàng một chút. Dám đánh con trai của Tiếu Thiết Phong, phản thiên. Giọng Tiếu Thập Lục có chút nghẹn ngào nói. Nói vậy thôi, tôi thử trước xem, không được sẽ nghĩ cách khác. Diệp Phàm nói. Sau khi cúp điện thoại liền gọi điện thoại cho Cục trưởng Cục Công an thành phố Ngô Chính Phong, bảo ông ta hỏi thăm tình hình của Vương Nhân Bàng một chút. Đương nhiên Cục trưởng Ngô đồng ý rồi. Cuối cùng, Cục trưởng Ngô nói. Chủ nhiệm Diệp,
chuyện hộp đêm thang đế tôi đã nghiêm túc phê bình đồng chí Quách Canh Tân, cũng vì thế mà mở cuộc họp đảng ủy, đồng chí Quách Canh Tân tạm thời bị cách chức. Ừ, trong chuyện này đồng chí Canh Tân giải quyết có chút không ổn. Nên làm gì thì cứ làm. Diệp Phàm nói, tôi nhất định nghiêm túc giải quyết, việc này chủ nhiệm Diệp có muốn báo lên đảng ủy công an thành phố không? Ngô Chính Phong hỏi, việc này anh tự quyết định đi. Diệp Phàm nói, trong lòng cũng nghĩ ra chút gì đó. Ngô Chính Phong hỏi như vậy chắc chắn đã nghĩ là đem việc này báo lên đảng ủy công an thành phố. Hy vọng mượn tay thành ủy trừng trị Canh Tân, Quách Canh Tân không hợp phách với Ngô Chính Phong. Cục trưởng Ngô, ngài tới rồi. Thư ký Ngô của Cố Hoài Hưng bất ngờ đứng lên. Hôm nay mặt trời mọc đằng Tây hay sao ấy, bình thường cục trưởng Ngô sẽ không đến văn phòng của cấp phó. Tiểu Ngô, cục trưởng Cố đâu? Ngô Chính Phong vẻ mặt tươi cười hỏi. Ông ấy đang ở bên trong, tôi thông báo một chút. Ngô Ý nói mở cửa. Không lâu sau Cố Hoài Hưng đi ra, mời Ngô Chính Phong vào văn phòng. Cục trưởng Cố, gần đây bận việc gì vậy? Ngô Chính Phong uống một ngụm trà cười nói. Ha ha, việc cũng khá nhiều. Bắc Kinh lớn như vậy vụ án trị an cũng không ít. Cố Hoài Hưng cười nói, trong lòng buồn bực, không hiểu Ngô Chính Phong đến đây làm gì. Nghe nói có người tên là Vương Nhân Bàng đánh nhau ở Hoàng Thành. Ngô Chính Phong hỏi rất tự nhiên. Vương Nhân Bàng, đúng là có chuyện như vậy. Người này lợi hại, một mình đánh ngã 20 mấy người. Cố Hoài Hưng nói xong, tuy nhiên, trong lòng thầm cảnh giác. Ngô Chính Phong không thể vơ cớ quan tâm đến một vụ án như vậy. Chẳng lẽ là đến vì Vương Nhân Bàng? Tuy nhiên, hiện tại ông ấy chưa tỏ thái độ Cố Hoài Hưng cũng để mặc. Tình hình thế nào, không cấu thành tội phạm chứ? Ngô Chính Phong hỏi. Có hai người bị thương nhẹ, theo pháp luật thì đã cấu thành tội cố ý gây thương tích. Chúng tôi đã điều tra rõ ràng, đang chuẩn bị đem vụ án này sang viện kiểm sát, có lẽ ít nhất phán nửa năm. Cố Hoài Hưng nói, lão Ngô, có một số việc, trong lòng anh với tôi đều hiểu được. Việc uống say đánh nhau sinh sự là việc bình thường, nếu đều đưa sang chỗ viện kiểm sát thì không phải là mệt muốn chết sao? Ngô Chính Phong nói tất nhiên là Cố Hoài Hưng cũng hiểu ẩn ý. Có thể xác định cục trưởng Ngô đến chính là để nói giúp Vương Nhân Bàng. Cục trưởng Ngô, mọi việc khác đều có thể, nhưng chuyện Vương Nhân Bàng đánh người là không thể. Cố Hoài Hưng nhìn Ngô Chính Phong một cái nghiêm túc nói. Sao? Ngô Chính Phong có chút bất ngờ nhìn Cố Hoài Hưng, cảm thấy ở đây có việc gì đó. Không thể tưởng tượng được Cố Hoài Hưng không nể mặt nhân vật số một của cục như ông ta. Đó là tình trạng gì, có lẽ cũng là bị người khác ép. Thật sự là không có cách nào khác. Cố Hoài Hưng gật gật đầu nói. Cục trưởng Ngô có lẽ không biết người bị đánh là ai. Ừ, nói nghe một chút xem. Ngô Chính Phong thản nhiên uống một ngụm trà, thầm nói có thể to hơn chủ nhiệm Diệp sao? Chủ nhiệm Diệp bảo mình hỏi thăm Vương Nhân Bàng, thì chắc chắn là có quan hệ. Người bị đánh là Tạ Thủy Đông, còn có mấy người nữa. Tuy nhiên, Tạ Thủy Đông bị đánh thảm nhất, tôi vừa nói bị thương nhẹ chính là người này. Tạ Thủy Đông, đang làm gì? Ngô Chính Phong hỏi. Cậu ta thì không có gì tuy nhiên bố cậu ta là phó trưởng ban thư ký Tạ Thắng Cường. Nói đến đây Cố Hoài Hưng cố ý tạm dừng một chút, nhìn Ngô Chính Phong một cái, rồi nói tiếp. Ngài xe, việc này dù thế nào, tuy nhiên, nếu cục trưởng Ngô muốn gác lại việc này tôi sẽ gác lại. Gác lại cái con khỉ, Tạ Thắng Cường là phó trưởng ban thư ký chính phủ, bố không phải là đầu toàn nước mà chọc vào y. Huống chi người bị thương còn là con của y, Ngô Chính Phong thầm mắng một câu, cũng cảm giác hơi lạnh trong lòng. Biết việc này mình không quản được. Vốn định giúp chủ nhiệm Diệp giải quyết chút việc, không ngờ gặp việc khó giải quyết như vậy. Ha ha, đó là việc trị an của các cậu giải quyết thế nào tôi không có ý kiến. Tốt lắm, tôi có việc đi trước. Ngô Chính Phong cười hai tiếng, đặt chén trà xuống rồi đi. Tuy nhiên, tiếng đặt chén khá lớn. Cố Hoài Hưng hiểu ông ta không hài lòng về việc y vừa làm. Tuy nhiên, trong lòng Cố Hoài Hưng sảng khoái. Có lẽ hiện tại lão Ngô đang buồn bực. Tuy nhiên, Cố Hoài Hưng cũng nghi ngờ, thầm nói không hiểu được người này không ngờ có thể mời cục trưởng Ngô đến xin hộ. Xem ra, nhà Vương Nhân Bàng cũng có chút phân lượng. Tuy nhiên, vừa mới nghĩ đến uy lực của Tạ Thắng Cường, Cố Hoài Hưng lập tức gạt nghi ngờ này sang một bên. Không được, Ngô Chính Phong cũng không ăn con ba ba sao.
rất xin lỗi chủ nhiệm Diệp, việc này tôi không giúp được. Ngô Chính Phong gọi điện thoại cho Diệp Phàm giọng ngại ngùng. Diệp Phàm sớm đoán được, tuy nhiên cũng cố ý nói. Sao thế? Vì thế Ngô Chính Phong nói qua tình hình. Vết thương nhẹ, xem ra bọn họ thật sự sẽ trừng phạt sao? Diệp Phàm nói. Việc này tôi đã tìm hiểu qua, thật sự là vết thương nhẹ. Chẳng qua tình hình của Vương Nhân Bàng không thể nào tốt. Ngô Chính Phong có chút lo lắng nói. Có phải bị bọn họ đánh độc không? Diệp Phàm lạnh lùng hừ nói. Ừ, việc này tôi cũng vừa tìm hiểu rõ ràng. Rất xin lỗi, tôi đã đưa người ra, đưa đến bệnh viện trước. Ngô Chính Phong nói. Anh nói với Cố Hoài Hưng một câu, nếu Vương Nhân Bàng có việc gì, tôi sẽ rút ra người khác. Diệp Phàm rất tức giận, nói độc. Cố Hoài Hưng ơi Cố Hoài Hưng, tuy nói là Tạ Thắng Cường, nhưng anh gây với chủ nhiệm Diệp anh cũng chịu đủ. Ngô Chính Phong thầm nói trong lòng. Diệp Phàm lập tức gọi điện thoại cho Tiếu Thập Lục. Làm sao bây giờ chủ nhiệm Diệp, xin anh đến cứu anh ấy ra đi. Nếu thật sự tàn phế thì làm sao bây giờ? Tiếu Thập Lục khóc nức nở nói. Việc này tôi đã tìm cục trưởng cục công an thành phố Ngô, ông ấy nói vì Tạ Thắng Cường nên Cố Hoài Hưng không dám hạ thủ lưu tình. Việc này tôi thấy, cô tự ra mặt đi. Diệp Phàm nói. Anh không biết thôi, ba tôi mạnh mẽ, tôi không thể thay đổi ông ấy. Hơn nữa, ông ấy rất bất mãn đối với tôi. Tiếu Thập Lục nói. Cô lập tức đến nhà họ Vương. Diệp Phàm nói. Chương 2151, thái độ của Vương gia. Người Vương gia Cốc chắc cũng chẳng làm gì được Tạ Thắng Cường, kể ra, việc này, là do Nhân Bàng sai trước. Đúng là sau trước, nhưng như vậy thì bọn họ có thể trả thù Bàng Nhân ở cục công an sao? Diệp Phàm hừ lạnh nói. Tôi đi. Cuối cùng Tiếu Thập Lục muội bị khuất phục. Sau khi gác máy đi thẳng đến Vương Gia Cốc, cái này, dĩ nhiên là Diệp Phàm cố ý làm như vậy. Chỉ cần Diệp Phàm nói chủ nhiệm Điền của Văn phòng Trung ương hôm nay muốn Vương Nhân Bàng tham gia hoạt động bảo vệ thì đã có thể cứu Vương Nhân Bàng ra rồi. Tuy nhiên, Diệp Phàm không định làm vậy. Thứ nhất là vì muốn đẩy Tiếu Thập Lục muội đến với Vương Nhân Bàng. Thứ hai là muốn mượn tay Vương gia để trị cục phó cục công an thành phố Cố Hoài Hưng. Vì, Cố Hoài Hưng là người của Cố gia thủ đô. Diệp Phàm có thù sâu đậm với Cố gia. Năm đó cháu của tư lệnh Cố Thiên Long, Cố Tuấn Thiên đã chọc Tống Thiến Thiến, bạn gái Diệp Tử Kỳ em trai Diệp Phàm, nên bị Diệp Phàm biến thành thái giám. Cố Hoài Hưng là người của Cố gia, Diệp Phàm tìm thấy cơ hội, đương nhiên sẽ không bỏ qua. Hơn nữa, Ngô Chính Phong còn tặng cho Diệp Phàm một món quà, băng ghi hình vụ ẩu đả của Vương Nhân Bàng. Băng ghi hình này Diệp Phàm đã sắp xếp người đưa cho Tiếu Thập Lục muội, lúc này cô đang cầm băng ghi hình đến Vương Gia Cốc trên đỉnh Thiên Trượng. Tiếu Thập Lục muội không kịp thưởng thức phong cảnh trong cốc, vội vội vàng vàng chạy đến cái sân lớn. Nhưng, trước cửa lại bị một thanh niên mặt mày nghiêm túc chặn đường. Tôi là Tiếu Thập Lục muội, bạn gái của Vương Nhân Bàng, tìm lão Vương có việc gấp. Tiếu Thập Lục muội nói, bạn gái của anh Vương, tôi chưa từng nghe anh ấy nhắc đến. Người thanh niên miệng nói, mắt lướt nhìn Tiếu Thập Lục muội, dường như có chút nghi ngờ. Là sự thật, Nhân Bàng xảy ra chuyện lớn, chậm chút nữa anh ấy sẽ bị người ta đánh chết. Tiếu Thập Lục muội mắt đỏ, sốt ruột đến nỗi chảy nước mắt. Ai dám đánh anh Bàng, mẹ nó, cô mau đi với tôi. Chàng thanh niên tức giận kêu lên. Kéo Tiếu Thập Lục muội đi vào trong sân. Vương Khôi, sao hấp tấp vậy? Lớn rồi mà sao không điềm tĩnh chút nào vậy? Lúc này, một giọng nói vang lên. Bác cả, anh xảy ra chuyện rồi. Cô gái này tên Tiếu Thập Lục muội, bạn gái của anh Bàng, cô ấy nói tìm bác có chuyện gấp. Vương Khôi nói. Ồ, bạn gái. Vương Thành Trạch cha của Vương Nhân Bàng lộ vẻ kinh ngạc, dường như đang đánh giá Tiếu Thập Lục muội. Tiếu Thập Lục muội cũng đoán được đây là cha của Vương Nhân Bàng. Bị nhìn đến nổi mặt cũng bắt đầu đỏ ửng lên. Nhân Bàng có chuyện gì? Vương Thành Trạch vẻ mặt bình tĩnh hỏi. Hôm trước cháu ăn cơm ở Hoàng Thành. Tiếu Thập Lục muội kể lại mọi việc. Làm sao cô biết nó sắp bị đánh chết? Lúc này, một lão già bên cạnh xen vào hỏi. Là Diệp Phàm bạn của Nhân Bàng nói với tôi. Chủ nhiệm Diệp nói anh đấy đã đi tìm cục trưởng Ngô rồi, cục trưởng Ngô cũng bất lực. Cho nên, việc này không còn cách nào khác, may là chủ nhiệm Diệp còn tìm được chứng cứ, chính là đoạn băng ghi hình này, mọi người xem đi.
nhân bàng đúng là bị đánh thảm lắm. Tiếu thập lục muội khóc. Vương Khôi, mở bang. Vương Thành Trạch vẻ mặt âm trầm. Không lâu sau, nghe thấy từ đại sảnh truyền đến tiếng thình thịch, rõ ràng là tiếng bàn trà bị đánh gãy. Tiếp đến là tiếng hừ lạnh. Con trai của Vương Thành Trạch tôi không phải là loại hèn nhát. Trong phòng họp tổng bộ tổ đặc nhiệm A, Cung Khai Hà đang mở cuộc họp. Lúc này, điện thoại rung lên, Cung Khai Hà vừa nhìn thấy dãy số, lập tức nói. Mọi người tiếp tục thảo luận, tôi nghe điện thoại. Bình thường mà nói, tổ đặc nhiệm A mở cuộc họp, trừ phi là điện thoại của lãnh đạo hoặc điện thoại không thể không nghe, bình thường người ta sẽ không nghe máy. Cho nên, các đồng chí trong phòng họp đều hơi chấn động, không biết là điện thoại của ai gọi tới. Lão Vương bảo anh đến ngay, ông ấy đang câu cá ở hồ nước trong Vương Gia Cốc. Một giọng đàn ông vang lên, đây là vệ sĩ kiêm thầy thuốc tùy thân của Lão Vương, một cao thủ ngũ đẳng, tên Chu Lập. Mỗi cán bộ cấp phó quốc gia trở lên dù về hưu, thì ai nấy cũng được sắp xếp một vệ sĩ kiêm bác sĩ. Lão Vương được hưởng đãi ngộ đặc thù cấp phó quốc gia. Vì sao lại nói là đặc thù? Vì, theo mức lương của Trung Quốc mà nói, dù cho là thủ trưởng số 1 của nước Cộng Hòa cũng không thể nhận mức lương mấy trăm ngàn đô như ở Mỹ. Sẽ không quá 10 ngàn. Đương nhiên, tiêu chuẩn phúc lợi, đãi ngộ của các nước châu Á với Mỹ không giống nhau. Thể chế và chế độ cũng không giống nhau. Mà tiền lương hưu của Vương Lão là 500 ngàn. Dù hiện nay nhân viên của tổ đặc nhiệm A đang khan hiếm nhưng vẫn phái một cao thủ ngũ đẳng làm vệ sĩ. Điều này chứng tỏ, đảng và nhà nước không hề coi nhẹ cán bộ về hưu này. Đương nhiên, lãnh đạo tổ đặc nhiệm A sau khi về hưu tiền lương đều rất cao. Điều này liên quan đến tính đặc thù của bộ môn này. Cũng như Lý Khiếu Phong đã về hưu, với tuổi của ông ta về hưu tiền lương cũng được khoảng 400 ngàn. Cung Khai Hà vừa nghe, trong lòng trùng xuống, lập tức chào hỏi mọi người rồi bước đi. Tuy nói Lão Vương hiện nay tuổi tác đã cao rồi, không làm được gì nữa. Nhưng, Cung Khai Hà rất tôn kính những cán bộ như vậy. Thập Lục, sao cô quen biết bàng nhân? Lão Vương nghiêng người dựa vào ghế trúc. Phía trước mặt cắm một chiếc cần câu, bên cạnh là đưa con trai lớn Vương Thành Trạch, trước mặt cũng cắm một cần câu. Ông Vương, cháu. Tiếu Thập Lục muội đỏ mặt, hơi nhăn nhó. Con nói ba rồi, chuyện thanh niên người ta ba tìm hiểu sâu làm cái gì? Vương Thành Trạch khá hiện đại hơn, còn tư tưởng của Lão Vương đôi khi còn lưu chút tiêu chuẩn thời thanh. Cái thằng này, cha mày tìm hiểu một chút không được à? Thanh niên thì sao? Nếu thích hợp thì sau này hai đứa tụi nó còn sống với nhau cả đời đấy. Lão Vương nhìn Tiếu Thập Lục muội nói. Cháu thấy có đúng không? Dạ. Tiếu Thập Lục muội mặt càng đỏ hơn, tiếng trả lời rất nhỏ. May là đám Lão Vương tai ai nấy đều rất thính nên cũng nghe thấy được. Tiếu cô nương này, sau này nhân bàng về cháu quản nó thật tốt cho bác. Cái này thằng, không quản nó là nó bay lên trời luôn đấy. Cả ngày cứ như chim bay đi khắp nơi. Có khi 10 ngày nửa tháng không thèm gọi điện về lấy một lần, chơi trò mất tích là chuyện thường ngày của nó. Thấy không, chuyện lần này cũng là một bài học, xứng đáng. Vương Thành Trạch nói, xem ra, ấn tượng của Vương gia đối với Thiếu Thập Lục muội lần này không tệ lắm. Bước đầu họ đã chấp nhận cô rồi. Bác, con làm sao quản được anh ấy, còn bị anh ấy đánh nữa ấy chứ. Thiếu Thập Lục muội bắt đầu kể tội. Nó dám. Lão Vương đột nhiên nói. Ngẫm nghĩ một chút không ngờ đem chiếc vòng tay màu đỏ đang đeo cởi ra, đưa cho Tiếu Thập Lục muội nói. Cho cháu, đeo vào, sau này nhân bàng có làm gì cháu cứ đưa tay ra, nó tuyệt đối không dám đánh cháu đâu. Tuy nhiên, hành động của Lão Vương khiến cho mọi người trong Vương gia đều vô cùng kinh ngạc. Nên biết rằng, chiếc vòng đỏ đó làm từ một loại phỉ thúy màu đỏ vô cùng đặc biệt và quý giá. Quý giá không phải là trong mắt người của Vương gia. Mấu chốt của vấn đề là nghe nói vòng tay đỏ này nghe nói trước khi sư phụ của Lão Vương cưỡi hạc về Tây Phương đã trao nó cho Lão Vương. Đây chính là vật chứng minh thân phận của Lão Vương ở La Phù Cung, chỉ với chiếc vòng đỏ này, các đệ tử trong La Phù Cung nhìn thấy Tiếu Thập Lục muội chắc hẳn đều phải gọi một tiếng sư thúc. Cái này, vô cùng quý giá. Vài thanh niên trong Vương gia đang cùng Lão Vương câu cá, phần lớn là anh em họ của Vương Nhân Bàng, ai nấy cũng trợn tròn mắt hâm mộ, thậm chí là vẻ mặt đố kỵ. Vì chiếc vòng đỏ này, Lão Vương đã cho vợ của Vương Nhân Bàng, vậy thì những anh em họ khác không có phần nữa rồi. Tiếu Thập Lục muội đương nhiên cũng phát hiện được những ánh nhìn kỳ lạ đó,
vội vàng xua tay nói. Ông Vương, cái này quý quá, con không dám nhận đâu. Kỳ thực, Thiếu Thập Lục muội rất muốn nhận, cái này, giống như đính ước, đây là vật chứng tỏ bề trên đã đồng ý chấp nhận mình. Quản hay không quản Vương Nhân Bàng đối với Thiếu Thập Lục muội không quan trọng. Vì, dù là có chiếc vòng này mình cũng chẳng thể quản được anh ta. Nhận đi, Thập Lục. Lúc này, Vương Thành Trạch nói, Thiếu Thập Lục muội cung kính nhận bằng hai tay, hơn nữa, còn lập tức đeo lên cổ tay trái. Lập tức, một cỗ lạnh lẽo truyền đến. Trong lòng cảm thấy kỳ lạ, tại sao đá màu đỏ mà lại truyền ra hơi lạnh, theo lý mà nói phải là hơi nóng chứ. Ha ha ha, đến đây, kể chuyện gia đình cho ông nghe. Lão Vương vẻ mặt hiền lành cười. Không lâu sau đồng chí Cung Khai Hà vội vàng đến. Đây cũng là lần đầu tiên ông ta tới đây, nhìn xung quanh một vòng. Thấy hồ này cũng không nhỏ, hình như đã từng được con người cải tạo lại. Tuy nhiên, dấu vết không rõ ràng. Vương Gia Cốc có dòng suối nhỏ chảy qua, còn đầm nước này vốn rất nhỏ sau khi cải tạo đã trở thành đầm nước lớn cả trăm mét. Hoa sen trong đầm chưa nở, tuy nhiên, lá sen rất nhiều, một màu xanh mượt, trông khá đẹp. Nơi này, đương nhiên là dành cho người Vương Gia Cốc dạo chơi mỗi khi nhàn rỗi rồi. Chào Lão Vương! Cung Khai Hà cung kính cong người chào hỏi. Ngồi đi, đồng chí Khai Hà! Lão Vương chỉ vào chiếc ghế trúc đã được chuẩn bị sẵn bên trái, nói. Đầm này nhiều cá chép lắm, đúng lúc, anh cùng câu cá với tôi nhé. Câu cá, cũng được, tôi phải học Lão Vương vài kinh nghiệm mới được. Cung Khai Hà ngoài miệng nói, trong lòng thì buồn bực, Lão Vương gọi mình đến đây chỉ để câu cá thôi sao, không thể thế được. Dù trong lòng gấp gáp muốn về, nhưng Cung Khai Hà ngoài mặt vẫn cười, nhẹ nhàng ngồi xuống, thành thục cầm lấy cần, móc mồi câu. Quăng cần xuống. Tuy nói những cán bộ cấp cao như Cung Khai Hà công việc rất bận rộn, nhưng, đôi lúc họ cũng cần phải nghỉ ngơi. Câu cá chính là một năng lực cần có, vì, cán bộ nước Cộng Hòa đều thích đàm luận vào lúc câu cá. Ngay cả khi có việc gì không hài lòng với cấp dưới, đến lúc đó gọi anh đến phạt anh đứng cạnh xem câu cá cũng là một loại thủ đoạn cảnh cáo anh. Cho nên, nội hàm của việc câu cá đương nhiên phong phú. Hơn nữa, đối với cán bộ mà nói, cũng là một cách để nung đúc tình cảm sâu đậm. Lão Vương đúng là kiên trì, ước chừng đã một tiếng đồng hồ trôi qua. Lão Vương vẫn chuyên tâm câu cá. Tuy nhiên, kỳ lạ là hình như hôm nay vận khí không tốt. Cung Khai Hà, Vương Thành Trạch, và Lão Vương đều không câu được con cá nào. Chương 2152, Cung Khai Hà chấn kinh. Hình như Lão Vương đột nhiên nổi giận, đập chén trà xuống, nói với con trai Vương Thành Trạch. Cá ở đây sao vậy? Câu cả nửa ngày chả được con nào. Con nói trong đầm này nhiều cá chép lắm mà, xem ra, trưa nay không có canh cá chép mà ăn rồi. Chắc hẳn chúng nấp hết dưới lá sen rồi, cần câu của chúng ta dây ngắn quá, không quăng được vào trong đó. Cha, nếu cha muốn ăn canh cá chép để con đi chuẩn bị canh cá chép cho cha. Vương Thành Trạch rất cung kính nói. Đương nhiên là muốn ăn, kiếm con nào lớn lớn ấy, đúng là đáng ghét. Cái cần câu này đúng là vô tích sự. Lão Vương tức giận, khoát tay. Tuy nhiên, đồng chí Cung Khai Hà không hé răng gì, ông biết, chắc hẳn mục đích Lão Vương gọi mình đến đây đang dần lộ diện. Cung Khai Hà đảo mắt, tò mò nhìn Thiếu Thập Lục muội đang khéo léo rót trà cho Lão Vương. Vâng. Vương Thành Trạch gật đầu đứng dậy, chậm rãi tiến vào trong đầm. Cứ như vậy, rất bình tĩnh, bước trên mặt nước mà cứ như đi trên đường vậy. Cứ bước trên làn nước hơi gợn sóng tiến vào giữa đầm. Trên bờ, con cháu Vương gia sớm đã nghẹn họng nhìn chân chối, cả đám đều há hốc miệng nhìn về phía đầm nước khó hiểu. Thiếu Thập Lục muội tay cầm chén trà, mắt nhìn chằm chằm Vương Thành Trạch đi trên mặt đầm, không hề có động tác nào. Cứ như một bức tượng sáp. Khuôn mặt Cung Khai Hà luôn bình tĩnh lúc này khóe miệng hơi co giật. Ánh mắt lóe lên một tia kinh hãi rồi biến mất, chỉ còn lưu lại hào quang sáng quắc. Giống như ánh mắt của một gã bảnh bao gặp được mỹ nữ vậy. Nên biết, lần trước đồng chí Cung Khai Hà đến Vương Gia Cốc nhờ cứu Lão Vương trong trận tử vong mê cung. Lúc đó Vương Thành Trạch tiếp ông ta, mà lúc đó Vương Thành Trạch rất sợ lạnh, hai chân cứ để trong lồng sưởi ấm. Lúc ấy Vương Gia phái em trai của Vương Thành Trạch, Vương An Đông một cao thủ bát đẳng đỉnh. Theo cách nói của Vương Gia thì cũng chẳng phải là cao thủ gì. Lúc ấy đồng chí Cung Khai Hà vô cùng thất vọng. Nhưng cũng tin, vì sao?
nếu vương gia còn có cao thủ không thể không phái đi cứu lão vương được. Trong thời điểm mấu chốt vương gia không thể nào ngồi yên. Không thể ngờ là đồng chí lúc đó nhìn có vẻ yếu ớt lại là đại cao thủ ẩn núp. Kiểu đạp trên nước mà đi thế này không phải là cao thủ cấp cao sao. Đồng chí Cung Khai Hà lập tức nghĩ đến một trong lục tôn của Trung Quốc tọa địa lão hổ Phí Thanh Sơn. Chắc hẳn, vị này cùng cấp bậc với đồng chí Vương Thành Trạch. Chẳng qua, tọa địa lão hổ Phí Thanh Sơn trong giới quốc thuật vang danh như sấm bên tai. Còn Vương Thành Trạch, chắc hẳn chỉ có mình người của Vương Gia Cốc là biết được ông ta. Hơn nữa, từ vẻ mặt kinh hãi của người trong Vương Gia Cốc, chắc hẳn, từ trước đến nay Vương Thành Trạch chưa bao giờ thể hiện bản lĩnh của mình. Bản lĩnh của Vương Thành Trạch cao hơn lão Vương rất nhiều. Loại người này chính là giả heo ăn thịt hổ đây mà. Trong nháy mắt, Cung Khai Hà đã hiểu rõ. Chắc hẳn, lão Vương bảo con mình thể hiện võ công, là muốn cảnh cáo mình và một số đồng chí đã có hành động người đi trà cũng lạnh. Là đang cảnh cáo bọn họ, Vương Gia Cốc không phải là nơi các người có thể coi thường, nếu dám coi thường Vương Gia Cốc nhất định sẽ thua thê thảm. Vì, cùng với lão Vương bị phế, địa vị của Vương Gia Cốc đối với tầng lãnh đạo trung tâm quốc gia và tầng lãnh đạo tổ đặc nhiệm A đương nhiên cũng giảm xuống. Cái này, là chuyện thường tình, anh không có năng lực thì dựa vào cái gì mà muốn người ta tôn trọng anh. Ánh mắt người ta ai nấy cũng sáng như tuyết, người ta không thể nào đi tôn trọng một người năng lực kém hơn mình. Cung Khai Hà trong lòng xấu hổ, tự nhủ may mà mình tương đối cẩn thận. Vừa nãy nếu làm ra vẻ cao giá kiếm cớ không đến chắc hẳn sẽ mất đi vị thần hộ mệnh bí mật vương gia này. Đối với tổ đặc nhiệm A mà nói là một tổn thất không thể đo lường được. Sự kiện lần này, cũng chính là tiếng chuông cảnh báo đồng chí Cung Khai Hà. Bất cứ lúc nào cũng không thể tự cao tự đại, đối nhân xử thế phải khiêm tốn, phải tôn trọng người khác, phải làm quan khiêm tốn, bằng không sẽ phải trả giá nghiêm trọng và thê thảm. Vương Thành Trạch đến giữa đám lá sen đột nhiên vỗ vài mặt nước. Bạch một tiếng, nước văng cao lên 1 mét, một con cá chép màu đỏ nặng 5 kg đang giãy giụa trên không trung. Vương Thành Trạch lại vẫy tay một cái, con cá kia bèn nghe lời bay vào bàn tay ông ta. Vẻ mặt của Vương Thành Trạch vẫn vô cùng bình tĩnh. Ông ta bình tĩnh trở về bờ, đưa con cá cho một thanh niên sau đó ngồi xuống ghế trúc như chưa có chuyện gì xảy ra. Cung Khai Hà hiện tại chỉ còn cảm thấy kinh hãi. Chiêu thức dùng tay không bắt cá ấy quá thành thạo. Ngay cả sắc mặt của Vương An Đông chú của Vương Nhân Bàng cũng có chút quái dị. Kỳ thực, Vương gia lớn như vậy, bên trong cũng có một chút hút mắc. Chẳng hạn, Vương gia cốc do ai cầm lái, lúc trước mọi người thấy Vương Thành Trạch bộ dạng như người bệnh, nếu định ông ta làm người cầm lái, nhiều anh em trong Vương gia sẽ không phục. Tuy nhiên, giờ phút này, chắc hẳn trong lòng mọi người đã không còn hai chữ không phục nữa. Lão Vương một mũi tên trúng hai con chim. Vừa khiến cho đồng chí Cung Khai Hà hiểu rõ thần uy của Vương Gia Cốc không gì có thể thay thế. Cũng vừa để cho mấy đứa con của mình hiểu rõ, cao thủ chân chính là người cao thâm không lộ mặt. Ha ha, trưa nay có món cá để ăn rồi. Lão Vương thản nhiên cười cười, vung tay lên nói. Cung tướng quân, anh đem cuộn băng này về xem, tốt nhất là đừng quên. Tôi biết anh bận rộn, anh về trước đi. Con cá chép này. Anh đem về cách thủy, cá chép nuôi trong đầm nhà tôi, cũng được coi là món ngon đấy, anh cứ yên tâm đem về nếm thử. Cung Khai Hà vội vàng ra khỏi Vương Gia Cốc, cũng chẳng kịp ăn trưa. Chạy thẳng về tổng bộ tổ đặc nhiệm A, vừa về đến văn phòng đã mở băng ghi hình. Không lâu sau, bên trong vang lên tiếng đập bàn thình thịch, còn có cả tiếng gầm giận dữ. Mày là cái thứ hỗn láo. Không lâu sau, Lý Khiếu Phong cũng tới rồi, xem băng ghi hình xong. Phản ứng rất kịch liệt, Cung Khai Hà hét to. Nhẹ tay một chút lão Lý, đừng có đập gãy bàn tôi. Không nhẹ được, tôi phải xả cơn giận, bằng không, tôi lo tay mình sẽ bị con rùa Cố Hoài Hưng này làm chết khô mất. Lý Khiếu Phong nói. Lão Lý, ông nói thử xem, Vương Thành Trạch đã đạt đến trình tự nào. Cung Khai Hà đứng lên rót cho Lý Khiếu Phong chén trà, nói. Theo như những gì anh kể, chắc hẳn cũng ngang ngửa Phí Thanh Sơn. Vì, việc đi trên nước, nghe Diệp Phàm nói Phí Thanh Sơn cũng đã từng làm. Diệp Phàm cao thủ cửu đẳng tầng 2 này cũng có thể đi trên nước, nhưng nước sẽ ướt đến mắt cá chân. Còn Phí Thanh Sơn chân cũng sẽ ướt, nhưng chỉ hơi ướt khoảng 3 cm. Tôi nghĩ, chân của Vương Thành Trạch không thể hoàn toàn không ướt, anh có nhìn cẩn thận không?
Nếu Vương Thành trạch chân mà không ướt, Phí Thanh Sơn nói là, đó chính là phong phạm của siêu cao thủ thập đẳng. Lý Khiếu Phong uống ngụm trà, nói. Giày có ướt, khoảng 3 cm gì đó. Chắc hẳn cũng ngang ngửa Phí Thanh Sơn, cửu đẳng đỉnh, bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá đến cảnh giới cao thủ thập đẳng. Cung Khai Hà nói. Ha ha, tái ông mất ngựa biết vui hay buồn, Vương Nhân Bàng bị một chút đòn hiểm, nhưng lại tìm cho chúng ta một siêu cao thủ. Tôi thấy, Ngọc Bài Lão Vương trả lại trở về với Vương Gia Cốc rồi. Lý Khiếu Phong mỉm cười, vẻ mặt thoải mái. Ngọc Bài chứng minh thân phận của tổ đặc nhiệm A được chia làm 5 loại ngọc, vàng, bạc, đồng, thiết. Nghe nói Vương Bài Ngọc có 3 mảnh, một mảnh trong tay thủ trưởng số 1, một mảnh khác trong tay Cung Khai Hà. Trước kia một mảnh trong tay Lão Vương. Tuy nhiên, vì Lão Vương đã bị phế, nên mảnh ngọc này được Lão Vương trả về cho tổ đặc nhiệm A. Vốn Cung Khai Hà luôn suy xét không biết nên đề nghị chủ tịch đưa tấm ngọc bài này cho Diệp Phàm không. Tuy nhiên, cuối cùng vẫn chưa hạ quyết tâm. Dù sao, đây cũng không chỉ là mảnh ngọc bài chứng minh thân phận, mà nó còn tượng trưng cho quyền lực. Nó có quyền lực tuyệt đối ở tổ đặc nhiệm A. Thậm chí, nó có quyền trực tiếp hạ lệnh bắn chết một tổ trưởng tổ đặc nhiệm A trước rồi bổ sung giấy tờ giải thích sau. Quyền lực này quá lớn, lớn đến nỗi làm người ta kinh sợ. Đương nhiên, quyền lực song hành với nghĩa vụ, ngọc bài chứng minh thân phận này cũng giống như thượng phương bảo kiếm thời hiện đại. Hơn nữa, đây không những chứng minh thân phận, mà còn tượng trưng cho cấp bậc chức vụ trong tổ đặc nhiệm A. Còn một điều nữa, nó cũng chính là một tấm chi phiếu thông dụng trên toàn cầu. Chỉ sợ người ta không chịu nhận thôi, hiện giờ xảy ra việc này, đúng là hao tâm tổn trí mà. Cung Khai Hà day chán, thở dài. Nghe Tiếu Thập Lục muội nói băng này do Diệp Phàm đưa cho cô ấy. Lý Khiếu Phong đột nhiên cười quỷ dị, hỏi. Ừ, người này, không ngờ còn dám giở trò với tôi, thật là đáng đánh mông mà. Cung Khai Hà đột nhiên hừ một tiếng. Ừ, Lý Khiếu Phong cũng là gật gật đầu, nói. Xem ra, đồng chí Tiểu Cung Anh sớm nghĩ sẵn trong đầu rồi. Diệp Phàm vẫn còn non quá, nghĩ là bố trí cao minh, nhưng, vẫn rơi vào trong tay anh. Con mồi có giảo hoạt cũng chẳng thoát khỏi bàn tay của thợ săn giỏi. Cũng chưa chắc, chuyện của Vương Nhân Bàng chắc hẳn là nó muốn mượn tay chúng ta vì mục đích khác. Cung Khai Hà lắc đầu nói. Kỳ thực có thể hiểu được, anh nghĩ, Tạ Thắng Cường là ai? Hơn nữa, lần này bị thương là con của Tạ Thắng Cường. Nghe nói, ngay cả con trai của Tiếu Thiết Phong, Tiếu Hàn Sung cũng bị thương. Vương Nhân Bàng này đúng là đồ ba gai, còn hơn cả Diệp Phàm nữa. Tức giận thì tức giận, nhưng sao chọc giận nhiều đối thủ mạnh đến vậy? Đối diện với những tai to mặt lớn trong nội các chính phủ và quân đội, Diệp Phàm chắc hẳn cũng có chút bất đắc dĩ, nên mới nghĩ tới Vương gia. Lý Khiếu Phong cười nói. Lão Lý, lần này không giống vậy. Cung Khai Hà nói. Chương 2153, tìm Phí Nhất Hoàn. Không giống, là sao? Lý Khiếu Phong bộ dạng có chút hoài nghi nhìn Cung Khai Hà. Lần này chắc chắn không giống vậy, Diệp Phàm có quyền trực tiếp hạ lệnh thả Vương Nhân Bàng. Cung Khai Hà nói. Sao có thể, dù nó có là chủ nhiệm phòng đốc tra, còn kiêm phó chủ nhiệm bên kia, nhưng phân lượng quá nhẹ trong mắt Tạ Thắng Cường. Trừ phi mượn tay người khác, bằng không, sao nó có thể dàn xếp được Tạ Thắng Cường. Chẳng hạn như đồng chí Tiếu Thiết Phong dù nói không ra tay, ngay cả con trai bị thương cũng không báo cảnh sát. Nhưng, Tiếu không ra tay. Không có nghĩa Tạ không ra tay. Khi cảnh sát điều tra không phải cũng hỏi Tiếu Hàn Sung. Vậy không phải là cũng có dính líu vào sao? Lão Lý nói. Tôi cũng trong lúc vô ý nghe chủ nhiệm Đường nói, lần này đồng chí Thiên Thông có việc gấp xin nghỉ. Cho nên, vấn đề bảo vệ khách Châu Phi lần này do Diệp Phàm toàn quyền phụ trách. Hơn nữa, chủ nhiệm Diền còn yêu cầu bên chúng ta phái vài đội viên hỗ trợ công tác cho Diệp Phàm. Tuy nhiên, Lão Lý anh cũng biết. Bên chúng ta còn có gì chứ? Người ta nói một củ cải một cái hố, chúng ta bên này sắp một củ cải phải chám 5, 6 cái hố rồi. Nhân tài khó kiếm lắm. Cung Khai Hà nhíu mày nói. Hiện trạng của tổ đặc nhiệm A, thực sự làm ông ta lo lắng. Cho nên, anh định lôi kéo người đúng không? Lý Khiếu Phong nói. Không lôi kéo có thể sao, nhưng, lúc đó tôi có đề nghị với nó là đồng chí Vương Nhân Bàng cũng không tệ. Hơn nữa. Quan hệ của cậu ta với Diệp Phàm cũng tốt, hai người phối hợp tương đối ăn ý.
Trong trận tử vong mê cung, hai người đã liên kết hẹ được không ít đối thủ. Cửu đẳng cũng bị họ giết vài người. Người khác phương nhân bàng có thể không nể mặt, nhưng Diệp Phàm thì chắc chắn cậu ta sẽ gật đầu. Cung Khai Hà nói, trên mặt lộ nụ cười quỷ dị. Anh đúng là giảo hoạt, phương nhân bàng không muốn gia nhập quân đội, anh bèn ra tay từ Diệp Phàm. Chắc chắn mục đích của anh không dừng lại ở đó. Lý Khiếu Phong gõ gõ ngón tay, cười nói. Ha ha, phương nhân bàng là một hạt giống tốt, nếu cậu ta đồng ý vào quân đội, vậy thì quá tốt. Còn trẻ vậy mà đã là cao thủ bát đẳng tầng 2, nhân tài khó kiếm. Lão Lý, tôi chẳng có chút ý đồ riêng đâu. Bằng không, đồng chí Diệp Phàm đã mắng tôi đánh anh em của nó rồi. Lần trước không phải vì chuyện này mà đã gây sức ép với Lỗ Tiến sao? Hai, đồng chí Lỗ Tiến. Cung Khai Hà lại thở dài. Lỗ Tiến không xuống thì sao anh lên chức được, kể ra cơ hội này cũng do Diệp Phàm tạo ra. Anh phải cảm ơn nó mới đúng. Lý Khiếu Phong chẳng có cảm tình với Lỗ Tiến nên nói thẳng. Đừng nói vậy, nếu truyền đến tai đồng chí Lỗ Tiến người ta sẽ bực mình lắm. Cung Khai Hà nói. Buồn thì cứ để hắn buồn, lòng tư lợi nặng quá. Quá ham mê quyền lực nên mới có kết quả như vậy. Diệp Phàm có đụng chạm gì đến hắn, vậy mà áp chế người ta không còn đường phản kích. Lẽ nào có thể để cho Lỗ Tiến tùy tiện bắt chẹt à? Đổi lại là người khác còn được, nhưng Diệp Phàm là ai chứ? Người ta có năng lực, hơn nữa, còn có thêm một đoàn những anh em trẻ tuổi có năng lực bên cạnh. Không cần nói ai khác, ngay Lý Khiếu Phong tôi còn phải hâm mộ nó. Cái này, tôi đã suy nghĩ từ lâu rồi. Đây không phải là do Diệp Phàm may mắn, mà do sức hấp dẫn của nó khiến cho mọi người thích ở cạnh nó. Chẳng cần nói ai xa, bản thân lão già tôi sắp xuống mồ mà còn thích nó đây này. Lý Khiếu Phong nói, Lão Lý, việc của Vương Nhân Bàng, có phải ông nên đi một chuyến không? Cung Khai Hà đổi đề tài. Tôi biết anh kêu tôi đến đây chả có gì tốt mà, số tôi là cái chân chạy việc. Lý Khiếu Phong tức giận hừ nói. Không có cách nào khác, ông cũng biết, tổ đặc nhiệm A chúng ta không thể dính vào việc địa phương. Cung Khai Hà nói. Anh sợ đắc tội với người ta, lão già tôi không sợ, dù sao cũng về hưu rồi. Lý Khiếu Phong châm chọc Cung Khai Hà. Đương nhiên cũng có một chút, dù sao cũng là hai người Tạ Thắng Cường và Tiếu Thiết Đỉnh. Tình hình của chúng ta anh còn không rõ hay sao? Tạ Thắng Cường không biết rõ về tổ đặc nhiệm A, nhưng Tiếu Thiết Đỉnh chắc chắn có biết một chút. Chúng ta với quân đội đôi khi có chút hút mắc nhỏ. Cái này, địa vị đặc biệt của chúng ta chắc chắn khó tránh khỏi. Ông xem, tổ đặc nhiệm A chúng ta ở nước Cộng Hòa này rốt cuộc đóng vai trò gì? Nếu bàn về sở hữu thực sự thì ngay bản thân tôi cũng chả hiểu. Ông nói chúng ta có thuộc hệ thống quân đội không? Hình như không phải là hoàn toàn. Chính ủy ban quân giới cũng không quản được chúng ta. Ông muốn nói chúng ta không thuộc hệ thống quân đội à? Chức danh, cấp bậc cùng với hệ thống quản lý của chúng ta đều thiết lập theo yêu cầu quân đội, hơn nữa còn nghiêm khắc hơn. Nếu nói chúng ta thuộc hệ thống chính phủ, cũng không đúng. Đảo qua đảo lại, chúng ta là một hệ thống độc lập. Quân đội cũng chiếm một chút, địa phương cũng chiếm một chút. Hễ là an toàn quốc gia đại sự chúng ta đều quản được. Kết quả là thế nào, mất lòng nhiều phía. Nhóm tai to mặt lớn bên quân đội phê bình chúng ta, đầu sỏ bên chính phủ cũng phê bình chúng ta. Chúng ta thành cái gì chứ, toàn bị ức hiếp. Lão Lý à, muốn sinh tồn cũng khổ lắm. Cung Khai Hà kể khổ. Ha ha ha, như vậy không phải rất tốt sao? Chả có ai quản được chúng ta. Nhưng ai cũng có thể quản chúng ta. Còn chúng ta à, cũng có thể nhúng tay vào chuyện của họ. Anh thử nói xem, theo kỷ luật của tổ đặc nhiệm A chúng ta không thể nhúng tay vào việc của bên chính phủ. Nhưng, có một số việc không phải có dính đến chính phủ, không phải chúng ta vẫn có thể nhúng tay sao? Được rồi, không nói nữa, đồng chí Khai Hà, anh nói đi. Chuyện Vương Nhân Bàng xử lý ra sao? Anh muốn chỉ huy gậy đi hướng nào? Cái chân chạy việc này đi theo là được. Lý Khiếu Phong nói. Việc này, ban đầu Vương Nhân Bàng đánh người là không đúng. Tuy nhiên, sau đó lại bị người của Cục Công an đối xử không công bằng. Đổi lại là người dân bình thường coi như xui xẻo rồi. Nhưng, Vương Nhân Bàng thân phận khác. Hôm nay, Lão Vương bảo Vương Thành Trạch lộ võ lực, đây là đang cảnh báo tổ đặc nhiệm A chúng ta. Nếu chúng ta mặc kệ, bọn họ mà tự động thủ sở sẽ gây ra phiền phức lớn.
Cung Khai Hà buồn bực nói. Vương gia ngoại trừ tổ đặc nhiệm A chúng ta thì chỉ là một gia đình bình thường. Chúng ta không ra tay họ có cách gì yêu cầu cục công an thả người chứ? Cố Hoài Hưng kia cũng đúng thật là. Lý Khiếu Phong thân mình chấn động, hai mắt đăm đăm, ngây dại. Sao vậy lão Lý, có phải có chỗ nào không thoải mái không? Cung Khai Hà ân cần hỏi han. Đối với lão Lý các đồng chí trong tổ đặc nhiệm A ai nấy đều tôn trọng. Người ta đã về hưu mà lúc nào cũng phải bận rộn vì chuyện của tổ đặc nhiệm A xảy ra chuyện gì ông cũng ra tay, vì ông về hưu rồi nên cũng danh chính ngôn thuận hơn. Thằng nhóc, cuối cùng tôi cũng hiểu rồi. Lý Khiếu Phong đột nhiên đập bàn, Cung Khai Hà nghiến răng nói. Lão Lý, ông nhẹ tay một chút không được à? Cái bàn này, xem ra, lại phải thay rồi. Ha ha, ngại quá, đột nhiên nghĩ ra một việc, nên hơi kích động. Lý Khiếu Phong nói, có chuyện gì mà vui vậy, có thể tiết lộ được không? Cung Khai Hà không còn đau lòng vì cái bàn của mình nữa, hứng chí nói. Cuối cùng tôi cũng hiểu vì sao Diệp Phàm phải mượn tay anh với tôi, mục tiêu của nó chính là Cố Hoài Hưng. Lý Lão cười nói, Cố Hoài Hưng chọc nó, không thể nào, chẳng phải chỉ là một cục phó cục công an thành phố sao? Nếu nói về cấp bậc chỉ là cấp phó giám đốc sở, còn chẳng bằng Diệp Phàm. Diệp Phàm muốn chỉnh hắn không phải chỉ cần một tay sao? Cung Khai Hà có chút không hiểu. Anh không hiểu là bình thường, trước kia khi Tiểu Trấn còn tại chức. 2. Lý Khiếu Phong nhớ đến thủ lĩnh Trấn Đông Hải đã quy thiên của tổ đặc nhiệm A, trong lòng lập tức chua xót. Đôi mắt hơi đỏ, vì, tình cảm hai người khá tốt đẹp. Lão Lý, người đã đi rồi. Được rồi, không nói nữa. Việc này, vẫn phải phiền lão Lý đi tìm bí thư Phí một chuyến thôi. Cung Khai Hà nói. Được rồi. Lý Khiếu Phong gật gật đầu, nói. Tiểu Cung, anh nói, Vương Thành Trạch có chịu nhận tấm bạch ngọc không? Trước kia chắc hẳn đã không, bằng không, ông ta sớm đã sớm thể hiện vũ lực rồi. Nhưng, lần này, chắc là bị kích thích. Con trai bị đánh như vậy, hơn nữa, còn bị cán bộ chính phủ sai khiến đánh đập, làm Vương Thành Trạch thấy được hiện trạng. Nếu như ông ta không chen thân vào tổ đặc nhiệm A chúng ta, sau này xảy ra việc như vậy, nếu lão Vương thăng tiên thì Vương gia còn uy lực gì nữa? Chẳng lẽ lại tự tay đánh cho Cố Hoài Hưng tàn phế, rồi đánh nhà họ Tạ sao? Tôi cảm thấy, lão Vương cũng nhìn thấy được điểm này. Người đi trà lạnh, lão Vương còn chúng ta còn để ý hương khói. Nếu lão Vương mất, lãnh đạo tổ đặc nhiệm A đổi người, hậu bối của Vương gia chắc hẳn đến lúc đó có đến đây chúng ta cũng không biết. Cho nên, tôi cảm thấy tám phần là Vương Thành Trạch có ý này rồi. Cái này, cũng là ý của lão Vương, cho nên... Chuyện Vương Nhân Bàng phải làm sao cho đẹp một chút. Cố Hoài Hưng có thể cấu thành tội tra tấn bức cung, cố ý gây thương tích nghiêm trọng cho người bị tình nghi. Đây là điển hình của tội lợi dụng chức quyền. Phải bắt hắn, để bên kiểm sát ra tay sao cho thích hợp. Muốn lấy lòng Vương ra thì phải ra tay thật nặng. Những người có liên can đều bắt hết. Hơn nữa, còn phải chỉnh nhà họ Tạ một chút. Họ cũng quá đáng quá. Cung Khai Hà nói. Chỉ bằng trực tiếp tìm chủ tịch. Lão Lý nói, không ổn, chủ tịch buổi chiều còn phải gặp khách nữa. Bận rộn lắm, chút chuyện nhỏ đừng làm phiền ông ấy. Còn chuyện Vương Thành Trạch của Vương gia, đợi qua đợt bận rộn này chúng ta lập tức đề nghị. Hơn nữa, trao quyền miếng ngọc của tổ đặc nhiệm A phải thông qua thảo luận của các đầu sỏ cửu thường mới được. Cho nên, chúng ta không sợ họ biết chuyện của lão Vương. Chúng ta không thể kéo dài, sợ Vương gia tức giận sẽ rắc rối. Để bọn họ tự động thủ giải quyết vấn đề sẽ trở nên lớn hơn. Đến lúc đó, ông nói, chúng ta có còn nắm giữ được Vương gia nữa không? Nắm không được mà lại không thể không nắm, vấn đề sẽ nghiêm trọng đúng không? Hơn nữa, muốn mời Vương Thành Trạch gia nhập tổ đặc nhiệm A chắc hẳn sẽ chẳng còn đất diễn nữa. Cho nên, chuyện của Vương Nhân Bàng phải giải quyết thật nhanh chóng. Ông nói rõ với bí thư Phí, tốt nhất là lập tức động thủ. Tin chắc bí thư Phí sẽ hiểu được tình hình đặc biệt của tổ đặc nhiệm A chúng ta. Cung Khai Hà nói. Lý Khiếu Phong gật đầu, cầm tài liệu có liên quan nhanh chóng bước đi. 2 giờ chiều, sân bay vô cùng náo nhiệt, các em học sinh đáng yêu cầm vòng hoa. Đám Diệp Phàm ai nấy cũng dương đôi mắt sói chăm chú nhìn mọi việc, Diệp Phàm đứng sau chủ tịch Đường, nếu như xảy ra chuyện gì khác thường, Diệp Phàm phải dùng thân mình che chắn. Tuy nhiên, Diệp Phàm cũng tin.
hẳn là sẽ không có chuyện gì. Vì, đôi mắt ưng không hề phát hiện điều gì dị thường. Lão Lý nhẹ nhàng tiến vào cửa sau đến văn phòng của Bí thư Ủy ban Kỷ luật Trung ương Phí Nhất Hoàn, một trong những đầu sỏ cửu thường của nước Cộng Hòa. Chương 2154, dung cây dọa khỉ. Lão Lý à, ngồi, ngồi đi. Phí Nhất Hoàn tương đối khách khí nói đón tiếp Lý Khiếu Phong. Vì, chuyện của tổ đặc nhiệm A mỗi vị đầu sỏ cửu thường đều biết rõ. Hơn nữa, những việc liên quan đến an toàn quốc gia khi họp cửu thường đều có báo cáo. Lý Khiếu Phong cũng không khách khí ngồi xuống, trực tiếp đưa túi văn kiện lên. Không cần, lão Lý, ông nói tôi nghe là được rồi. Phí Nhất Hoàn khoát tay, Lý Khiếu Phong đột nhiên bước vào đã làm ông ta nghi hoặc. Phí Nhất Hoàn đoán chắc là đã có chuyện gì lớn xảy ra, hơn nữa, còn liên quan đến một số quan lớn. Lý Khiếu Phong kể lại mọi việc. Phí Nhất Hoàn trầm mặc một lát, lấy điện thoại gọi. Kêu Lý Long tới ngay. Lão Lý biết nhiệm vụ của mình đã hoàn thành, bèn cáo từ. Vì, con trai của mình Lý Long vốn làm ở phòng giám sát 5 Ủy ban Kỷ luật Trung ương, nhưng hiện nay đã được điều chỉnh đến phòng giám sát 3. Phòng giám sát 3 giám sát phương diện tổ chức, giáo dục, khoa học, văn hóa. Chẳng hạn như Bộ Giáo dục, Bộ Khoa học Kỹ thuật, Bộ Văn hóa, Bộ Công an, Bộ An ninh Quốc gia. Đều thuộc phạm vi giám sát của phòng giám sát 3. 4. Những cán bộ cấp phó giám đốc sở như Cố Hoài Hưng không đến phiên phòng giám sát 3 của Lý Long ra tay. Bọn họ chỉ giám sát cán bộ cấp thứ trưởng trở lên. Còn muốn bắt Cố Hoài Hưng chỉ cần phòng giám sát kỷ luật thành phố Bắc Kinh ra tay là được rồi. Đương nhiên, dù là Ủy ban Kỷ luật Trung ương phá án cũng có một trình tự hoàn chỉnh, phải xác nhận manh mối vụ án, xác minh bước đầu, phê duyệt lập án, điều tra chứng cứ, thẩm tra xử lý vụ án, chấp hành xử phạt, người bị điều tra trình bày chi tiết. Trình tự giám sát vụ án và trình tự phá án. Đương nhiên, những trình tự kể trên khi Ủy ban Kỷ luật Trung ương điều tra những vụ tham nhũng hoặc trong tình hình khẩn cấp cũng có thể bỏ bớt vài bước đầu, trực tiếp lập án, thành lập tổ điều tra chuyên án. Dưới tình huống đặc biệt cũng sẽ điều tra trước, lập án sau. Còn đối với đám người Cố Hoài Hưng lần này thì bắt giam trước, lập án điều tra sau. Kỳ thực, phương diện điều tra đã do Diệp Phàm cung cấp gần như đầy đủ chứng cứ. Chắc hẳn chỉ cần kiểm tra lại các chứng cứ này một chút là được. Hơn nữa, những chuyện như thế này chỉ cần hội ý một chút là được, lần này phải để phó chủ nhiệm phòng giám sát 3 Lý Long ra đây đã thể hiện sự dứt khoát của Phí Nhất Độ. Hơn nữa, để Lý Long ra tay cũng chính là một đòn cảnh cáo Tạ Thắng Cường, người đã sai khiến Cố Hoài Hưng. Có một số việc không tiện nói rõ, tin là chỉ cần Lý Long ra tay. Loại tai to mặt lớn như Tạ Thắng Cường sẽ nghĩ ra được điều gì đó. Đây là ngầm chỉnh đốn, thủ đoạn của tầng trên tuyệt đối sẽ không trực tiếp chỉ thẳng vào anh. Đương nhiên, thứ hai cũng là muốn ngăn ngừa Tạ Thắng Cường lại tìm Vương Nhân Bàng gây phiền phức. Tin rằng chỉ cần làm như vậy Tạ gia sẽ biết sợ. 3 giờ chiều, Diệp Phàm cuối cùng đã thở ra một hơi, đặt mông ngồi xuống phòng nghỉ. Vì khách đã đến Quốc Tân quán câu cá, đây là nơi tuyệt đối an toàn. Ngẫm nghĩ một chút lấy điện thoại ra gọi cho Tiếu Thập Lục muội. Đã gặp được Nhân Bàng chưa? Cảm ơn anh Diệp, anh ấy giờ ở bệnh viện. Lúc nãy Trương Cường đến đây, nói là nhận được chỉ thị của thượng cấp đưa Nhân Bàng chuyển đến bệnh viện quân y. Tiếu Thập Lục muội nói thêm. Bọn họ quá đáng, Nhân Bàng lại không trả đòn, bị họ đánh thảm lắm. Toàn thân bị bầm tím, may là có ông Vương, không thì phiền phức. Mà, mẹ của Nhân Bàng khóc dữ lắm, mấy thanh niên người nhà của Nhân Bàng suýt chút nữa là phá nát đại sảnh bệnh viện rồi. Yên tâm, chắc chắn Cố Hoài Hưng sẽ gặp báo ứng. Diệp Phàm lạnh lùng hừ nói. Dạ, Cố Hoài Hưng và mấy người đánh Nhân Bàng đều bị cán bộ của Ủy ban Kỷ luật Trung ương tới bắt đi rồi. Tiếu Thập Lục muội vui vẻ nói. Cho đáng, sau khi tan ca anh sẽ tới thăm mọi người. Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng cúp điện thoại. Vương Nhân Bàng này đúng là người biết hưởng thụ. Khi Diệp Phàm đến bệnh viện quân y thì thấy người này đang được Tiếu Thập Lục muội múc từng muỗng canh. Anh à, anh có phúc thật đấy. Diệp Phàm đẩy cửa ra, cười nói. Diễm Phúc, đây là đau phúc, cậu thấy tôi xui xẻo không, bị đám kia nó đánh ra thế này, hai, xui xẻo. Vương Nhân Bàng thở dài. Khổ nhục kế ai không biết chứ. Diệp Phàm tức giận hừ một tiếng. Quát, khổ nhục kế, Diệp Phàm, cậu tới đây mà xem này. Vương Nhân Bàng mặt sửng sốt,
thiếu chút nữa kêu lên. Anh nói đi, anh không dùng khổ nhục kế à, em hỏi anh, thân thủ anh thế nào? 7-8 cảnh sát hình sự cục công an thành phố có thể làm khó anh sao? Tự mình gây chuyện còn muốn bọn em phải lo lắng à? Thập Lục, không cần để ý đến anh ấy. Em về đi. Diệp Phàm hừ nói. Em đang chuẩn bị đi đây, lớn tướng rồi mà còn thích bị ngược đãi. Tiếu Thập Lục muội đặt muỗng xuống nói. Em đi thật à? Vương Nhân Bàng vẻ mặt cay đắng, thằng nhãi này rõ ràng là đang khổ vì tình rồi. Cô ấy không phải vợ anh, không đi ở đây làm gì. Diệp Phàm tức giận hừ nói. Dĩ nhiên đang ép Vương Nhân Bàng thừa nhận Tiếu Thập Lục muội là người yêu. Ha ha ha. Vương Nhân Bàng cười khan vài tiếng, đột nhiên thở dài, nói. Không thừa nhận mà được sao? Người ta đánh đến tận nhà rồi. Ngay cả mẹ tôi cũng bị mua chuộc rồi. Khổ lắm, đồng chí Diệp Phàm à. Sau này, những ngày tháng tự do của tôi chấm dứt rồi. Mua chuộc, cô gái tốt như tiên nữ này mà cần phải mua chuộc sao? Tiểu Bàng à, còn đúng là. Sống trong phúc mà không biết phúc. Mấy ngày nay ở bệnh viện. May là có Thập Lục nó chăm cho con. Đợi khi nào con khỏe mời Thập Lục về nhà mình chơi nhé. Không ngờ lúc này mẹ của Vương Nhân Bàng Hồ Mai Cúc bước vào, vừa tiến vào vừa quở trách. Cô, để con về nhà đã, trong nhà con có việc tìm con. Tiếu Thập Lục muội nói. Thấy chưa, người ta không thèm ở với anh nữa. Anh còn đắc chí cái gì? Diệp Phàm vui vẻ vì người khác gặp họa nói. Thập Lục, con giận thật à? Hồ Mai Cúc vội vàng nói. Con không giận ạ, đúng là trong nhà có việc cần tìm con. Tiếu Thập Lục muội vẻ mặt nghiêm túc nói. Tiếu Thập Lục muội vừa đi, Diệp Phàm nói. Anh đúng thật là. Tôi làm sao chứ Diệp Phàm? Vương Nhân Bàng vẻ mặt đau khổ nói. Còn giả bộ, người ta đi rồi còn giả bộ cái gì? Diệp Phàm tức giận hừ nói. Ý gì Diệp Phàm? Vương Nhân Bàng nói. Anh nói đi. Thích thì thích có gì mà cứ giữ trong lòng vậy? Lòng thì thế này mà miệng nói thế khác, còn làm cứng cái gì? Người ta dù sao cũng là con gái, hơn nữa, gia thế cũng có kém gì Vương gia của Vương Nhân Bàng anh đâu. Nếu không chấp nhận Thập Lục anh cũng phải nhận con mình chứ. Diệp Phàm giáo huấn. Cái gì đấy? Hồ Mai Cúc từ nhà vệ sinh bước ra nghe thấy, bèn hỏi. Không có gì, mẹ đừng nghe thằng này nó nói hưu nói vượn. Vương Nhân Bàng con đứng đắn lắm. Vương Nhân Bàng vội vàng nói, liều mình nháy mắt với Diệp Phàm. Nhân Bàng, con nói thật đi, quan hệ của con với Thập Lục phát triển đến mức nào rồi? Nếu đúng như chủ nhiệm Diệp nói con đã cái kia rồi, con phải chịu trách nhiệm. Vương gia chúng ta tuy nói là gia đình bình thường, nhưng cũng không thể nào hại con gái nhà người ta. Hơn nữa, ông cụ cũng khá hài lòng với Thập Lục, người ta là con gia đình lớn, vậy mà chả chút kiêu ngạo. Con xem, con gái tốt như vậy, cho nên, nếu con dám bội bạc, mẹ là người không đồng ý đầu tiên. Không thể ngờ Hồ Mai Cúc dõng dạc nói vậy, có thể thấy Vương gia gia giáo rất nghiêm, ít nhất là trong chuyện này. Cô, không phải như cô nghĩ đâu, nhưng, anh ấy với Thập Lục quả là có quan hệ thân mật. Nhưng, lúc đó tình hình đặc biệt, nhưng, tuổi của Bàng Nhân cũng đã ba mấy rồi, còn chưa tính chuyện trăm năm thì sợ hơi muộn. Diệp Phàm đứng bên cạnh giật dây. Đã thân mật rồi thì phải nắm chắc thời gian thôi. Mấy ngày nữa mẹ về nói với cha con, sau đó thương lượng với ông nội, việc này cứ quyết định trước đã. Hồ Mai Cúc cũng có chút khí phách. Mẹ, việc này không cần vội, từ từ hãng tính. Vương Nhân Bàng vẻ mặt đau khổ. Con làm người ta có con rồi còn chờ cái gì nữa, không thể chờ. Đã có cháu rồi cơ mà, mẹ đang mong được bế cháu đây này. Sức tưởng tượng của Hồ Mai Cúc thật là phong phú, bà đột nhiên vui vẻ hỏi Diệp Phàm. Chủ nhiệm Diệp, chúng nó có chuyện từ khi nào vậy? Cô thấy hôm nay Thập Lục bảo mệt, chẳng lẽ là có thật rồi? Phụ nữ có rồi ngủ nhiều lắm. Diệp Phàm chán đổ mồ hôi, trong lòng tự nhủ không phải có thật rồi chứ, tháng 11 năm ngoái đến giờ khoảng 5 tháng rồi. Tuy nhiên, lúc nãy không quan sát kỹ, không phải có thật rồi chứ. Trung tuần tháng 11 năm ngoái. Lúc thi hành nhiệm vụ không cẩn thận đã thân mật. Diệp Phàm trả lời thành thực, Vương Nhân Bàng chỉ sờ vết sưng trên đầu, mặt đau khổ. Hai, sắp 5 tháng rồi. Không được, mẹ phải đi hỏi Thập Lục, nếu không được chăm sóc, không đủ dinh dưỡng thì sao? Hồ Mai Cúc nhanh nhẹn, dứt khoát,
quyết đoán gọi điện ngay cho Tiếu Thập Lục muội. Hồ Mai Cúc không nghĩ, Tiếu gia là gia đình như thế nào, bình thường ăn những gì chứ? Đúng là quan tâm quá đáng. Cô ơi, đừng hỏi vội. Diệp Phàm vội vàng ngăn Hồ Mai Cúc. Vì sao? Hồ Mai Cúc hỏi. Cô nghĩ xem, nếu Thập Lục có thật, chắc bụng phải nhô lên rồi đúng không? Năm tháng, bụng chắc cũng nhô ra rồi. Dù không rõ ràng, nhưng, cô quan sát cẩn thận cũng sẽ nhìn ra được. Hơn nữa, chuyện này, cô hỏi thẳng một cô gái chưa kết hôn, người ta sao nói với cô được đúng không nào? Hay đợi tí nữa cô ấy quay lại, cô quan sát kỹ một chút, nếu không thấy được thì cô giả bộ không cẩn thận sờ thử cũng được mà. Chỉ cần xác định là có, con thấy chuyện này không đợi gì nữa, đúng không ạ? Đây không phải là hại con gái nhà người ta sao? Diệp Phàm đúng là bà mối thượng hạng. Hồ Mai Cúc liên tục gật đầu, liếc mắt nhìn Vương Nhân Bàng của trách. Con xem con đi, Diệp Phàm đúng là biết điều, đứng đắn, là chính nhân quân tử, đâu có như con. Cả ngày ăn chơi du đãng, tìm được vợ tốt còn chẳng biết quản nữa. Cậu ta, Vương Nhân Bàng mở tổ đặc nhiệm a mắt, chỉ vào Diệp Phàm, nửa ngày mới thốt lên được một câu. Chính nhân quân tử. Thấy không, em là chính nhân quân tử, nhưng, chuyện của anh không chừng là có thật đấy. Diệp Phàm đắc chí nói, trong lòng. Diệp Phàm cũng thích thú, trong lòng tự nhủ đừng thiếu cẩn thận làm cái bụng của Viên Viên to lên một cái là coi như đẩy tình yêu vào mồ mất thôi. Chương 2155, kích động tinh thần. Tôi nói cho anh em biết, không thể chuẩn như thế được, vừa mới có một lần thôi. Vương Nhân Bàng nhún chân đứng bật dậy từ trên giường. Anh lợi hại mà. Diệp Phàm cười lớn một tiếng, Nhân Bàng đành cười gượng không biết nói gì. Đương nhiên, người anh em. Vì sao tôi lại nói thế? Thực ra tôi đã biết từ lâu rồi, anh nhất định là đã thích Tiếu Thập Lục muội. Nếu không thì anh đã không diễn khổ nhục kế như vậy. Anh tự mình đi vào cục là để tính sổ, để chút giận. Tôi nói vậy có đúng không? Diệp Phàm nói, đoạn lại tiếp tục. Nhưng mà hôm nay chớ có làm việc ngu ngốc đó. Anh phải nhớ rằng, có một vài chuyện, cái gì người ta cũng làm ra được. Nếu thực sự xảy ra chuyện lớn, mà anh lại bị giam cầm trong ngục, thì dù ở đó anh có võ nghệ cũng không dùng được. Mà tôi muốn tìm anh thì lại không có cách nào liên lạc cả. Thôi vậy, sau này ai ăn no rừng mỡ đi gây sự thì sẽ chịu phạt. Mà anh tìm tôi có việc gì? Vương Nhân Bàng hỏi lại. Diệp Phàm liếc nhìn Hồ Mai Cúc. Hồ Mai Cúc biết Diệp Phàm có điều muốn nói riêng với con trai mình nên viện cớ tránh đi luôn. Chủ nhiệm Điền của văn phòng chung. Ương muốn mời cậu tham gia hoạt động quốc phòng lần này. Diệp Phàm nói. Tham gia cái quái gì? Đây nhất định là âm mưu của thủ trưởng cung, cứ tưởng tôi không hiểu gì. Tham gia lên, tham gia xuống quen rồi muốn bỏ đi cũng không được. Thủ trưởng cung đó còn chưa đủ danh để lừa tôi đâu. Vương Nhân Bàng nghe xong thì thốt ngay ra những lời nói ấy. Đúng vậy, bản thân tôi cũng có chút nghi ngờ. Vì sao trước đây lại không như vậy? Hơn nữa. Chuyện đồng chí Thiên Thông xin nghỉ phép liệu có phải là một cái bẫy hay không? Và cái bẫy này là nhằm vào anh. Một khi đã mắc bẫy thì khó mà rút chân về. Thủ trưởng cung thật khéo tính toán mà có lẽ việc này đã liệu từ lâu rồi. Trận mê cung tử vong lần trước, biểu hiện của anh rất xuất sắc. Nếu như không nể mặt lão Vương thì chắc họ đã giành giật cậu từ lâu rồi. Diệp Phàm thoáng chút suy nghĩ rồi nói. Nhưng mà bây giờ thì tôi không sợ rồi. Bọn họ chắc chắn không thể làm phiền tôi nữa. Vương Nhân Bàng bỗng nhiên tỏ vẻ rất đắc ý. Bây giờ và trước kia có gì khác nhau sao? Nếu là trước đây khi Vương Lão còn đương nhiệm, việc anh không tham gia còn có chút hy vọng chứ bây giờ Vương Lão đã lui về rồi, nhà họ Vương phải cử một người tham gia là chuyện bình thường. Thế nên bây giờ làm sao mà không cần đến anh chứ? Diệp Phàm thực sự cũng không hiểu. Ha ha, bố tôi đã lộ rồi nhé. Vương Nhân Bàng ngước đầu lên trông giống như bị đánh đến nỗi toàn thân sưng lên. Bác đã lộ cái gì? Diệp Phàm lại càng không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Anh có hiểu võ nghệ không đấy? Vương Nhân Bàng hỏi, giọng điệu có chút bất mãn. Tôi thật không hiểu, nghe thủ trưởng cung nói thì cha anh hình như không biết võ nghệ. Diệp Phàm đáp, đó là giả vờ thôi, đến cả tôi là con trai mà cũng bị giấu. Xem ra nhà họ Vương cũng chẳng mấy ai biết được chuyện này. Với lại sức khỏe bố tôi cũng không tốt, đặc biệt rất sợ lạnh, tay lúc nào cũng cầm theo cái lồng sưởi.
nhưng thật không ngờ hôm nay bố tôi đã bị lộ. Nghe nói thủ trưởng cung đó ngạc nhiên lắm, cứ há hốc mồm ra. Vương Nhân Bàng nói, điệu bộ rất thích thú đắc ý. Không phải đấy chứ, tôi nghĩ thủ trưởng cung ít nhất cũng đã đạt đến bát đẳng đỉnh bậc, không lẽ cha anh là cao thủ cửu đẳng đỉnh bậc sao? Diệp Phàm hỏi lại, đi trên mặt nước, vỗ nước bắt được cá, đó là mức mà cha tôi đã luyện đến. Vương Nhân Bàng nói, chân không bị ướt sao? Diệp Phàm ngạc nhiên đứng bật dậy, hỏi dồn Nhân Bàng. Ha ha, nghe nói giày bị ướt khoảng 2 mm. Nếu mà không ướt chút nào thì là cao thủ siêu cấp rồi. Vương Nhân Bàng thở dài, dường như than công lực của cha mình còn chưa đủ mạnh. Anh thật đúng là, thế thì cũng tương đương như công lực của phí sư phụ rồi. Thật lợi hại, nói không chừng còn có thể đạt đến thất đẳng đỉnh bậc nữa. Lúc đó thì đúng là cao thủ thực sự của thế giới rồi. Cái gọi là thập đại cao thủ cũng chính là đạt tới giới hạn này đây. Chả trách anh đắc ý như vậy, có cha là cao thủ rồi thì nhà nước chắc chắn sẽ bỏ qua anh. Nhưng mà cha anh có tự nguyện tham gia không? Diệp Phàm hỏi. Cái này thì ai mà biết được, tôi có đi guốc trong bụng ông ấy đâu. Vương Nhân Bàng nói, giọng điệu tức giận. Tại nhà họ Tiếu. Tiếu Thiết Phong nhìn con gái, tiện hỏi luôn. Thập Lục, gia đình nhà cái cậu Vương Nhân Bàng đó không phải rất bình thường sao? Tiếu Thập Lục muội giả vẻ ngạc nhiên nhìn cha, đáp. Không phải là rất bình thường sao? Bố anh ấy là một người dân bình thường, chỉ trồng rau, trồng hoa thôi. Nghe nói là gia đình sống dựa vào tiền cho thuê mười mấy cửa hàng tổ tiên để lại. Tất nhiên tình hình thực nhà họ Vương là bí mật quốc gia. Cho dù là cha của mình, Tiếu Thập Lục muội cũng đâu thể nói được. Ngay cả Tiếu Thiết Phong là bộ trưởng Bộ Quốc phòng, được hưởng đãi ngộ nhà nước, nhưng ông ta cũng chưa leo lên đến tầng lớp lãnh đạo biết được đến sự tồn tại của Vương lão. Thế thì lạ thật. Tiếu Thiết Phong lắc đầu. Tiếu Thập Lục muội rất thông minh, đoán được việc Cố Hoài Hưng bị bắt đã kinh động đến nhà họ Tạ nên Tạ Thắng Cường đã nhờ Tiếu Thiết Phong thăm dò hoàn cảnh gia đình họ Vương. Biết cha mình muốn nhờ mình nói đỡ nên Thập Lục muội im lặng. Thấy con không nói gì, Tiếu Thiết Phong chau mày hỏi lại. Nhà họ Vương có thực chỉ là một gia đình phổ thông bình thường. Tất nhiên rồi, con vừa từ nhà họ về. Tiếu Thập Lục muội đáp lại, dù sao việc cô và nhà họ Vương cũng không thể giấu được nữa. Đằng nào biết sớm cũng còn hơn muộn, cái bụng ngày một lớn này cũng không thể giấu được mãi. Thập Lục muội cũng là một cô gái cao ngạo. Cô chưa cho Vương Nhân Bàng biết chuyện này vì không muốn Vương Nhân Bàng nghĩ rằng cô muốn dựa vào chuyện này để đòi kết hôn. Bỏ đứa trẻ đi thì Thập Lục muội không nỡ lòng nào. Gần đây cô cứ tự dằn vặt mình, thực tế là chỉ còn cách sinh rồi tự mình nuôi con. Nhưng nếu làm vậy thật thì cô sẽ bị bố mẹ đánh chết mất. Con đã kể chuyện Vương Nhân Bàng đánh người bị bắt với nhà người ta rồi. Tiếu Thiết Phong giật mình hỏi lại con. Tất nhiên là con nói rồi. Nếu không thì ai đi bảo lãnh cho Nhân Bàng về. Hôm qua con đã cầu xin mẹ giúp nhưng cha không đồng ý còn cấm con không được nhúng tay vào. Mà thực ra con có muốn giúp thì cũng không thể bảo lãnh cho Nhân Bàng về được. Cha xem bọn họ có quá đáng không? Bắt người thì cứ bắt chứ sao lại đánh anh ấy ra nông nỗi kia. Việc này nhất định là do cô Tạ làm. Đừng tưởng con không biết gì. Tiếu Thập Lục muội trả lời cha, giọng điệu đầy phẫn nộ. Đừng có nói bậy. Chuyện này kết thúc ở đây. Tiếu Thiết Phong nghiêm mặt nói. Sau khi nhận được điện thoại của Tiếu Thiết Phong, khuôn mặt Tạ Thắng Cường bỗng trở nên trầm ngâm. Nghe Tiếu Thiết Phong kể lại những gì đã thăm dò được, Tạ Thắng Cường nói. Lão Tiếu, anh nói xem chuyện này có lạ không? Nhà họ Vương cũng chỉ là một gia đình bình thường vậy tại sao lại như thế? Không lẽ chuyện của Cố Hoài Hưng và chuyện Vương Nhân Bàng bị bắt chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên? Xem ra không bình thường chút nào, nếu chỉ là cấp trên muốn điều tra về Cố Hoài Hưng thì việc gì phải đến lượt phó chủ nhiệm Lý Long của phòng 3 thuộc Ban Kỷ luật Trung ương ra tay. Người như Lý Long là cán bộ cấp nào tôi và anh đều hiểu cả. Tiếu Thiết Phong nói, tất nhiên tôi nghĩ là cho dù là trùng hợp thì về Lý mà nói, họ cũng chẳng thể lo đến việc của Vương Nhân Bàng. Thế mà họ còn đón cả Vương Nhân Bàng ra thì đúng là có liên quan. Hơn nữa tôi nghe nói Vương Nhân Bàng đã được chuyển đến viện quân y chữa trị rồi, lại còn được ở phòng của cán bộ cấp cao nữa. Tạ Thắng Cường nghĩ mãi về chuyện này, từ lúc Cố Hoài Hưng bị bắt, chân mày ông ta chưa lúc nào giãn ra. Phòng bệnh của cán bộ cao cấp, anh có chắc không? Tiếu Thiết Phong không hiểu chuyện gì, vội hỏi dồn. Tuyệt đối chính xác,
tôi đã cho người đi thăm dò rồi. Mà Lý Long đã ra tay thì chuyện này cũng nhạy cảm đó. Càng ngày càng kỳ lạ, tôi nghe nói chủ nhiệm văn phòng trung ương Diệp Phàm có quan hệ rất thân thiết với cái cậu Vương Nhân Bàng đó. Nghe con gái tôi nói thì còn nhận nhau là anh em tốt. Việc này có khi nào là do Diệp Phàm chỉ đạo không? Hắn, Tạ Thắng Cường gần giọng nhấn mạnh, thoáng chút suy nghĩ ông ta nói tiếp. Nhưng mà cho dù có là Diệp Phàm ra tay thì cũng không thể tác động đến Lý Long được có đúng không? Tôi đang nghĩ có khi nào việc này là chủ ý của cấp trên. Lý Long không thể trực tiếp bắt giam Cố Hoài Hưng khi chưa điều tra rõ ràng được. Dù sao thì việc Cố Hoài Hưng xử lý cũng là vụ việc con trai tôi bị đánh. Hơn nữa, nhà họ Cố mấy năm trước gặp toàn xui xẻo. Bây giờ mới dần dần lấy lại được chút nguyên khí. Lý Long nhẽ nào không nghĩ đến cảm giác của chúng ta sao? Đúng vậy, nghĩ như vậy cũng có lý. Trừ khi Lý Long và Diệp Phàm quan hệ hết sức thân thiết thì mới hợp lý. Hơn nữa Lý Khiếu Phong cũng đã nghỉ hưu rồi. Nhà họ chỉ còn trông cậy vào Lý Long, chứ đứa con gái kia nhà họ thì cũng không làm được cơm cháo gì. Chả nhẽ Lý Khiếu Phong lại không lo chúng ta sẽ thế nào sao? Tiếu Thiết Phong nói đến đây thì ngây người ra, buột mồm hỏi. Tôi nói có đúng không? Như thế nào chứ? Tạ Thắng Cường hỏi ngược lại. Tôi nghe nói Diệp Phàm có mối thâm thù với nhà họ Cố. Cố Thiên Long rút lui cũng là vì việc của Diệp Phàm. Sau đó nhà họ Triệu và mấy nhà khác liên hợp lại ép Cố Thiên Long phải về hưu sớm. Tiếu Thiết Phong khi đó cũng đã là ủy viên quân ủy nên chuyện này cũng đã nghe qua. Chắc là tên Diệp Phàm làm, hắn định đánh gục cả nhà họ Cố đây. Đừng thấy hắn trẻ mà xem nhẹ, tâm địa hắn cũng xảo trá lắm. Tạ Thắng Cường thở dài rồi nói tiếp. Nhưng mà hắn ta dựa vào cái gì để tác động khiến Lý Long ra tay? Tất nhiên là hắn có thể tác động được rồi. Hắn là người đương nhiệm của tổ A còn Lý Khiếu Phong thì nguyên lão của tổ A. Chỉ có mình anh không hiểu được thôi Tạ Thắng Cường ạ. Tiếu Thiết Phong nghĩ thầm trong bụng đoạn nói tiếp. Anh Tạ, tôi thấy việc này bỏ qua đi thôi. Ha ha, chuyện cũng qua rồi, không có gì. Tôi tò mò nên hỏi vậy thôi chứ không có gì hết. Tạ Thắng Cường rất bình tĩnh đáp lại nhưng Tiếu Thiết Phong thừa hiểu khuôn mặt ông ta chắc đang trùng xuống trầm ngâm. Cố Hoài Hưng là thuộc hạ nhà họ Tạ, Lý Long bắt giam anh ta khác gì chơi xỏ nhà họ Tạ và nhà họ Cố. Mà người khởi xướng chuyện này lại là Diệp Phàm, vì thế Diệp Phàm chẳng khác gì cái gai trong mắt Tạ Thắng Cường. Gác điện thoại xuống, Tạ Thắng Cường quay sang quát vợ là Thái Anh. Đã bảo bà đừng gọi điện lung tung thì bà không nghe. Bà đã gọi đi đâu rồi? Thủy Đông bị nó đánh cho đến mức như thế không gọi điện đi có được không? Tôi chỉ yêu cầu cục trưởng Cố xử lý nghiêm khắc chứ không có bảo cậu ta đi đánh người. Thái Anh cảm thấy ấm ức nhưng bà ta cũng sợ điệu bộ phẫn nộ của chồng mình. Đàn bà con gái thì biết cái gì? Tạ Thắng Cường quát lên, đoạn ngồi phịch xuống ghế sofa. Chương 2156, ước mơ siêu Việt. Bọn họ cũng quá đáng lắm chứ, chẳng phải đã đi kiểm chứng thương tích rồi sao? Chuyện Vương Nhân Bàng đánh người là có thật. Hơn nữa nó còn đánh cho con nhà mình bị thương, kết hợp những việc ấy lại thì như cục trưởng Cố nói rồi, sở công an thành phố chuẩn bị giao lại cho viện kiểm sát, phải khởi tố thằng đó, phán ít nhất là nửa năm tù. Thái Anh cãi lại, giọng điệu có chút bất mãn. Phán, bà thì hiểu phán à? Phán cái gì, việc này bà đừng có nhúng tay vào nữa. Tạ Thắng Cường khoát tay quát vợ, tâm trạng ông ta rất tồi tệ. Sự xuất hiện của Lý Long đã tác động mạnh đến tâm lý Tạ Thắng Cường. Trước khi việc này được làm rõ ông ta sẽ không dám manh động gì. Chỉ có điều muốn làm rõ việc này thì lại không có cách nào cả. Cả đêm đó, Diệp Phàm lăn lộn ở khu rừng bên sườn núi nhà họ Đằng. Tấn công kịch liệt, gia quyền mạnh bạo. Việc Phí Thanh Sơn đột nhiên bị tạm thời ngất đi không rõ nguyên do, khiến Diệp lão đại thần kinh bị căng thẳng. Nếu so sánh với gia tộc Hoành Đoạn Nhật Bản, thì đây chính là biểu tượng của một Trung Hoa to lớn, bất bại. Diệp Phàm không liều mình không được, không liều mình sẽ có lỗi với đất nước, có lỗi với nhà họ Phí. Thế nhưng để tạo nên một bước đột phá trong một khoảng thời gian ngắn ngủi thì chẳng khác gì nằm mơ nói nhảm. Trong lòng Diệp Phàm vẫn tồn tại một tia hy vọng, hắn hy vọng kỳ tích và cầu thị vận năng sẽ lại một lần nữa xảy ra. Hắn nỗ lực để có thể khiến cho thanh tiểu đao phi ra từ cổ tay. Nếu trong lúc quan trọng tiểu đao mà phi ra được 3-4 lần thì đối thủ coi như toi đời.
Điều này đã khiến cho Diệp Phàm đau đầu suốt cả một đêm. Thanh tiểu đao trên cổ tay thật khó bảo, một lần làm không thể thành công ngay. Nó vẫn chỉ là một chiếc vòng sắt màu bạc bình thường trên cổ tay hắn. Phải làm thế nào thì mày mới chịu ra? Diệp Phàm nhìn chiếc vòng trên cổ tay hét, tiếng hét khàn khàn như tiếng kêu của sói hoang. Mộng từ tâm mà sinh ra, một giấc mộng siêu việt. Đột nhiên một giọng nói hư ảo như từ chân trời vọng lại. Diệp Phàm sững sờ, hắn đứng ngây người ra, tim hắn như vừa bị ai đó hung hãn gõ vào. Nói đúng, giấc mộng của ta chính là có thể khiến can tướng và ta tương thông. Mục đích duy nhất của ta bây giờ là biến giấc mơ đó trở thành hiện thực. Thế nhưng mục tiêu đó còn quá thấp, không sai. Ta phải mơ một giấc mơ siêu việt, chẳng phải như vậy sẽ đạt được mục đích cao hơn sao? Giấc mộng siêu việt. Diệp Phàm hét lên như một con sói, can tướng chợt lóe lên. Tiếng rào rào răng rắc vang lên, một gốc cây to bằng miệng bát cách đó chừng hơn 30 mét đổ xuống. Tiếp đi, tiếp đi. Diệp Phàm lại hét lên, mắt hắn ánh lên những tia đỏ rực. Hắn nghĩ, lực ở cánh tay đã phát ra tự nhiên. Dưới sự khống chế của nội công, thanh can tướng như vươn dài ra khỏi cánh tay Diệp lão đại. Rắc, lại một gốc cây nữa như thế đổ xuống. Tiếp tục, Diệp Phàm lại điên cuồng hét lên. Rắc. Một gốc cây khác đổ xuống. Năm gốc cây liên tiếp bị gãy, gốc xa nhất cách nơi Diệp Phàm đứng tầm 60 mét. Nội công hắn không chống đỡ được nữa, can tướng bỗng từ cổ tay hắn lao ra. Tuy nhiên đúng vào lúc ấy, điều kỳ lạ đã xảy ra. Can tướng không nghe theo sự điều khiển của Diệp Phàm. Trong lúc hỗn loạn, sau tiếng rắc cuối cùng vang lên nó đã phi mất vào rừng. Diệp Phàm hoảng hốt mất cả đêm hôm đó lăn lộn trong rừng tìm. Khoảng một phút sau, can tướng lại quay về cổ tay Diệp Phàm. Nó trở lại là một chiếc vòng tay màu bạc rất đỗi bình thường trên cổ tay Diệp Phàm. Kẻ vãn bối xin được khấu kiến tiền bối. Diệp Phàm nói, nghĩ lại giọng nói khi nãy lại vang lên Diệp Phàm lúc này đã hiểu ra mọi chuyện. Đêm hôm nay hắn đã gặp được cao thủ tuyệt thế, can tướng có lẽ đã bị nguồn nội công rất mạnh của người này cướp đi. Cũng may người này chỉ tò mò, có lẽ xem xong can tướng rồi nên trả lại cho hắn. Đó chính là sức mạnh của cao thủ thập đẳng đỉnh bậc sao. Diệp Phàm bỗng háo hức lạ thường, hắn chắp hai tay hướng về phía cánh rừng điệu bộ rất cung kính. Thế nhưng trong rừng không còn tiếng động nào nữa. Diệp Phàm quay về nhà lấy cái đèn pin, đoạn hắn trở lại lục tung khu rừng lên tìm nhưng không thấy chút dấu vết nào. Biết là cao thủ đó không muốn gặp mình, lòng hắn rất buồn bực. Thật đáng tiếc, vậy là đã mất cơ hội được gặp một cao thủ rồi. Hắn không ngờ rằng trong lúc hắn đang cố gắng tìm dấu vết thì một bóng người nhẹ như lông hồng đứng trên lá của ngọn cây cao nhất, ước chừng 20 mét ở sườn đồi nhà họ Đằng đang nhìn theo hắn. Gió phất nhẹ, lá cây rung lên, bóng người mờ ảo cũng lay nhẹ theo. Dường như cơ thể không hề có chút sức nặng mà nhẹ tựa lông hồng. Diệp Phàm đành bước về nhà, ngày mai hắn còn phải làm việc rất căng thẳng. Một tên tiểu tử khá cừ, muốn gặp ta thì phải cố gắng hơn nữa. Bóng người đó lẩm bẩm một câu rồi cả cơ thể như một con chim lớn trên phiến lá nhẹ nhàng lao vào không trung như một sợi lông hồng, đáp xuống ngọn tháp cao nhất của biệt thự Hồng Diệp lá đỏ cách đó chừng 100 mét. Cái bóng dừng lại một chút rồi lại nhẹ nhàng lướt qua không trung, trong chốc mắt đã bay xa vài dặm. Rút cuộc là ai? Diệp Phàm nằm trên giường, chăm chăm nhìn theo ánh trăng bên ngoài suy nghĩ. Không lẽ đó là cao thủ thập đẳng đỉnh bậc như trong truyền thuyết? Mình phải cố gắng mới được. Hắn tự nhủ. Cũng vào lúc đó, phòng làm việc của chủ tịch Đường vẫn sáng ánh đèn. Trong phòng còn một đồng chí khác, đó chính là Cung Khai Hà. Thật không ngờ nhà họ Vương cứ một mực giấu giếm. Nếu không vì chuyện của Vương Nhân Bàng thì họ đã định thoái thác trách nhiệm bảo vệ quốc gia của Tổ A rồi. Chủ tịch Đường chau mày, hớp một ngụm trà. Cái đó cũng không hẳn, ít nhất. Cung Khai Hà dừng lại lén nhìn chủ tịch Đường rồi mới nói tiếp. Ít nhất thì tạm thời họ cũng không muốn lộ thân thủ. Trước kia tôi cũng đã có nhiều sơ suất, có lẽ nhà họ Vương đã có nhiều thành kiến với Tổ A. Ngày mai tôi lại đến gặp Vương lão tiếp, trực tiếp xin lỗi ông ấy. Tôi đã xử lý không thỏa đáng, xin chủ tịch cứ phê bình. Anh sai ở chỗ nào? Chủ tịch Đường điềm tĩnh hỏi lại. Chúng ta đều rất tôn trọng nhà họ Vương. Có một vài đồng chí lạnh nhạt với họ nhưng đó là vì các đồng chí ấy không biết thân phận thật của Vương lão.
tất nhiên là trong chúng ta vẫn tồn tại một vài đồng chí tự cho mình là tài giỏi nhưng thực ra thì mọi người đều bình đẳng với nhau, chỉ có chức vụ công việc là khác. Chủ tịch Đường, thực ra bản thân tôi cũng từng có ý nghĩ phớt lờ ông ta. Tôi phải tự kiểm điểm mình, cũng may là tôi không thể hiện điều ấy ra mặt, nếu không thì rắc rối lớn rồi. Chuyện mời Vương Thành Trạch về làm nhân vật chủ chốt cho tổ A dù sao cũng phải nhanh quyết định. Tôi nghĩ, Vương lão cho cậu con trai lộ diện là cũng có ý rồi. Cung Khai Hà nói, chuyện này rất gấp, không thể chậm trễ nữa rồi. Vương lão đã có ý như vậy thì chúng ta cũng phải chấp ngay lấy thời cơ này. Nếu không ông ta sẽ cho rằng chúng ta xem thường ông ta. Vậy thế này đi, ngày mai tôi sẽ đi gặp một vài đồng chí khác đã. Mọi người cùng thảo luận, cái chức cố vấn ấy tuy là hư danh nhưng nếu trao nhầm người thì lại phiền phức lớn đấy. Vẻ mặt nghiêm túc, Chủ tịch Đường nhìn Cung Khai Hà hỏi tiếp. Thế nhưng cụ thể là chuyện này cậu định tính thế nào? Tôi nghĩ kỹ rồi, đây là thời điểm rất nhạy cảm, nhất cử nhất động đều có thể khiến nhà họ Vương liên tưởng đến thái độ của nhà nước với họ. Tất nhiên là tôi tin vào lòng yêu nước của Vương lão. Chuyện của Vương Nhân Bằng phải xử lý êm thấm, phải nghiêm trị bọn người Cố Hoài Hưng, nếu không thì sẽ khó gỡ bỏ mối hận trong lòng nhà họ Vương. Tuy là Vương Nhân Bằng sai trước nhưng cực hình của Cố Hoài Hưng quá tàn nhẫn. May mà sức khỏe cậu Nhân Bàng đó tốt. Chứ nếu không là người bình thường thì chắc chắn đã thành phế nhân rồi. Từ khi nào cơ quan công an đã trở thành nhà tù của riêng vậy? Anh ta đã to gan đến mức coi trời bằng vung. Ai cho anh ta cái quyền làm những chuyện này? Lời lẽ của Cung Khai Hà ngày một gay gắt hơn. Đồng chí Nhất Hoàn sẽ hiểu cho nguyện vọng của các cậu. Chẳng phải đồng chí ấy đã sắp xếp đâu vào đấy rồi hay sao? Chủ tịch Đường Hạo Đông nói. Đúng vậy, đồng chí Nhất Hoàn làm việc rất quyết đoán. Về điểm này thì tôi rất khâm phục đồng chí ấy. Có điều cơn giận của nhà họ Vương chưa thể một chốc một lát nguôi ngay được. Tôi thấy nếu tất cả cứ bình bình hết thì không ổn. Chuyện này là một bài học sâu sắc đối với tôi. Trước kia trên danh nghĩa đồng chí Lý Khiếu Phong ít nhất còn kiêm chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Ủy viên Quân ủy. Chính cái tước hiệu này khiến người ngoài cũng phải nể nang. Đối đãi với người nhà đồng chí ấy thế nào đều phải cân nhắc, có đúng không ạ? Vậy mà Vương Nhân Bằng tại sao lại khiến một vài đồng chí không nể nang như vậy? Một cục phó cục công an thành phố lại dám ra tay tàn nhẫn như thế với cậu ta. Cũng may mà Diệp Phàm phát hiện ra sớm, nếu không Vương Nhân Bằng đã bị đánh cho thê thảm rồi. Nhà họ Vương nhất định sẽ càng phẫn nộ. Điều đó nhất định sẽ là một sự tổn thất to lớn cho tổ A, cho đất nước chúng ta. Có đồng chí nói tổ A chẳng qua chỉ là một đội quân võ nghệ. Cái tôi muốn nói ở đây là tổ A không chỉ là một đội quân võ nghệ mà còn là những anh tài thực sự của đất nước, là tấm lá chắn vững vàng bảo vệ sự an nguy của quốc gia. Thời đại hòa bình, với một quốc gia lớn có thực lực như chúng ta, một cuộc chiến tranh lớn không thể xảy ra được. Thế nhưng sự xung khắc giữa các ban các ngành lại là chuyện bình thường. Chính trong hoàn cảnh ấy, vai trò của tổ A lại càng được phát huy. Những việc quân đội chính quy không thể làm, tổ A lại có thể, ví như là chiến dịch hành động trảm thủ mà Mỹ tiến hành. Tôi nghĩ, cái bọn họ dùng chính là năng lực của đội quân đặc biệt Hải Lang. Nhìn bên ngoài có vẻ như đó là tác dụng kết hợp của tên lửa đạn đạo. Thế nhưng tên lửa đạn đạo làm sao biết được chỗ người ta ẩn nấp? Chỗ này chính là nơi uy lực của Hải Lang được thể hiện. Chúng ta không muốn xưng bá nhưng cũng không thể để nước khác ức hiếp chúng ta. Cung Khai Hà nói. Đúng thế. Chủ tịch Đường khẽ gật đầu rồi tiếp. Anh nói rõ suy nghĩ của anh xem. Phải cho Vương Thành Trạch một chức vụ trên danh nghĩa mà chức vụ ấy cũng không được thấp quá, ít nhất cũng phải khiến một số người khác kính nể, như thế có đúng không ạ? Những chuyện tương tự với Vương Nhân Bằng nhất định không được để xảy ra thêm một lần nào nữa. Cung Khai Hà đáp lại. Nếu như cho Vương Thành Trạch chức danh ủy viên Bộ Chính trị thì không ổn lắm vì rất ít đồng chí biết đến ông ta. Bỗng nhiên cho ông ta chức ấy thì đột ngột quá, còn chức ủy viên Quân ủy thì có lẽ được. Chủ tịch Đường đáp lại. Chủ tịch, tôi có ý kiến này. Cung Khai Hà rụt rè nói. Anh nói đi. Đường chủ tịch dục. Tôi nghĩ là chức danh ủy viên Quân ủy là hợp lý, ví dụ cho ông ta giữ vị trí hư danh nào đó như cố vấn chủ tịch gì đó cũng được. Như thế những người muốn động đến nhà họ Vương cũng phải xem xét đến điều này, đúng không? Chuyện tôi lo lắng là tôi cũng đã là ủy viên Quân ủy rồi. Nếu như nhận vào tổ A thêm một ủy viên nữa,
một số đồng chí lại nói ra nói vào rằng, quyền lực tổ A lớn chưa từng thấy, các ghế trống còn đầy. Rồi thì tiếng nói trong ủy ban quân sự có uy lực lắm, có thể khống chế cả ủy ban quân sự gì gì đó. Cung Khai Hà trình bày những suy nghĩ của mình. Chương 2157, sự điều động nhân sự mới của tổ A. Ừ, cũng đúng, suy nghĩ của cậu Chu Toàn đó. Chủ tịch Đường gật đầu rồi nói thêm. Thực ra một chức danh ở ủy ban chính trị cũng không cần, cứ trực tiếp để đồng chí Vương Thành Trạch làm cố vấn, hưởng đãi ngộ nhà nước là được rồi. Dù thời thế có đảo ngược thì tôi chắc rằng Cố Hoài Hưng cũng không dám ra tay bừa bãi nữa. Rất đúng ạ, làm ủy viên ban chính trị thì khiến người khác chú ý quá. Số lượng người và xuất xứ cũng đều đã quy định rồi. Bỗng nhiên thêm một ủy viên nữa, sợ rằng sẽ khiến các tổ tình báo nước ngoài nghi ngờ. Thế thì khác gì một nhân vật chủ chốt sẽ bị bại lộ. Như vậy không thỏa đáng, chúng ta nên bảo vệ cho con át chủ bài này được bí mật, như vậy mới có lợi cho việc xây dựng tổ A. Cung Khai Hà gật gật đầu. Tuy nhiên, hành động cụ thể thì tôi nghĩ có lẽ tôi đi thì không thích hợp. Anh không thích hợp thì ai thích hợp đây? Chủ tịch Đường hỏi. Diệp Phàm ạ. Cung Khai Hà đáp lại. Thế mới là anh chứ, ha ha. Diệp Phàm chắc chắn là ứng viên thích hợp nhất rồi. Chủ tịch Đường điềm tĩnh cười. Đến ngày hôm sau, Diệp Phàm thấy dễ chịu hơn một chút. Khách khứa Châu Phi đã đi hội kiến cùng Tổng Giám đốc Khang, chủ yếu là thương lượng về việc viện trợ tái thiết và đến Châu Phi khai thác nguồn khoáng sản. Mặt khác đồng chí Thiên Thông cũng đã về nên Diệp Phàm cũng chút được gánh nặng. Tiểu Thiên này, có việc gì mà vội vàng về gấp thế? Cậu xem này mấy ngày nay tôi bận lắm. Thở không ra hơi rồi. Diệp Phàm vừa cười vừa nói. Sau lần gây lộn ở hộp đêm Thang Đế, về sau hai người trở thành bạn bè ở nhà giam Hổ Sơn. Tình cảm giữa họ cũng ngày càng thân thiết. Chủ yếu là đưa cái của nợ kia về. Nếu không ngày nào cũng chịu đựng thế thì khổ lắm. Thiên Thông đáp lại, khuôn mặt rất khổ sở. Tuyết Hồng đi rồi sao? Diệp Phàm cảm thấy lạ nên hỏi lại. Không đuổi đi sao được, ngày nào cũng gây chuyện. Con bé đó tính khí tệ lắm, nếu tôi không đưa nó về, lúc đó cậu không có ngày nào yên ổn cho mà xem. Thiên Thông đáp lại, nhìn Diệp Phàm rồi đột nhiên cười lớn. Thế là ý gì, tôi không hiểu. Diệp Phàm bị làm cho rối lên không hiểu. Lại còn chưa hiểu à, con bé đó nói cậu trọng chính nghĩa, ở bên cạnh cậu nó thấy vô cùng an toàn, cậu lại đẹp trai, phong độ nữa, nó đòi đến nhà cậu ở lâu dài, cậu xem thế nào. Hay là tôi gọi nó lại cho đến nhà cậu ở dài dài nhé. Thiên Thông lại bật cười. Dừng lại, đừng có thế nữa. Diệp Phàm gần như hét lên, trong lòng bắt đầu lo lắng. Tuyết Hồng mà gặp Viên Viên thì khác gì sao chổi đụng vào trái đất. Ha ha, tôi nói thế không đúng sao. Thiên Thông hỏi bạn rồi lại nói tiếp. Nhưng mà tầm tháng 9 thì không tránh được rồi. Thế là xong, những ngày ấy coi như đi đứt. Sao lại nói thế? Diệp Phàm hỏi lại, khuôn mặt bỗng vui vẻ đắc ý khi thấy bạn khổ sở. Ngày mùng 1 tháng 9 bắt đầu vào học, chẳng phải nó lại lên đây học đại học hay sao? Mà nó nói rồi, mọi chuyện đều tôi lo liệu. Làm thế nào đây, đến lúc đó nó thi đỗ còn đỡ chứ nó thi trượt thì tôi biết làm sao? Mặt Thiên Thông thảm thương như sắp khóc, Diệp Phàm lại thấy rất buồn cười. Một cao thủ như thế cũng có những lúc như thế này đây. Thành tích thế nào? Diệp Phàm hỏi. Cũng trên mức trung bình, chắc là không vào được Đại học Bắc Kinh. Nhưng mà mấy hôm trước lên đây chơi, nó chỉ vào cổng trường Đại học Bắc Kinh bảo, đợi em nhé. Sắp đến tháng 9 rồi, cậu nói tôi phải làm sao đây? Không lẽ bảo tôi nhảy la ù? Thiên Thông đáp lại. Ha ha, đành trông chờ vào sự kiên nhẫn của Thiên Thông anh vậy. Chẳng phải Bộ trưởng Bộ Giáo dục mà gặp anh, thì cũng phải lưu tâm chút hay sao? Huống hồ lại chỉ là một trường đại học, chuyện nhỏ ý mà. Diệp Phàm cười lớn, trong lòng rất phấn khích. Chả có tác dụng gì, ở đây tôi là thành phần tam vô, vô quan, vô quyền, vô chức. Lại còn Bộ trưởng Bộ Giáo dục cái gì, cậu không thấy sao, mấy ngày trước tôi và sư muội còn bị chính cái tên cục trưởng Quách chết tiệt đó đưa vào nhà giam Hổ Sơn. May mà có sư đệ ra tay cứu tôi nếu không thì huynh muội tôi coi như xong rồi. Thiên Thông đáp. Không phải đó chứ ông bạn. Diệp Phàm nghi ngờ hỏi lại. Tất nhiên là thật rồi. Cái gì mà quan chức chứ, tôi không có hứng. Nhưng mà không sao, có huynh đệ tốt là anh ở đây thì có việc gì là làm không được.
chuyện em tôi coi như trông cậy cả vào anh, nhưng mà anh phải chuẩn bị sớm chút nhé. Có lẽ sau kỳ nghỉ, em tôi sẽ chuyển lên luôn. Nghe nói nhà anh lớn lắm, hay là chuyển vào nhà cậu ở nhờ? Thiên Thông nói, đôi mắt anh ta lim dim. Thôi đi, nhà anh lẽ nào không rộng sao? Nghe nói cục cảnh vệ phân cho anh một căn nhà, cổng đi riêng, phòng độc lập, bên ngoài lại còn có sân nhỏ có thể luyện tập quyền cước. Đừng có nghĩ là tôi không biết nhé, nhà anh có cho 10 cô bé Tuyết Hồng về ở cũng không vấn đề. Diệp Phàm nói, chuyện này phải kiên quyết một chút nếu không để Thiên Thông nắm được thóp thì phiền lớn rồi. Nhà tôi chỉ là cái nhà trống, bên trong vừa bẩn vừa hôi, đến em tôi còn không muốn ở nữa là, mấy ngày nay nó đều ở khách sạn. Ở đó tiền tiêu như rác ý, một ngày phải trả vài nghìn tệ đấy đồng chí ạ, nghe nói nhà anh còn có cả người chuyên nấu nướng, dọn dẹp. Có tiền thật đúng là tốt, em tôi nghe nói vậy thế là vui vẻ muốn về chỗ anh. Anh cũng đừng lo lắng quá, cho nó ở cùng cũng có cái tốt. Thiên Thông nói, mấy nghìn tệ liền sao, Tuyết Hồng thật là kén chọn chỗ ở, chắc là phòng của khách sạn 5 sao chứ gì, mà lúc nãy anh bảo cũng có cái tốt, nói thử tôi nghe xem. Diệp Phàm bắt đầu hơi dao động. Anh phải cân nhắc cho mà xem. Anh nghĩ đi, đưa anh tiền chắc chắn anh coi thường không nhận, muốn làm quan muốn ngồi lên ghế nọ ghế kia thì tôi không làm được chuyện ấy. Vậy biết đưa cái gì? Nghề của chúng ta là gì nào? Cái này còn có chút giá trị. Chỉ cần mẹ Tuyết Hồng dạy anh chút võ nghệ. Như thế không đáng ra à? Tôi nói với dì ấy, để Tuyết Hồng về nhà anh ở. Chắc chắn mẹ con bé sẽ không bạc đãi anh đâu. Thiên Thông vừa nói vừa cười, nụ cười rất tinh danh, bí hiểm. Mẹ của Tuyết Hồng chắc phải là cao thủ siêu cấp chứ nhỉ? Diệp Phàm dò hỏi. Đừng có mà tò mò chuyện nhà tôi không ngu mà nói cho anh biết đâu. Thiên Thông nhìn Diệp Phàm nói nhưng sau đó lại tiếp. Nhưng mà mẹ con bé chắc không dễ đối phó đâu. Chỉ nghe nói là ở hộp đêm thang đế có người đối xử với em tôi làm sao đó thế mà anh xem, không lâu sau, cái hộp đêm đó toàn gặp xui xẻo. Chắc sau này sẽ không có thang đế ở Bắc Kinh nữa. Được thế thì tốt quá, cái hộp đem thang đế đó tôi không thích. Có người xử nó, tôi cũng thấy háo hức lắm. Diệp Phàm cười nói. Đến buổi chiều thì Diệp Phàm nhận được điện của Cung Khai Hà thông báo về họp. Cũng may Thiên Thông đã về, Diệp Phàm giao lại công việc rồi vội vàng trở về trụ sở tổ A. Diệp Phàm đến thì phát hiện ra các đồng chí bên đảng ủy đều đã đến hết rồi. Hắn còn phát hiện ra một điều hết sức ngạc nhiên khác, phòng hội nghị hôm nay có thêm một người mới. Hơn nữa người đó lại ngồi đúng vào chỗ của đội phó thường vụ tổ A, đồng chí Nghiêm Thế Kiệt đã hy sinh. Người đó có lẽ là đội phó mới nhậm chức. Về lý mà nói, nếu quy theo thứ tự các chức danh thì người này chính là vị thủ trưởng thứ hai của tổ A. Diệp Phàm quan sát kỹ người này vài lần nhưng thật đáng tiếc, hắn có thể khẳng định 100% là hắn không hề quen biết người này. Lão Tần đến rồi, chúng ta cùng hoan nghênh nào. Lúc đó, Cung Khai Hà đặt chén trà trên tay xuống, vừa cười vừa đứng lên. Nghe thủ trưởng Cung nói vậy tất cả đứng lên bước theo, vừa bước ra thì thấy Phó Chủ tịch Ủy ban Quân ủy đồng chí Tần Chí bước tới, khuôn mặt rất hồ hởi. Bên cạnh đồng chí Tần Chí còn có một thiếu tướng, vì tính bảo mật của tổ A nên thường không cho nhiều người ngoài biết. Đặc biệt là khi Diệp Phàm cũng có mặt ở đó. Để bảo vệ sự bí mật của con át chủ bài Diệp Phàm, tổ A đã cố gắng hạn chế số các đồng chí biết đến hắn ta. Người ngoài thì lại càng không biết đến sự tồn tại của hắn. Ví như bên ủy ban quân sự cũng chỉ có vài đồng chí lãnh đạo cấp cao then chốt là biết đến Diệp Phàm. Các ủy viên bình thường đều không biết hắn. Tất nhiên là tổ A cũng như vậy, không phải tất cả các ủy viên quân ủy đều biết được tình hình cụ thể của đội. Hai bên chào hỏi xong. Chủ tịch Tần Chí đọc quyết định của Chủ tịch và Ủy ban quân sự về việc bổ nhiệm Tây Môn Đông Hồng làm đội phó mới của tổ A. Diệp Phàm phát hiện ra khuôn mặt hai vị đội phó cốt cán là đồng chí Lâm Quốc Đống và đồng chí Thôi Kim Đồng có chút thất vọng. Ban đầu nghe nói cả hai vị ấy đều nghĩ vị trí của Nghiêm Thế Kiệt sẽ rơi vào tay mình, không ngờ trên lại cắt cử một đồng chí khác xuống. Với Diệp Phàm, Tây Môn Đông Hồng là một bí ẩn. Hắn ta không hiểu con người này từ nơi thần bí nào đến. Tất nhiên điều này không liên quan đến việc Diệp Phàm ít quan tâm đến tổ A. Nhẽ ra khi đọc quyết định sẽ đọc qua hồ sơ công tác của người được bổ nhiệm nhưng lần này lại không. Đội phó kế vĩnh viễn cũng vừa được điều về nên cũng không dám mơ đến vị trí của lão Nghiêm. Diệp Phàm cũng nhận ra khuôn mặt của anh ta có chút gì đó khác lạ.
dường như khuôn mặt đó tỏ vẻ như vui khi người khác gặp họa mà điều này cũng rất khó nhận ra. Đúng vào lúc đó, khi mọi người cứ nghĩ việc thông báo điều động đã xong thì bỗng Phó Chủ tịch Tần Chí chỉ tay vào thiếu tướng trẻ tuổi có khuôn mặt nghiêm nghị, uy lực bên cạnh rồi cười nói. Đồng chí Dương Quốc Đào, chắc tất cả các đồng chí đều biết chứ. Một người trẻ tuổi tài cao như thiếu tướng Dương Quốc Đào của Bộ Chính trị Quân sự chúng ta thì có ai là không biết chứ? Đội phó Lâm lên tiếng, giọng nói ông ta có chút mỉa mai. Người bên quân đội trước nay không hề có cảm tình với Lâm Quốc Đống. Lần này đội phó Lâm không ngồi lên được chức đội phó thường trực có lẽ cũng có liên quan đến sự can thiệp vào việc điều động từ phía quân đội. Thêm vào đó, đồng chí Đường Hạo Đông cũng phải xem xét toàn diện, điều hòa mối quan hệ giữa các bên. Thế nên kết quả mới như vậy. Về phần chủ tịch Đường, bản thân ông cũng là chủ tịch quân ủy, là người đứng đầu ủy ban quân sự. Bên quân đội hay tổ A đều là tâm huyết của ông ta, thiên vị bên nào cũng không được. Bởi vậy giữ thế cân bằng cho hai bên, không để những mâu thuẫn sẵn có trở nên gay gắt chính là kết quả của việc dung hòa trên phương diện này của chủ tịch Đường. Mâu thuẫn thì ở đâu cũng tồn tại, giữa hai ban ngành mà không có mâu thuẫn là chuyện rất khó xảy ra. Nên dung hòa như thế nào mới là điều quan trọng nhất. Tuổi trẻ tài cao thì tôi đâu dám, tôi còn phải học hỏi đồng chí Quốc Đống nhiều ạ. Thật không ngờ khuôn mặt Dương Quốc Đào không hề biến sắc. Anh ta giữ nguyên vẻ nghiêm nghị công kích lại đối phương. Học tập ư, chúng tôi già rồi, đâu đáng được trọng dụng. Lâm Quốc Đống thản nhiên đáp lại. Càng già thì càng bền bỉ đó chứ, ha ha. Dương Quốc Đào ra vẻ cười nói nhưng Diệp Phàm thấy nụ cười ấy rất giả tạo. Thậm chí Diệp Phàm còn thấy trong đó sự đắc ý vui sướng trên nỗi đau khổ của kẻ khác, có lẽ ý anh ta là, ông già rồi còn người ta thì trẻ trung, còn khối thời gian làm việc để được đề bạt, thăng chức. Chương 2158, tấm bản đồ và bí mật. Thôi được rồi, Chủ tịch Tần, chúng ta nhanh chóng bàn giao lại công việc thôi. Tiếp theo phía bên tôi còn có cuộc họp. Cung Khai Hà nghiêm nghị nói. Qua quá trình nghiên cứu. Đồng chí Lý Khiếu Phong sẽ không đảm nhiệm vị trí ủy viên đảng ủy tổ A, ủy viên ban thường vụ tổ A nữa, quyết định điều động đồng chí Dương Quốc Đào làm ủy viên đảng ủy viên thường vụ tổ A, kết hợp cùng đồng chí Kế Vĩnh Viễn đảm đương công việc thẩm tra chính trị. Chủ tịch Tần vừa nói xong, tất cả mọi người đều cảm thấy có chút gì đó kỳ lạ. Việc này chắc chắn là do bên Cộng Hòa muốn tăng cường sự can thiệp vào tổ A. Trong số các ủy viên bên đảng ủy đã có một đồng chí tên Lan Viễn Kim là chủ nhiệm phòng liên lạc quân sự rồi. Không ngờ giờ lại điều động thêm Dương Quốc Đào xuống làm công tác thẩm tra chính trị nữa. Trong số 9 ghế chủ chốt của tổ A thì đã có 2 ghế là của bên quân đội. Hơn nữa tướng quân Đới Thành cũng không phải là thành viên nội bộ chính thức mà là nhân viên của phòng liên lạc thuộc bộ chính trị tại tổ A. Trừ 3 người này ra thì những thành viên đảng ủy thực sự của tổ A chỉ còn lại Cung Khai Hà, Tây Môn Đông Hồng, Lâm Quốc Đống, Thôi Kim Đồng và Kế Vĩnh Viễn. Lý Khiếu Phong bị loại ra khỏi vòng nắm quyền lực của tổ A. Điều này khiến Cung Khai Hà rất đau đầu. Bởi vì khi còn là thành viên đảng ủy, Lý Khiếu Phong đã giúp đỡ tổ A khá nhiều. Lý Khiếu Phong là người có uy tín lớn, tư cách tốt. Những lúc tức giận ông ta còn dám dọa nạt cả một vài đồng chí khác bên quân ủy. Tất nhiên việc thay đổi nhân sự lần này Đường Hạo Đông đã thông báo trước với Cung Khai Hà. Các đồng chí khác đều tuyệt đối không biết. Cung Khai Hà không lên tiếng chứng tỏ ông ta cũng đã đồng ý quyết định này. Nhiều khi Cung Khai Hà cũng thực sự không biết làm cách nào. Nếu không đồng ý mà đứng lên phản đối thì người ta lại nói ra nói vào rằng tổ A chủ nghĩa cá nhân, muốn tạo lập một tổ chức riêng gì đó. Nếu chuyện này mà xảy ra thật thì bản thân Cung Khai Hà cũng không gánh vác được. Sau khi tuyên bố xong, Phó Chủ tịch Tần ra về. Cung Khai Hà vẫn ngồi đó, nghiêm nghị nhìn khắp phòng một lượt rồi nói. Việc điều động thêm nhân sự ngày hôm nay đã tăng thêm. Sức mạnh cho tổ A, hoàn thiện hơn nữa bộ máy then chốt. Đồng chí Dương Quốc Đào làm bên thẩm tra chính trị, về phương diện này đồng chí có rất nhiều kinh nghiệm. Tổ A là một tổ chức như thế nào, tất cả chúng ta đều biết rõ. Chỉ cần lọt vào tổ ta một người không xứng đáng thì thiệt hại cho chúng ta, cho quốc gia sẽ là vô kể. Vì vậy tôi hy vọng đồng chí Quốc Đào mới được điều động về sẽ luôn làm tốt công tác thẩm tra chính trị, thẩm tra một cách nghiêm ngặt. Công việc này tưởng chừng đơn giản nhưng lại rất quan trọng, không thể thiếu. Tôi sẽ cố gắng. Dương Quốc Đào nghiêm chỉnh đáp lại lời Cung Khai Hà.
sau đây chúng ta sẽ bàn bạc tiếp một số vấn đề còn tồn tại từ sau trận mê cung tử vong lần trước. Cung Khai Hà nói, ra hiệu cho Đới Thành. Xin mời đồng chí Đới Thành. Vì có hai đồng chí mới đến nên Đới Thành lược thuật lại trận mê cung tử vong. Sau đó, Đới tướng quân dừng lại, uống ngụm trà để hai đồng chí mới có khoảng thời gian nhỏ tiếp thu rồi mới nói tiếp. Sau trận mê cung đó, thi thể thần bí phát hiện ra vẫn đang được các chuyên gia bên tổ khoa học năng lượng tiếp tục nghiên cứu. Sau khi tiến hành các biện pháp kiểm định, về cơ bản có thể khẳng định rằng thi thể đó không phải là thi thể người ngoài hành tinh như vẫn đồn đại mà đích thực là thi thể người trái đất. Thi thể này ước chừng từ khoảng hơn 1.500 năm trước công nguyên. Nhưng ở đâu thì chúng ta còn chưa xác định được, nếu như có cả một thi thể hoàn thiện thì có lẽ chúng ta sẽ biết thêm được nhiều thông tin. Thế nhưng rất đáng tiếc là thi thể này lại nằm trong tay cả ba nước, nước ta, Nga và Mỹ. Phần chúng ta có được là phần nhiều nhất. Nhưng điều này chưa phải là yếu tố quan trọng nhất. Quan trọng hơn là khi đó, phía dưới thi thể có một tấm bản đồ. Tấm bản đồ này có lẽ chính là tấm bản đồ thần bí có thể mở được mê cung. Nói đúng hơn, cái bản đồ có ghi rõ một nơi nào đó. Chỉ có điều khi đó tấm bản đồ bị xé thành bốn miếng, chỉ có một miếng thì quả thật rất khó phán đoán. Hơn nữa các chuyên gia cũng cho rằng, tấm bản đồ này đi kèm theo thi thể kia nên ít nhất nó cũng có 3-4 nghìn năm tuổi rồi. Một tấm bản đồ cổ xưa như thế dù có ghi lại đặc điểm địa hình của một vùng đất nào đó thì do trái đất đã trải qua hàng nghìn năm biến đổi rồi, nên rất nhiều vùng đất đã thay đổi đáng kể. Cho dù có ghép được 4 miếng bản đồ lại với nhau thì tìm được vùng đất đó cũng là một điều rất khó. Tuy vậy dù có thế nào, các nước có được các miếng bản đồ đều rất hứng thú với nó. Thời gian này tổ chức đặc nhiệm của cả ba nước đã hợp tác với nhau. Tức là đem 3 miếng bản đồ ghép lại với nhau, cùng nhau nghiên cứu tìm hiểu, nếu phát hiện ra kết quả gì thì cả ba nước sẽ cùng được hưởng. Đây là một việc rất quan trọng, chúng ta cùng thảo luận một chút về ý của tổ trưởng cung. Nếu như cảm thấy có thể đồng ý chúng ta sẽ trình lên Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị theo hình thức biểu quyết tập thể. Nếu cấp trên phê duyệt chúng ta có thể liên lạc với bên Mỹ và Nga để bàn về công việc cụ thể rồi. Chẳng phải lúc đó đồng chí Diệp Phàm cướp lại một trong bốn mảnh bản đồ rơi vào tay tổ chức Shinto của Nhật rồi sao? Vậy là chúng ta có đến hai mảnh rồi, như vậy là cũng gần một nửa bản đồ rồi có đúng không? Còn một vấn đề nữa là niên đại của tấm bản đồ còn cách xa thời đại chúng ta hơn cả niên đại của thi thể kia. Hơn 4.000 năm trước, tấm bản đồ này xuất hiện ở đâu? Được làm từ chất liệu gì? Tại sao nó lại có thể tồn tại được đến hơn 4.000 năm? Nếu là bản đồ khắc trên đá thì có lẽ cũng đã bị bào mòn rồi. Tố phó Thôi Kim Đồng đặt ra vấn đề. Đúng vậy, bốn mảnh bản đồ thì chúng ta đã giữ tới một nửa. Chúng ta phải đặt ra yêu cầu, nếu như tìm thấy địa điểm được ám chỉ qua tấm bản đồ, nếu phát hiện ra thứ gì thì chúng ta phải được hưởng một nửa. Bởi vì bản đồ chúng ta cũng giữ một nửa mà. Còn về việc tại sao bản đồ và thi thể tìm thấy không cùng niên đại với nhau, tôi nghĩ nếu suy đoán một chút thì cũng thấy điều này là bình thường. Tấm bản đồ này có lẽ không phải là của thi thể kia. Có thể người đó nhặt được hoặc là tổ tiên để lại. Hơn nữa vấn đề tấm bản đồ được làm từ chất liệu gì mới là thứ khiến đội đặc nhiệm các nước hứng thú nhất. Bởi vì chất liệu làm bản đồ không phải là thứ chất liệu có ở trái đất. Nếu không thì ít nhất đến bây giờ chúng ta cũng chưa phát hiện ra loại chất liệu nào tương tự như thế. Các chuyên gia của tổ khoa học năng lượng đã so sánh nó với hàng ngàn các chất liệu khác nhưng tạm thời vẫn chưa tìm ra được chất liệu ban đầu. Một điều kỳ lạ nữa ở đây là ngoài việc thành phần của nó khó kiểm nghiệm thì trên tấm bản đồ còn có dấu vết bút tích của người ngoài hành tinh. Đới Thành vừa nói đến đây thì Kế Vĩnh Viễn gật đầu đồng ý. Đúng vậy, chúng ta nắm giữ đến một nửa bản đồ. Chỉ có điều, tấm bản đồ thần bí này quả thực khiến chúng ta phí không ít tâm huyết. Nếu như có thể tìm hiểu ra được thì không chừng đây chính là một bước đột phá quan trọng. Tấm bản đồ trải qua 4-5 nghìn năm mà vẫn còn nguyên vẹn được như vậy. Điều này sẽ có tác dụng thúc đẩy vô cùng to lớn với khảo cổ, nhân văn và ngành công nghiệp giấy ngày nay. Chỉ có điều người trong đội Hải Lang của Mỹ và đội Hồng Quân của Nga đều không đồng ý. Đội trưởng Brown của đội Hải Lang và đội trưởng Mikro Krakow của đội Hồng Quân đều đã lật lọng rồi. Họ nói rằng nếu chúng ta muốn nắm giữ một nửa số phát hiện ra thì họ sẽ không phối hợp ghép bản đồ. Đến lúc đó chúng ta sẽ chỉ có hai mảnh bản đồ và không có được hai mảnh khác trong tay họ để ghép lại.
lúc đó thì chỉ có thể dương mắt ra nhìn chứ không thể tìm ra được nơi bí mật đang nghi ngờ có cất giấu phi thuyền của người ngoài hành tinh. Đới Thành nói, sao cơ, Brow và Micro Krakow thật là tham lam và thâm hiểm. Rõ ràng chúng ta có tới một nửa tấm bản đồ, họ còn muốn chia ba ra sao? Nếu không có hai mảnh bản đồ của chúng ta thì những thứ họ đang nắm giữ cũng chỉ là hai mảnh giấy vụn, có tác dụng gì chứ? Tiên sư chúng nó định giở trò gì chứ? Giọng điệu Thôi Kim Đồng rất tức giận, thậm chí ông ta còn chửi thề. Cứ như thế này thì tình hình bế tắc thật, dù có nhanh chóng nghiên cứu ra được thì cũng giống như kế tướng quân vừa nói. Tổ A, chúng ta không phải là một đội chỉ biết đến vũ lực. Nhưng đối với những thứ có lợi cho nước, cho dân, cho các lĩnh vực khoa học khác nhau thì chúng ta quyết giành lấy. Tấm bản đồ chắc chắn có ý nghĩa lớn cho sự đột phá của ngành công nghiệp giấy nước ta. Lúc đó đội phó thường vụ mới nhậm chức Tây Môn Đông Hồng vừa thở dài vừa nói. Làm thế nào để phá vỡ được tình hình bế tắc lúc này? Xin mời các đồng chí cho ý kiến. Chúng ta là những ủy viên then chốt của đội đặc nhiệm, là thành viên tạo nên nó. Việc lớn như thế này lại có lợi cho quốc gia, cho việc gây dựng đội ngũ, cho đời sống của nhân dân, chúng ta không thể nào để mảnh bản đồ kia biến thành mảnh giấy vụn. Tôi nghĩ Brown và Micro Krakow cũng không muốn nhìn thấy cục diện bế tắc này. Có khi họ còn nóng lòng hơn chúng ta. Đây chính là lúc thử lòng nhẫn nại, ai không chịu được thì sẽ bị người khác chiếm đoạt quyền lợi của chính mình. Các đồng chí nói xem chúng ta nên tiếp tục kiên nhẫn hay nhượng bộ một bước, cùng nhau tìm hiểu để vạch trần sự thật mới là điều quan trọng nhất. Cung Khai Hà nói, tiếp tục thì sẽ không có lợi cho cả ba bên, tất cả chúng ta đều có tâm lý nôn nóng muốn ghép các mảnh bản đồ lại, chỉ có điều chưa đi đến thống nhất về việc phân chia quyền lợi công bằng được. Vì vậy mấu chốt là ở chỗ phải tìm ra được cách cân bằng quyền lợi giữa các bên. Diệp Phàm nói chen vào, hắn nhìn mọi người rồi tiếp tục. Tôi nghĩ ra một cách, cả ba bên đều nhượng bộ, mọi người thấy thế nào? Nhượng bộ như thế nào, đồng chí Diệp Phàm, đồng chí hãy nói cụ thể hơn. Cung Khai Hà nhìn Diệp Phàm hỏi lại. Chúng ta đòi một nửa, Brown và Micro Krakow thấy như thế quá nhiều. Bọn họ nghĩ hai nước bọn họ chỉ được một nửa nên không phục. Còn nếu bọn họ muốn lấy ba phần, thì chúng ta lại thiệt thòi. Bởi vì chúng ta giữ hai mảnh bản đồ nên tình thế mới đi vào bế tắc như vậy. Nếu cả ba bên cùng nhượng bộ, không cần chia số đạt được thành 3 phần hay 4 phần, mà chia thành 5 phần. Chúng ta nắm giữ hai mảnh bản đồ nên nếu tìm ra được nơi bí ẩn đó mà lại có được thu hoạch gì thì chúng ta đòi 2 phần trong tổng số 5 phần đó. Còn bọn họ mỗi bên 1 phần rưỡi. Như thế chúng ta sẽ chịu thiệt một chút nhưng còn hơn là cứ khư khư giữ để các mảnh bản đồ trở thành phế phẩm. Khi đó cả ba bên dương mắt lên nhìn cũng chẳng ích gì, có đúng vậy không? Diệp Phàm giải thích, phương án này nghe cũng có vẻ có lý. Kế Vĩnh Viễn vừa vuốt cằm vừa nói tiếp. Chúng ta tuy có chịu thiệt thòi một chút nhưng đúng như đồng chí Diệp Phàm nói, như thế còn hơn là để bản đồ trở thành phế phẩm. Hơn nữa, ít nhất chúng ta cũng được 2 phần 5. Còn bọn họ nếu chia ra thì mỗi bên cũng chỉ được 1 phần rưỡi của 5 phần, tức là vẫn ít hơn chúng ta một chút. Chương 2159, đến nhà chủ tịch Đường dùng bữa. Chỉ có điều không biết bọn họ có đồng ý như vậy không? Đúng lúc đó Dương Quốc Đào nói chen ngang vào. Anh ta đã ngầm quan sát Diệp Phàm, nhận ra hắn còn rất trẻ vậy mà đã đứng trong đội ngũ ủy viên thường vụ tổ A. Điều này thật khiến người khác kinh ngạc. Rút cuộc lai lịch của cậu thanh niên này là như thế nào? Dương Quốc Đào còn ngạc nhiên hơn nữa khi phát hiện ra rằng vị trí của cậu thanh niên này ngồi còn cao hơn cả mình, Lan tướng quân và Đới tướng quân. Nếu căn cứ vào tư cách của từng chỗ ngồi thì nghiễm nhiên cậu ta là một nhân vật quan trọng, xếp thứ 6 trong các thành viên của tổ A. Thông lệ dựa theo thâm niên công tác để luận cao thấp của người Trung Quốc từ xưa vẫn còn. Bình thường trong cơ cấu thể chế vẫn rất chú ý đến thứ bậc chức vụ. Khi hội họp, chỗ ngồi cũng cần chú ý. Anh ngồi sai chỗ có thể khiến người khác thù ghét, thậm chí người ta còn nghi ngờ rằng anh muốn leo lên vị trí ấy. Thế thì làm sao mà người ta lại không để ý đến anh? Thậm chí làm việc xong đi ăn uống cũng phải để ý chỗ ngồi, khi kính rượu cũng vậy. Đây thực chất là một tập tục xấu, tuy nhiên muốn thay đổi tư tưởng cổ hủ đã hình thành hàng nghìn năm nay thì quả thực rất khó. Nếu đến cả nước đó mà họ cũng không chấp nhận thì chúng ta sẽ để cho những mảnh bản đồ ấy biến thành phế phẩm hết. Cùng lắm thì lành làm gáo, vỡ làm môi.
cả ba bên dương mắt lên không làm được gì. Tôi nghĩ phía Mỹ còn nôn nóng hơn chúng ta. Họ tự cho mình là một nước lớn, là nước đàn anh trên nhiều mặt như khoa học kỹ thuật quân sự. Vài lần hợp tác với tổ A chúng ta trước đây đều chấm dứt vì họ cho rằng họ bị thiệt thòi lợi ích. Bọn họ ắt hẳn rất bực tức nên muốn tính sổ lại với chúng ta. Nếu lần này ba nước có thể hợp tác với nhau thì sau cùng không phải là chuyện chia chác lợi ích của những thứ phát hiện được mà có lẽ lợi ích của những thứ phát hiện ra được sẽ trở thành tiêu điểm tranh chấp giữa ba nước. Người trong thiên hạ đều vì quyền lợi mà bon chen, giành giật. Đứng trước lợi ích có ai chịu từ bỏ. Vì thế cho dù ba nước có bắt tay hợp tác thì chúng ta cũng phải bàn bạc một kế hoạch vẹn toàn. Đừng để đến lúc đó lại bị lỡm tay trên. Diệp Phàm nói, mọi người đều cảm thấy khí thế hùng hổ ở hắn. Đúng thế, nếu như chia ba ra thì chúng ta thiệt thòi quá. Thành phế phẩm thì thành phế phẩm. Cái gì mà người ngoài hành tinh chứ? Chết tiệt! Tôi thấy chuyện đĩa bay của người ngoài hành tinh chỉ là một chiêu bài. Ví như trong trận mê cung tử vong vừa rồi, biết bao đồng đội của chúng ta đã hy sinh nhưng kết quả thì thế nào? Chúng ta chỉ lấy được một thi thể không hoàn thiện và hai mảnh bản đồ cũ kỹ. Truyền thuyết thì nói cái gì mà vật chất chiến lược đặc biệt, cái gì mà hầm diệt vong, tất cả chỉ là hư ảo mà thôi. Bao nhiêu đồng chí đã hy sinh để đổi lại những thứ này, hai. Lan Viễn Kim trao mày thở dài. Những gì cần hy sinh thì phải hy sinh, cho dù tất cả chúng ta có bỏ mạng ở Sahara thì cũng phải làm. Chuyện này không bàn đến những cái khác, cho dù là giành giật một đống phế thải vô giá trị thì chúng ta cũng phải liều mình mà giành lấy. Trước khi mọi chuyện kết thúc, ai dám nói đó là một đống phế thải chứ? Nếu như đó thực sự là vật liệu chiến lược đặc biệt, người ta có, chúng ta không có. Điều đó sẽ mang lại vô vàn những hiểm họa ngầm cho nước chúng ta. Không thể nhìn cảnh họ có mà chúng ta không có. Hơn nữa tuy rất nhiều đồng đội của chúng ta đã hy sinh nhưng bọn họ còn thiệt hại nặng nề hơn. Tại sao họ lại đồng ý trả một cái giá đắt như thế mà không hối hận? Đó là vì tất cả chúng ta đều có mơ ước thực sự có những sinh vật thông minh từ hành tinh khác mà chúng ta không biết sẽ tới thăm trái đất. Mơ ước một nền kỹ thuật ngoài hành tinh tiên tiến hơn, mơ ước một ngày nào đó phi thuyền của loài người sẽ bay quanh hệ mặt trời bao la đi khám phá những bí mật của vũ trụ. Một vài chuyện nhỏ nhặt trên trái đất có thấm tháp vào đâu so với việc khám phá vũ trụ. Một mặt thúc đẩy sự tiến bộ của nhân loại, mặt khác cũng phải tìm cách mở rộng không gian sinh tồn ở bên ngoài. Vận mệnh con người vốn là một điều bí ẩn, thuyết tiến hóa cũng chỉ là một cách lý giải mà thôi. Tuy nhiên chưa tìm ra một cách giải thích hợp lý nào khác thì chúng ta đành phải tin tưởng thuyết của Darwin thôi. Vì thế chuyện này cứ quyết định vậy đi, chúng ta cứ tiến hành theo kiến nghị của đồng chí Diệp Phàm, gửi thông điệp cho phía đội Hải Lang và đội Hồng Quân. Các đồng chí thấy sao? Cung Khai Hà nhất thời bị kích động nên đã định trước mọi chuyện rồi mới hỏi ý kiến anh em. Diệp Phàm nghe vậy thì cười thầm, hắn nghĩ chẳng phải đội trưởng cung đã bảo cứ quyết định vậy đi rồi sao? Còn hỏi các đồng chí khác gì nữa? Ai mà đề đạt ý kiến khác thì khác gì đối đầu với đội trưởng cung? Không lẽ đội trưởng cố tình làm như vậy? Không chừng. Đương nhiên, kết quả này cuối cùng được toàn thể các ủy viên thông qua ngay lập tức. Sau khi tan họp, Diệp Phàm thu dọn xong đồ đạc đang định ra về thì đội trưởng cung gọi lại. Anh vào phòng tôi một lát. Diệp Phàm không còn cách nào khác, đành phải đến phòng làm việc của đội trưởng cung. Sắp tới giờ ăn cơm rồi, tôi đưa anh đi ăn cơm. Thật không ngờ đội trưởng cung cũng có lúc nói như vậy. Diệp Phàm ngây người ra rồi cười nói. Thế thì tốt quá, đội trưởng cung lúc nào cũng keo kiệt. Lâu lắm rồi tôi không được ăn cơm anh mời. Xem ra hôm nay được một bữa no nê rồi. Tôi nói hình như cậu còn chưa nghe rõ. Tôi bảo đưa cậu đi ăn chứ đâu có nói mời đi ăn. Cung Khai Hà vừa cười vừa đáp lại. Ồ, Diệp Phàm lại ngây người ra rồi hỏi lại đội trưởng. Vậy chúng ta đến nhà ai ăn cơm đây? Hỏi nhiều như vậy để làm gì? Anh cứ đi đi rồi khắc biết. Cung Khai Hà cười, đi phía trước dẫn đường. Diệp Phàm đi sau, trong lòng rất tò mò. Xe hắn đi theo xe của đội trưởng cung ra đến ngoại ô. Cái nhà ông này, đi ăn cơm mà cũng phải bí mật vậy sao, lại còn đi ra tận ngoại ô nữa. Thật không biết phiền phức gì cả. Diệp Phàm không hài lòng lắm, hắn nghĩ thầm trong bụng. Khít! Chiếc xe dừng lại trước sân một ngôi nhà rất bình thường, một tứ hợp viện hai tầng làm bằng gạch ngói giản dị. Bốn phía sân đầy những giàn nho. Giờ sắp đến tháng 5 rồi,
nho lên xanh tốt nhưng vẫn chưa ra quả. Sân của ngôi nhà trông mộc mạc mà tao nhã, đi dưới giàn nho đem đến cho người ta cái cảm giác dễ chịu. Bốn người trẻ tuổi mặc trang phục màu đen đứng trước cửa nhà. Diệp Phàm mơ hồ cảm nhận được ở họ tác phong và khí thế của các vệ sĩ. Nhìn thấy cung khai hà, cả bốn người bọn họ đều chào theo nghi thức quân đội. Tuy nhiên họ không nói câu gì như thể sợ sẽ quấy rầy ai đó. Sự việc bất thường đó khiến Diệp Phàm cảm thấy ngạc nhiên. Hắn nghĩ thầm ngôi nhà này chắc là nơi an dưỡng của vị cán bộ cấp cao đã nghỉ hưu nào đó, chỉ là bốn người gác cổng thôi mà cũng trông thật xuất chúng. Đi xuyên qua giàn nho vào trong phòng, hắn phát hiện ra đại sảnh cũng rất bình thường, kiểu cách trông không khác gì những tứ hợp viện thông thường khác ở Bắc Kinh. Lên tầng trên, nhẹ nhàng đẩy cánh cửa gỗ ra, phía trong có một bóng người đang ngồi trước chiếc bàn tròn cỡ lớn, quay lưng về phía hắn. Người đó nghe thấy tiếng động quay lại nhìn. Diệp Phàm đứng ngây người ra. Người đó thân thiện nhìn Diệp Phàm hỏi. Sao thế đồng chí Diệp Phàm? Hôm qua mới tạm biệt mà hôm nay đã quên rồi sao? Đường, chủ tịch Đường, sao lại là chủ tịch? Diệp Phàm như tỉnh ra nhưng miệng hắn lắp bắp không nói được rõ ràng. Sao lại không thể là tôi chứ? Đường Hạo Đông cười hỏi lại. Nơi này có lẽ là bình thường quá. Diệp Phàm đáp. Ngoại trừ chức vụ ra thì chúng ta đều là những người bình thường cả. Lại đây, ngồi xuống đi. Chủ tịch Đường vừa ra hiệu cho Diệp Phàm và Cung Khải Hà vừa nói. Một lát sau, đồ ăn đã được mang đến. Đó đều là những món ăn rất giản dị của nhà nông, một đĩa khoai tây xào mướp đắng, một đĩa thịt kho tàu. Ha ha, món trứng cá này chắc chắn cậu Diệp Phàm chưa được nếm qua. Nào, thử xem sao. Đường Hạo Đông chỉ vào bát thức ăn trông như là trứng chim bồ câu đã được bóc sạch vỏ và nói. Nào Diệp Phàm thử đi, hương vị rất được. Trước tôi có được ăn qua một lần, suýt chút nữa thì nuốt gọn cả lưỡi. Cung Khai Hà tủm tỉm cười, giơ tay lấy chiếc muôi trong bát múc cho Diệp Phàm vài muôi. Diệp Phàm cũng không khách sáo nữa nếm thử một cái thì thấy hương vị quả thật rất tuyệt, có dầu nhưng lại không ngấy, hơi chua nhưng lại có chút vị ngọt rất tự nhiên. Hắn tò mò hỏi. Chắc món này được làm từ trứng cá. Ha ha, đây là bí mật của người ta, chúng ta không thể đi tranh bát cơm của nhà người ta được. Đường Hạo Đông điềm đạm cười tỏ ý không nói cho Diệp Phàm biết. Đồng chí Diệp Phàm, vết thương của Vương Nhân Bàng thế nào rồi? Cung Khai Hà rất tự nhiên lái sang một câu chuyện khác. Vết thương bên ngoài khá nhiều, bên trong cũng có. Cũng may là sức khỏe cậu ta tốt chứ nếu là người bình thường thì đã thành tàn phế từ lâu rồi. Bọn người kia đã bị các đồng chí của Ban Kỷ luật Trung ương tóm gọn rồi chứ nếu không tôi sẵn sàng tặng mấy cú đấm vỡ đầu chúng nó. Diệp Phàm cố ý nói những câu thô bạo. Đối với một số đồng chí hiểu luật pháp mà vẫn phạm luật thì phải nghiêm trị. Khuôn mặt chủ tịch Đường bỗng nghiêm khắc trở lại. Thế nhưng đồng chí Diệp Phàm ạ, dù sao mọi chuyện cũng qua rồi. Hơn nữa trong chuyện này, Vương Nhân Bàng là người có lỗi trước. Nếu cậu ta không say xỉn rồi gây sự thì những sự việc sau đó đã không xảy ra. Những gì cần xử lý chúng ta sẽ nghiêm minh xử lý, cần đánh bại chúng ta sẽ đánh bại. Tuy nhiên nếu như vậy tôi e rằng Vương lão sẽ khó mà hả lòng hả dạ được. Cung Khai Hà thở dài nói. Trong nháy mắt, Diệp Phàm đã hiểu ra mọi chuyện, có lẽ hai vị lãnh đạo mời hắn dùng bữa cơm này là để nhờ hắn làm người giảng hòa. Mục đích nhắm đến chắc chắn là cao nhân Vương Thành Trạch. Muốn cho Vương lão hết tức giận thì trước tiên phải trừng trị nghiêm khắc kẻ đã ra tay, giống như đội trưởng cung vừa nói, cái gì nên xử lý thì phải xử lý thật nghiêm minh. Cái gì nên đánh bại thì phải đánh bại, tôi nghĩ việc này sự tình thế nào, cả hai vị lãnh đạo đều rõ. Nếu không có người hậu thuẫn chống lưng ở phía sau thì Cố Hoài Hưng không thể làm những việc như thế. Hơn nữa Cố Hoài Hưng và Vương Nhân Bàng lại không thù không oán với nhau, có đúng không? Tôi nghĩ chuyện này vẫn còn nhiều điều mập mờ, không rõ ràng. Diệp Phàm nói, trước tiên hắn muốn trừng phạt thật nghiêm Cố Hoài Hưng, mặt khác cũng yêu cầu lãnh đạo phải trực tiếp ra tay điều tra Tạ Thắng Cường. Ha ha, vậy đồng chí Diệp Phàm có kiến nghị gì cứ nói. Chủ tịch Đường vừa cười vừa nhìn Diệp Phàm. Kiến nghị, hai vị lãnh đạo đều biết rõ, tôi đâu dám nói lung tung. Diệp Phàm tất nhiên không dám trực tiếp nói thẳng vì như thế khác gì ép hai vị lãnh đạo làm theo ý hắn. Cấp dưới mà làm như vậy thì thật không nên. Ha ha ha, đồng chí Diệp Phàm từ khi nào lại trở nên khiêm tốn như vậy? Tôi thấy lúc cậu tung nắm đấm, cậu
cậu đâu có khiêm tốn. Hay là đúng như đội trưởng cung nói, các bậc cao nhân đều cứng rắn. Chủ tịch Đường nói, tôi đâu dám, tôi biết tình mình nhiều khi cứng rắn quá, tôi vẫn đang cố gắng khắc phục để thích ứng với xã hội và yêu cầu của công việc. Diệp Phàm đáp lại, chương 2160, cô có rồi hả? Ha ha, tính khí quá sung có lúc thực tế lại không hay. Nên sửa, tuy nhiên, cũng không thể sửa cả bản chất, như vậy không phải là bản tính của anh rồi đồng chí Diệp Phàm. Nói về cứng rắn, lúc cần cứng rắn cũng không thể mềm mỏng có phải không? Cho nên, kiến nghị của đồng chí Diệp Phàm tương đối hay. Một số đồng chí, nên hiểu rõ một chút vấn đề. Thế này đi, việc này, sẽ để đồng chí Diệp Phàm đi Vương Gia Cốc một chuyến, nói chuyện với Vương Lão một chút. Giải thích một chút thái độ của tổ A chúng ta với lãnh đạo cấp trên là tuyệt đối không nương tay. Cung Khai Hà lại động đến bên này. Việc này, nếu thủ trưởng cung đi hòa giải một chút không phải càng tốt sao? Lãnh đạo tổ A ra mặt, như vậy, thái độ không phải rất rõ ràng sao? Diệp Phàm cũng không chịu, phản pháo lại Cung Khai Hà. Đồng chí Đường Hạo Đông cũng hơi sửng sốt, đột nhiên cười ha ha mấy tiếng còn liếc Cung Khai Hà, ông ta cũng không lên tiếng. Dường như chờ xem diễn kịch. Đồng chí Diệp Phàm, anh xem, kẻ già nua như tôi không có tư cách để đi. Tốt nhất vẫn là anh đi một chuyến thì thích hợp hơn. Và lại, dựa vào tình cảm cá nhân giữa anh với Vương Nhân Bàng. Còn cả Vương Lão yêu ái anh nữa. Nói ra cũng dễ hơn. Cung Khai Hà nói thẳng ra. Được rồi, vậy là quyết định xong. Đồng chí Diệp Phàm, cậu là tổ phó tổ A, sự hưng suy của tổ A cũng có một phần trách nhiệm của cậu. Tình hình hiện nay của tổ A cậu là rõ nhất, chúng ta còn thiếu nhân tài đỉnh cao. Đồng chí Vương Thành Trạch chính là đối tượng chúng ta nhất định phải có được. Cậu lần này đi Vương Gia Cốc là gánh vác trọng trách thuyết phục đồng chí Vương Thành Trạch vào đội. Việc này không được thương lượng, chỉ có thể thành công. Nói đến câu cuối cùng, Chủ tịch Đường giọng điệu rất nghiêm khắc, căn bản là không có ý muốn thương lượng. Tôi nhất định cố gắng. Diệp Phàm đứng lên, chào theo nghi thức quân đội. Không phải là cố gắng, mà là nhất định phải làm được. Chủ tịch Đường lại nhấn mạnh câu, phá hỏng chiêu trò của Diệp Phàm. Nhất định làm được, làm không được tôi đem giường chiếu chăn màn ra trải tại nhà Vương Lão. Diệp Phàm thanh âm lớn lên không ít. Được, được, chỉ cần có thể thành công, anh làm gì cũng được, không ngờ đồng chí Cung Khai Hà cũng nói ra một câu vô lại như vậy. Ôi, lại bị chụp mũ rồi, Diệp Phàm ở trong lòng thở dài. Còn nữa, ý của chủ tịch là chuẩn bị để đồng chí Vương Thành Trạch kiêm chức cố vấn chủ tịch. Đây là thân phận bề ngoài của ông ta, hưởng hết các đãi ngộ tham chiếu theo tiêu chuẩn của một cấp phó nhà nước. Cung Khai Hà lại bổ sung một câu. Vậy được, tôi sẽ nói rõ với ông ta. Diệp Phàm gật đầu. Nào nào nào, ăn trứng cá, hương vị rất được. Cung Khai Hà đã xong việc, nhất thời tâm trạng tốt. Cầm lấy muôi thiếu chút nữa nhét cả bát lớn trứng cá vào bát Diệp Phàm. Chủ tịch Đường cũng là vui vẻ nhìn. Chỉ một bát trứng cá là gì, ông đây lại phải tốn nước bọt mòn ra môi, không khéo còn bị người ta xem thường, đen đủi, thế nào lại dính phải vụ này, trong lòng người nào đó buồn bực hét thầm. Sau bữa cơm Diệp Phàm đi thẳng đến Tổng viện quân y. Phát hiện trong phòng bệnh Vương Nhân Bàng và Tiếu Thập Lục muội hai người, thân mật đến mức không chấp nhận được. Diệp Phàm len lén đẩy cửa đi vào, nghe xong hồi lâu. Phát hiện một bà xã một ông xã đang rên rỉ, nghe thấy vậy Diệp Phàm thấy lạnh gáy, da gà nổi đầy người. Ôi, đạo đức suy đồi, còn chưa kết hôn đã gọi như vậy, buồn nôn quá. Diệp Phàm nói giọng âm dương quái khí. Diệp Phàm thi triển mắt ưng nhìn bụng Tiếu Thập Lục muội trong bóng tối. Phát hiện có nhô lên nhưng không rõ ràng, tuy nhiên, hình như chỉ hơi nhô lên. Chỉ dựa vào đây liệu có thể kết luận Tiếu Thập Lục muội mang thai hay không? Đúng vậy. Là đạo đức suy đồi đấy. Người nào đó ngày ngày ôm cô nào đó trong biệt thự Hồng Diệp, nghe nói cũng chưa kết hôn. Thế thì gọi là bà xã nhỉ. Vương Nhân Bàng liếc nhìn Diệp Phàm, cố ý hỏi Tiếu Thập Lục muội. Sống chung trước hôn nhân. Tiếu Thập Lục muội cũng rất phối hợp, song song liên thủ phản kích Diệp Phàm. Chúng ta là mai mối đính hôn, theo lý mà nói cũng là nửa vợ chồng rồi. Cổ đại không có giấy đăng ký kết hôn, chả phải đều thế này sao? Không giống một số người, hình như việc này còn chưa xong ấy. Gọi nhau nghe đến buồn nôn, sau này, có phiền phức rồi. Diệp Phàm cố ý khích Tiếu Thập Lục muội.
Có lẽ, Tiếu Thập Lục muội với Vương Nhân Bàng thực sự muốn ở bên nhau, phỏng chừng còn có phiền toái lớn. Phiền toái đầu tiên khẳng định chính là Tiếu Thiết Phong. Tiếu gia cùng Tạ gia có quan hệ nhiều đời, hai bên cha mẹ đều hy vọng Thập Lục muội sẽ sánh vai cùng Tạ Thủy Đông. Vương Nhân Bàng trong mắt bọn họ liền biến thành kẻ thứ ba chen chân quấy rối. Hơn nữa, anh ta lại tay đấm chân đá làm ầm ĩ ra như vậy. Có lẽ, trong mắt người nhà họ Tiếu sớm đã coi anh ta như đám lưu manh du côn. Mặt khác, Vương gia chỉ là có ấn tượng ban đầu về Tiếu Thập Lục muội. Nếu Tiếu gia muốn bắt vạ, Vương gia khẳng định cũng sẽ nổi giận. Quả nhiên, Tiếu Thập Lục muội mặt mũi tối sầm lại, môi giật giật không nói nên lời. Còn Vương Nhân Bàng lại hung hăng trừng mắt nhìn Diệp Phàm, còn cố đưa mắt về phía hắn, ý là người anh em không thể bóp mẽ người ta như vậy. Nhân Bàng, bác gái đâu? Diệp Phàm hỏi. Bà về từ sớm rồi. Vương Nhân Bàng nói, liếc nhìn Tiếu Thập Lục muội, nói. Đều là bà xã nhỏ của tôi chăm sóc tôi, rất tốt đó. Vương Nhân Bàng đương nhiên là muốn đùa Tiếu Thập Lục muội vui vẻ lên, cố ý nói như thế. Anh còn có bà lớn. Tiếu Thập Lục muội đột nhiên trợn tròn mắt chằm chằm nhìn Vương Nhân Bàng. Nào dám, ta đời này chỉ có bà nhỏ không có bà lớn, Vương Nhân Bàng vội vàng giải thích. Thập Lục, cô theo tôi ra đây một chút, tôi có chút việc nhỏ muốn hỏi cô một lát. Diệp Phàm đột nhiên nói. Tiếu Thập Lục muội gật đầu đi theo Diệp Phàm tới phòng tiếp khách bên ngoài. Bởi vì Vương Nhân Bàng nằm phòng cán bộ cao cấp, loại phòng bệnh này kỳ thật chính là phòng bệnh có hình thức một gian nhà. Có phòng bệnh chính tông, có phòng cho người nhà, bên cạnh còn có một phòng khách. Chủ yếu là nơi để cán bộ cao cấp tiếp đãi khách đến thăm bệnh bàn chuyện. Cán bộ cao cấp vẫn là cán bộ cao cấp thôi, dù là trị bệnh cũng phải ở phòng bệnh chỉ huy công tác bên ngoài, sự nghiệp cách mạng ngày ngày làm. Thấy Diệp Phàm chằm chằm nhìn mình hồi lâu không nói, Tiếu Thập Lục muội mặt đột nhiên hơi có chút đỏ. Cô vân về vạt áo mình, không ngờ còn hóp bụng lại. Đúng lúc này, Diệp Phàm đột nhiên lên tiếng. Cô có rồi phải không? Ý gì vậy, chủ nhiệm Diệp, tôi không hiểu. Tiếu Thập Lục muội hơi sửng sốt, vội nói. Tuy nhiên, hai má lại càng đỏ thêm. Không cần giả bộ, cô có 5 tháng rồi. Diệp Phàm nói, ánh mắt quét qua bụng cô. Không, không thể nào. Tiếu Thập Lục muội vội lắc đầu, vẻ mặt kia rõ ràng có chút hoảng loạn. Không cần giấu nữa, hai người lúc ấy trong hang động quái gì kia hết thảy những gì xảy ra tôi ở xa tuy nói đang chiến đấu, nhưng vẫn để ý hết. Tuy nhiên, cô cũng không cần khó xử, tôi chỉ là thấy hai người lăn lộn cùng một chỗ. Việc này, Nhân Bàng đã nói thật với tôi rồi. Cô nghĩ xem, cô đến bây giờ còn giấu, chẳng lẽ thật sự muốn tự mình sinh đứa bé tự mình nuôi nấng? Cô nghĩ xem, gia tộc cô sẽ cho phép cô xử lý như vậy sao? Cô thật sự muốn cắt đứt với gia đình à? Cô chẳng lẽ thực sự không muốn có một gia đình ấm áp? Đứng từ phía đứa nhỏ, cô lẽ nào muốn nó sinh ra là đứa trẻ đáng thương không cha? Gia đình thiếu người cha gây tổn thương rất lớn với đứa nhỏ, loại thương tổn vô hình này sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống cả đời của nó. Điều này với đứa nhỏ mà nói là không công bằng. Diệp Phàm hừ giọng nói. Từng bước nói rõ mà ép tới. Tôi, Tiếu Thập Lục muội kỳ thật luôn gắng gượng, lúc này gượng không nổi bị Diệp Phàm đâm trúng điểm yếu, mắt lập tức hoe đỏ. Mấy ngày qua, cô đã suy xét rất nhiều việc, tâm trạng tự nhiên không tốt. Cô không cần lo lắng gì cả, chuyện của cô là việc của tôi với Nhân Bàng là anh em. Nếu cô tin tưởng tôi hãy nói ra, việc này để tôi xử lý, thế nào? Diệp Phàm nói. Kiên trì nói những lời của một bà mối. Anh thật sự chịu giúp tôi. Tiếu Thập Lục muội cặp mắt thật to kia nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Cô xem tôi có khi nào nói chuyện mà không suy xét không? Diệp Phàm vẻ mặt đứng đắn nói. Tôi đúng là đã có thai, 5 tháng. Mấy ngày nay sợ người ta phát hiện, còn nhẹ nhàng dùng vải bó bụng lại. Tôi vẫn luôn lo lắng làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của đứa nhỏ không? Tuy nhiên, khi không có ai tôi liền cởi ra. Thời gian bó buộc cũng không dài. Hơn nữa, tôi trên cơ bản không ra khỏi cửa. Cứ cách một khoảng thời gian đều phải đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ nói tất cả đều bình thường. Bằng không, tôi thực sự không phải với Nhân Bàng. Tiếu Thập Lục muội rốt cục nói hết thực tình. Bởi vì, cô tin rằng, hy vọng lớn nhất có thể khiến cô và Vương Nhân Bàng đến bên nhau chính là Diệp Phàm. Cô đang ở chỗ tuyệt vọng vớ được một ngọn cỏ cứu mạng.
Ôi, cả hai người đều không tốt. Cô ấy, vẫn giả bộ kiên cường. Còn nhân bằng thì, vẫn vờ như không có việc gì. Đến lúc gặp chuyện lại dở trò say rượu động chân tay, kết quả lại làm ra cái bộ dạng này. Nếu sớm phá đi thì tốt, cũng sẽ không đến nỗi như hiện nay, quá bị động phải không? Diệp Phàm nói. Tôi sợ nhân bàng không thích tôi. Cứ quấn lấy anh ấy sẽ chỉ làm anh ấy thêm chán. Hơn nữa, anh ấy ban đầu không để ý đến tôi. Tôi còn nói lời này ra, chẳng phải là ép anh ấy, bắt bí anh ấy sao? Đây không phải tính cách của Tiếu Thập Lục muội tôi. Ai ngờ một, nụ hôn, cũng khiến anh ấy tức giận như vậy. Tôi mới hiểu được, kỳ thật, trong lòng anh ấy cũng có tôi. Tiếu Thập Lục muội hai má hồng hồng nói. Là trai hay gái? Diệp Phàm hỏi. Tôi không hỏi, mặc kệ trai hay gái tôi đều thích. Tiếu Thập Lục muội mặt đỏ bừng, rất thẹn thùng. Chúng ta lập tức đi siêu âm. Diệp Phàm nói, có vẻ hứng thú. Việc hình thành lên một con người cũng là một bí ẩn. Việc này, Tiếu Thập Lục muội nhăn nhó. Cô nghĩ xem, một gia tộc như Vương gia sẽ hy vọng đứa bé trong bụng cô là trai hay gái. Đương nhiên, không phải nói con gái không tốt. Tuy nhiên, nếu đứa đầu có thể là cây gậy, tin rằng Vương lão sẽ vui lòng. Vương lão mà vui lòng, mẹ nhân bàng khẳng định lập tức đến bế cháu. Vậy việc này đã thành một nửa rồi phải không? Đến lúc đó, tôi ở bên cạnh nhảy vô góp vui. Nếu nhà hai người không đồng ý, thì chúng ta sẽ đấu với họ đến cùng. Đấu đến khi bọn họ đồng ý mới thôi. Lòng người đâu phải sắt đá, rất nhiều bậc cha mẹ lúc đầu nghĩ không thông. Thậm chí cắt đứt quan hệ với con gái. Cuối cùng khi bế cháu ngoại đến, chuyện gì nghĩ không thông đều tan thành mây khói hết. Diệp Phàm đúng là biết tám chuyện. Tiếu Thập Lục muội ngẫm lại cũng thấy có lý, liền đi theo Diệp Phàm làm siêu âm. Kết quả không ngờ vượt quá dự liệu của Diệp Phàm. Chương 2161, trả miếng thủ trưởng cung đã, rồi nói sau. Vương nhân bàng tay này thật đúng là biết làm, một lần, làm việc, trong hỗn loạn không ngờ làm ra một cặp song sinh, hơn nữa, không phải long phượng thai, mà là song long thai. Nghe đây, theo như hiện tại, không thể bó bụng được nữa, khẳng định sẽ ảnh hưởng đến thai nhi. Nếu không thuận tiện, cô cố gắng ít về nhà là được. Diệp Phàm dặn dò. Vâng vâng, cảm ơn anh Diệp. Tiếu Thập Lục muội chưa từng hạnh phúc như vậy, hơn nữa, còn vô cùng cảm kích Diệp Phàm. Anh Diệp, việc này, tôi có cần nói với nhân bàng không? Tiếu Thập Lục muội nói. Việc này, đương nhiên nên nói. Tuy nhiên, hãy chờ tôi đi Vương ra một chuyến rồi nói sau. Diệp Phàm nói. Cảm ơn anh, Diệp ca, việc này lại phiền đến anh. Tiếu Thập Lục muội hai má đỏ lên, còn tưởng rằng Diệp Phàm đến Vương gia chính là vì chuyện của mình. Tôi với nhân bàng là anh em, chuyện của hai người không thể kéo dài thêm, dù sao cũng phải giải quyết cho xong đúng không? Diệp Phàm nói, kỳ thật trong lòng hắn có hơi hổ thẹn. Buổi tối, Diệp Phàm mang hai bình rượu thẳng đến Vương gia cốc. Người nhà họ Vương cũng tương đối nhiệt tình. Vương Mị em họ Vương Nhân Bàng ở giao lộ chờ Diệp Phàm. Điều này với Vương gia mà nói chính là lễ đón khách cao nhất. Đương nhiên, một nguyên nhân là do Diệp Phàm đã cố sức cứu Vương lão. Thứ hai chính là vì năng lực của Diệp Phàm không thể không khiến Vương gia cốc nhìn với cặp mắt khác trước. Sau khi xong phương khách khí chào hỏi liền ngồi xuống. Trong tay Vương Thành Trạch cha Vương Nhân Bàng vẫn cầm theo một chiếc lồng sưởi, mặc dù Diệp Phàm trong lòng thấy rất kỳ quái. Nhưng không tiện hỏi chuyện người ta. Vương lão, Cố Hoài Hưng và các đồng chí liên can toàn bộ đã bị bắt giam. Việc này, thủ trưởng cung ủy thác tôi tới xin lỗi các vị. Đối với các đồng chí này, nhất định sẽ xử lý nghiêm túc. Diệp Phàm bắt đầu, mở máy hát. Chuyện đã qua còn nói lại làm gì, hơn nữa, cũng là nhân bàng sai trước. Tiểu tử này có lúc đáng bị trừng trị. Uống chút, nước đái mèo, rượu đã động tay động chân. Chuyện lần này khiến nó bị giáo huấn một chút cũng tốt. Bằng không, thực sự còn tưởng rằng quốc gia cũng không quản nổi nó phải không? Vương lão nhẹ nhàng khoát tay, liếc nhìn Diệp Phàm, nói. Tổ trưởng cung phía sau xử lý như vậy liệu có chút không thỏa đáng không? Nhân bàng là một người bình thường, không chức không quyền sao có thể vào nằm tổng viện quân y, hơn nữa còn là phòng bệnh cán bộ cao cấp. Làm như vậy, sẽ khiến người ta dị nghị đấy. Ha ha, thật ra. Không có chút nào không thỏa đáng. Diệp Phàm trong lòng lập tức mừng rỡ, điểm mấu chốt trong câu nói đã lộ ra. Lời này cu ả chủ nhiệm Diệp,
lão già tôi không hiểu à, Vương lão nói. Việc này, Diệp Phàm giả vờ trưng bộ mặt khó xử, liếc nhìn Vương Thành Trạch, nói. Vương lão, Vương thúc, có câu không biết có nên nói hay không? Có điều gì mà không thể nói, đến nhà chúng tôi cứ tự nhiên. Và lại, cậu Vói Nhân Bàng là anh em tốt, coi đây như nhà mình là được. Vương Thành Trạch đột nhiên mỉm cười. Việc này, sau khi xử lý Cố Hoài Hưng để Nhân Bàng đến Tổng viện quân y điều trị. Cậu ấy là ở tại phòng bệnh cán bộ cấp phó quốc gia. Như vậy, có điều kiện đảm bảo Nhân Bàng được điều trị tốt nhất. Diệp Phàm nói. Cấp phó quốc gia, trước kia khi ta chưa về hưu chiếu cố Nhân Bàng còn được. Hiện tại, không được nữa rồi, già rồi, rút lui rồi. Cũng không thể để người ta gièm pha. Vương lão nghiêm mặt, nói. Ngày mai để nó chuyển đến bệnh viện địa phương đi. Vương lão, ân tứ là có thể mời đồng chí Thành Trạch vào đội được không, trên thực tế chính là tiếp nhận vị trí của ngài. Hơn nữa, về việc này, Chủ tịch Đường chính miệng nói với tôi rồi. Đồng chí Thành Trạch nếu đồng ý vào đội, trên danh nghĩa mang hàm cố vấn Chủ tịch. Tất cả đều chiếu theo tiêu chuẩn cấp phó quốc gia hưởng các loại phúc lợi đãi ngộ. Hơn nữa, cố vấn Chủ tịch vốn chính là cán bộ cấp phó quốc gia được nhà nước chính thức công nhận. Diệp Phàm rốt cục cũng tung đề tài ra. Ha ha, đồng chí Khai Hà thật đúng là quan tâm. Vương lão thản nhiên cười cười, cũng không bày tỏ thái độ của mình. Vương lão ý ông thế nào? Diệp Phàm đành phải bất đắc dĩ ép tới. Việc này, Thành Trạch, con thấy thế nào? Vương lão liếc mắt nhìn con, hỏi. Nếu ba đồng ý con sẽ tham gia. Vương Thành Trạch không ngờ nói ra lời này, đưa quyền chủ động lại cho Vương lão. Chủ nhiệm Diệp, cậu làm, thuyết khách, rất tốt. Vương lão ha hả cười nói. Ôi, cái số tôi khổ. Tôi cũng là bị thủ trưởng cung ép, bằng không, sẽ bị khiển trách là không quan tâm xây dựng tổ A, không quan tâm quốc gia, không cố gắng công tác. Thời gian này, khó A. Diệp Phàm vẻ mặt cay đắng, tất nhiên là đang giả bộ. Ha ha ha. Không thể ngờ được Vương lão với đồng chí Vương Thành Trạch cười sảng khoái. Đồng chí Khai Hà không dám ép cậu, nếu cậu nổi giận, chỉ e đồng chí Khai Hà còn phải hòa hoãn phải không? Vương lão nói. Lúc này, mẹ Vương Nhân Bàng Hồ Mai Cúc bưng trà lên. Đây là cung trà La Phù cung đặc chế, chủ nhiệm Diệp uống thử xem. Vương lão nói. Vâng vâng, trước khi uống trà tôi muốn nói với Vương lão, Vương thúc, còn cả cô đây tin vui. Diệp Phàm hai tay nắm lại vẻ mặt tươi cười nói. Vui, Nhân Bàng bị đánh thành ra như vậy, tôi thương tâm còn không hết, sao lại vui? Hồ Mai Cúc hơi có vẻ phẫn nộ nói. Cô, việc này đã qua, tuy nhiên, đúng là có chuyện vui. Diệp Phàm vẻ mặt nghiêm túc nói. Ồ, nói nghe xem, Vương lão hình như cũng thấy hứng thú. Nhân Bàng sắp làm cha. Diệp Phàm đột nhiên mở miệng, những lời này đúng là dễ gây kinh ngạc. Mấy người nhà họ Vương lập tức ngây người. Cậu nói cái gì? Hồ Mai Cúc đầu tiên không kìm nổi. Thập lục muội có thai rồi, 5 tháng. Hơn nữa lại là một cặp song sinh, hai thằng cu. Vương lão, gia đình Tiếu Thập Lục muội ngài chắc cũng biết một chút. Cha Tiếu Thiết Phong là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, là nhân vật tai to mặt lớn trong quân đội. Mà Tiếu gia vốn có ý muốn làm thông gia với Tạ gia. Việc này, Thập Lục đương nhiên không chịu. Đúng lúc, lại xảy ra chuyện. Vương lão, ông nghĩ xem, nếu Vương thúc không nhận chức cố vấn này, muốn rước Thập Lục muội về Vương gia cốc, có chút khó khăn đó. Tuy nói đã là xã hội hiện đại, đề xướng nam nữ bình đẳng tự do yêu đương. Tuy nhiên, nói thì nói vậy, quyết định thực sự vẫn là nằm trong tay cha mẹ người ta. Rất nhiều phụ huynh chúng ta vẫn có tư tưởng phong kiến nhất định, để ý chính là chuyện môn đăng hộ đối. Tin rằng điểm này Vương lão với Vương thúc sớm đã để ý. Vương gia nhà ta đâu có chỗ nào kém, chính là thể diện này cũng cần lấy về phải không? Diệp Phàm nói. Nói rất hay, Vương gia chẳng hề kém Tiếu gia. Con gái Tiếu gia có thể vào Vương gia, đó là Vương Kinh Thiên ta nể mặt bọn họ. Vương lão đột nhiên lộ rõ khí phách, lấy lại uy thế Vương lão công lực cái thiên ngày xưa. Ba, nếu chủ nhiệm Diệp nhiệt tình như vậy, mà cậu ấy lại là bạn của Nhân Bàng, việc này, con thấy để cho chủ nhiệm Diệp đi hòa giải thế nào ạ? Vương Thành Trạch vừa mở miệng, tim Diệp Phàm thắt lại, vội vàng xua tay, nói, không được không được. Sao lại không được, chủ nhiệm Diệp?
cậu là đồng chí, ngay cả đồng chí Khai Hà cũng dám đấu cùng. Vừa rồi cậu cũng nói hùng hồn lắm, thế nào, đến giờ lại bị Tiếu Thiết Phong dọa cho sợ rồi à? Vương lão như cười mà cô cười, nhìn Diệp Phàm nói. Việc này, không phải dọa cho sợ, ông ấy cũng là người, mọi người bình đẳng phải không? Chỉ có điều, việc này, làm mai mối cũng phải xem phân lượng chứ. Tôi thấy việc này, thủ trưởng cung làm ông mai là tốt nhất. Thủ trưởng cung không phải còn giữ chức thứ trưởng Bộ Quốc phòng sao? Nếu tính như vậy đồng chí Tiếu Thiết Phong còn là lãnh đạo trực tiếp của ông ấy. Ha ha! Diệp Phàm cười gượng hai tiếng, thầm nghĩ lão cung cả ngày tính kế ta, thì ta cũng trả đũa ông ấy một phen. Chưa biết chừng, Tiếu Vương hai nhà thông gia còn có chút khó khăn. Quả nhiên, Vương lão cùng Vương Thành Trạch liếc mắt nhìn nhau, đột nhiên phá lên cười, Vương Thành Trạch nói. Ừ, ý tưởng này của chủ nhiệm Diệp hay lắm, việc này cứ quyết định như vậy đi. Muốn tôi tiếp nhận vị trí của ba cũng được. Điều kiện duy nhất chính là phải để đồng chí Khai Hà làm mai vụ này thành công rồi bàn sau. Bằng không, sẽ không cần bàn. Chuyện trong nhà còn rối rắm, đâu có thời gian đi quản quốc gia đại sự. Tôi đây, tư tưởng không cao thượng như vậy. Việc này, nếu Vương Thúc không nhận vị trí cố vấn này trước, làm sao có thể khiến Tiếu gia nhìn thấy thực lực Vương gia chúng ta phải không? Chỉ bằng, nhận chức trước rồi bảo thủ trưởng cung ra mặt làm ông mai. Đến lúc đó, môn đăng hộ đối rồi tin rằng cũng sẽ thuận lợi nhiều lắm. Hơn nữa, tin chắc thủ trưởng cung nếu đã hứa hẹn cũng sẽ không thay đổi phải không? Nếu thực sự thay đổi, ông ấy đổi chú cũng đổi. Diệp Phàm vê cằm, cố ý nói khích Vương Thành Trạch. Đó là chuyện của đồng chí cung Khai Hà, tôi chỉ có một điều kiện này. Ngày nào nhân bàng kết hôn cùng Tiếu Thập Lục muội cũng chính là ngày Vương Thành Trạch tôi vào tổ. Bằng không, việc này sẽ không cần bàn nữa. Nếu đồng chí Khai Hà cảm thấy quá khó, bản thân chúng ta cũng có thể đi nói chuyện với Tiếu gia. Không cần nói việc khác, dù là phải cướp cũng cướp cho được Thập Lục về. Con cháu họ Vương chúng tôi mãi là con cháu họ Vương. Sao có thể để Tiếu gia nuôi dưỡng? Vương Thành Trạch trên mặt bá khí chợt lóe rồi tan biến. Bình tĩnh như thường, khiêm tốn cứ như hai người vậy. Xem ra, cao thủ chân chính đều thích diễn vai cừu non ăn thịt sói. Diệp Phàm rời Vương gia cốc với vẻ mặt vui vẻ vì người khác gặp họa. 8 giờ sáng hôm sau, Diệp Phàm gọi điện thoại cho đồng chí cung Khai Hà, nói là phải báo cáo chuyện tối qua đi Vương gia cốc. Đồng chí cung Khai Hà nói là 8 giờ sáng đúng lúc phải báo cáo cho chủ tịch Đường ngày hôm qua tổ A họp đảng ủy quyết định về việc cùng hợp tác thăm dò đĩa bay Mê Cung tử vong với Mỹ, Nga. Cho nên, kêu Diệp Phàm cứ trực tiếp đến văn phòng chủ tịch Đường báo cáo. Diệp Phàm đương nhiên vui rồi. Vừa hay, Đường đến đấy còn gần hơn. 8 rưỡi, Diệp Phàm tới văn phòng chủ tịch Đường. Thư ký cổ miệng nhao nhao cả phòng, cười nói. Chủ nhiệm Diệp, hai vị lãnh đạo đang chờ anh ở bên trong, anh cứ trực tiếp vào là được. Cảm ơn. Diệp Phàm rất khách khí chào hỏi Cổ Kiệt chờ sau khi gõ cửa được trả lời mới đẩy nhẹ cửa đi vào. Nhận thấy chủ tịch Đường ngồi ở bàn làm việc cạnh tường trên chiếc sofa một người làm bằng gỗ bọc đệm mềm. Đồng chí cung Khai Hà ngồi ở đối diện ông ấy, thấy Diệp Phàm bước vào, đồng chí Khai Hà tiếp Diệp Phàm ngồi vào một sofa bên cạnh. Thế nào, xem cậu ấn Đường phát sáng góc trán cao khẳng định có việc vui. Có phải tối qua đi Vương gia cốc một chuyến đã xử lý xong việc? Cung Khai Hà liếc nhìn Diệp Phàm, hỏi.